Quan thần, Hạ Tưởng. Tập 56. Hạ Tưởng cười ha hả, chỗ hắn đứng cách sau lưng Bạch Chiến Mặc 3 mét. Cũng không nhất thiết phải duy trì khoảng cách với Bạch Chiến Mặc, mà là Bạch Chiến Mặc quá nôn nóng, nhất định phải bước lên trước vài bước, để thể hiện quan hệ thân mật giữa y và Trang Thanh Vân. Lẽ ra Trang Thanh Vân nhậm chức, cũng không cần đích thân phó trưởng ban thường trực ban tổ chức đưa tiến. Nhưng nếu như đề cập đến mối quan hệ không tầm thường của Vương Trạch Vinh và Hồ Tăng Chu, Vương Trạch Vinh đích thân ra mặt ra sức chống đỡ Trang Thanh Vân, cũng chính là để cho trong lòng mọi người hiểu rõ ban tổ chức cán bộ thành ủy lên giọng ở sau lưng, cũng muốn vì Trang Thanh Vân đánh tiếng. Trận tuyết lớn lần trước rơi 2 ngày mới ngừng, là trận tuyết lớn hiếm thấy ở thành phố Yến trong những năm gần đây. Tuyết rơi 1 mét, 2 ngày nay không tan được bao nhiêu, xe cộ của thành ủy cũng hao tổn nhiều sức lực mới đến được quận ủy. Cũng may Bạch Chiến Mặc đã sớm căn dặn người quét dọn sạch sẽ tuyết ở trong và ngoài cổng trụ sở quận ủy, cũng coi như là đã rất nể mặt. Mười mấy vị ủy viên thường vụ quận hạ mã do Bạch Chiến Mặc dẫn đầu, toàn bộ đến hiện trường nghênh đón. Vương Trạch Vinh trước hết là đơn giản giới thiệu Trang Thanh Vân, sau đó liền dẫn dắt Trang Thanh Vân gặp gỡ lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền quận hạ mã. Cảnh tượng cũng không có ý gì mới, Trang Thanh Vân và Bạch Chiến Mặc cũng không nói gì nhiều. Cùng Hạ Tưởng lại nói thêm hai câu. Chủ tịch quận hạ, sau này tôi công tác ở quận Hạ Mã, còn phải xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Hạ Tưởng cũng khách khí nói. Cũng vậy, mọi người sau này là đồng nghiệp, chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Trang Thanh Vân lại vẫn như cũ là một vẻ mặt cười nhạt. Tôi rất kính nể tác phong công tác của chủ tịch quận hạ, có rất nhiều chỗ cần phải học hỏi ở ngài. Hạ Tưởng phất phất tay. Khách khí. Khách khí, mọi người cùng nhau tiến bộ. Đôi bên thăm dò hai câu, cũng không gắng sức, nhưng lại có ý vị sâu xa có qua có lại, ủy viên thường vụ có mặt ở đây đều có thêm một số suy đoán. Bạch Chiến Mặc cũng là ánh mắt không ngừng nhấp nháy, không rõ Trang Thanh Vân là có ý gì. Theo sau mở cuộc họp đại hội toàn thể, Vương Trạch Vinh ở trên hội nghị trịnh trọng tuyên bố. Thành ủy quyết định, Trang Thanh Vân nhậm chức ủy viên ủy ban, ủy viên thường vụ. Phó Bí thư quận Hạ Mã thành phố Yến. Sau tiếng vỗ tay, Vương Trạch Vinh lại giới thiệu một chút về sơ yếu lý lịch của Trang Thanh Vân. Tỏ rõ sự khẳng định và ủng hộ của thành ủy đối với Trang Thanh Vân, hy vọng lãnh đạo đảng và chính quyền quận Hạ Mã đoàn kết một lòng, vì xây dựng kinh tế quận Hạ Mã làm ra cống hiến mới. Giữa trưa, quận Hạ Mã đã mở tiệc chiêu đãi Vương Trạch Vinh và Trang Thanh Vân. Buổi chiều, Trang Thanh Vân trực tiếp dọn vào văn phòng của Khang Thiếu Diệp. Không một chút kiêng kỵ, còn vô cùng độ lượng mà lưu giữ lại vài vật dụng chủ yếu của văn phòng, nói là không ảnh hưởng, vì tiết kiệm chi tiêu, không cần thiết phải thay quá nhiều đồ. Hạ Tưởng nghe xong gật đầu cười, chỉ ít từ bề ngoài mà nhìn, Trang Thanh Vân là một người theo chủ nghĩa thực dụng, người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Đồng thời, cũng là một chính khách bình tĩnh, lý trí hơn so với Khang Thiếu Diệp. Ngày 5 tháng 12, cách Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân còn có 10 ngày. Hạ Tưởng nghe được tin đồn nghiêm khắc mà nói, cũng không thể coi là tin đồn, chỉ là nói là tin tức nội bộ, bởi vì tin tức được truyền từ miệng hai vị cha vợ Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm không ít đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã đều nhận được thư nặc danh, trong thư liệt kê rất nhiều hành vi ác liệt của Hạ Tưởng, nào là hiếp đáp người khác, nào là đảo loạn thị trường, nào là tham ô nhận hối lộ, v.v. nói tóm lại là một hình tượng quan tham tội ác tày trời được miêu tả sinh động trên giấy. Cũng không phải toàn là thư từ trên giấy, cũng có email. Qua kỹ thuật theo dõi, email là do IP nước ngoài gửi tới, có thư tín gửi từ thành phố Yến, gửi từ huyện An, thậm chí còn gửi từ huyện Bá, cũng có thư gửi từ thành phố Đan Thành, dù sao chỉ cần là nơi Hạ Tưởng từng ở hoặc là từng đi qua, dường như đều có người căm thù hắn đến tận xương tủy gửi thư tố cáo, chỉ trích đủ loại phẩm hạnh bất lương của Hạ Tưởng. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, có người tin cho là thật. Có người coi như trò cười, có người căm thù đến tận xương tủy, có người nửa tin nửa ngờ, thái độ gì cũng có. Nếu như không phải hai vị cha vợ nhiều năm công tác ở Hội đồng Nhân dân, quen biết hơn một nửa đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã, thư nặc danh còn có thể kích động một phần đại biểu, khiến một số người nảy sinh ấn tượng không tốt đối với Hạ Tưởng. Hai ông cụ chịu sự nhờ vả của Phó Hiểu Bân và Kim Hồng tâm tận lực chạy đôn chạy đáo ở trong đại biểu, vì Hạ Tưởng chứng minh danh tiếng. Đả động rất nhiều đại biểu lắc lư. Đồng thời, hai người còn vì Hạ Tưởng nghĩ ra một chủ ý, khiến người dân ở huyện An và huyện Bá viết một lá thư biểu dương rồi gửi đến,
đánh tan tin đồn của người khác, trả lại cho hắn một sự trong sạch. Hạ Tưởng cho Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm thay hắn cảm tạ hai ông cụ, chuyện của huyện An giao cho Trung Nghĩa mình làm, chuyện của huyện Bá thì giao cho Đỗ Song Lâm làm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm gì. Muốn chống đối đến cùng với hai người Bạch Chiến Mặc, Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, thầm nghĩ sắp đến Tết rồi, Tết âm lịch vừa qua, mùa xuân sẽ không còn xa nữa. Mùa xuân sang năm, sẽ là một thời kỳ mấu chốt phát triển mạnh mẽ của quận Hạ Mã, các hạng mục chỉ tiêu kinh tế sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu Bạch Chiến Mặc còn ở quận Hạ Mã, sẽ trở thành chướng ngại vật cho kinh tế bay cao của quận Hạ Mã. Càng không cần nhắc đến việc y âm thầm giúp đỡ hộ tống thương mại Trường Cơ, là bằng mọi cách phải đem giá trị kinh tế được tạo dựng bởi bất động sản quận Hạ Mã càn quét không còn gì. Khi Hạ Tưởng đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Tùng Phong Nhi. Tùng Phong Nhi hiện đã chính thức đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty con, công trạng coi như xuất sắc, đạt tới yêu cầu của Lý Thấm. Lý Thấm hiện là tổng giám đốc bất động sản Quảng Hạ, đang lấy thân phận là nhà đầu tư phát triển, bước đầu tiến hành giao thiệp với Trần Thiên Vũ, bất động sản Quảng Hạ triển khai thỏa thuận phát triển khu nhà ở tầm trung và cao cấp tại quận Hạ Mã. Trên cơ bản Lý Thấm đã không còn hỏi đến nghiệp vụ môi giới của công ty con nữa, nhưng tổng hợp nguồn vốn còn có hành động thống nhất thỏa thuận của mấy công ty bất động sản, vẫn là do Lý Thấm phụ trách. Điện thoại của Tùng Phong Nhi làm cho Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, bởi vì Tùng Phong Nhi vừa mở miệng là hỏi đến Bạch Chiến Mặc. Chủ tịch quận Hạ, xin chào, tôi muốn hỏi thăm một chuyện, gần đây bí thư Bạch Chiến Mặc có biểu hiện gì khác thường hay không? Tùng Phong Nhi không thể coi là người trong quan trường, trên thực tế cô và Hạ Tưởng không thể nói là rất thân. Càng chưa từng cùng nhau bàn luận về chuyện trên quan trường, đột nhiên hỏi đến Bạch Chiến Mặc, liền khiến Hạ Tưởng khó hiểu. Cô quen với bí thư Bạch? Không thể cho là quen biết, từng gặp qua vài lần. Tùng Phong Nhi do dự một hồi, ấp a ấp úng mà hỏi. Gần đây về mặt ủy ban kỷ luật có truyền ra vấn đề gì của bí thư Bạch hay không? Không nghe nói. Hạ Tưởng liền càng buồn bực, biểu hiện hôm nay của Tùng Phong Nhi quá kỳ lạ. Sao cứ luôn hỏi một số vấn đề hiếm lạ kỳ quái? Cô có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng giấu giếm. Tùng Phong Nhi trầm mặc một lát, vẫn không nói rõ, chỉ ném xuống một câu. Xin lỗi chủ tịch quận hạ, không phải tôi không nói cho ngài biết, mà là không muốn liên lụy ngài. Nếu ngài có người quen ở Ủy ban Kỷ luật thành phố hoặc Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tốt nhất âm thầm hỏi thăm một chút có phải có tài liệu tố giác chống đối Bạch Chiến Mặc bị người ta giữ lại hay không? Cúp điện thoại. Hạ Tưởng dù có suy nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu được, ý của Tùng Phong Nhi là, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hắn và Tùng Phong Nhi gặp nhau, chẳng lẽ là Tùng Phong Nhi diễn lại trò cũ, lấy thủ đoạn trước đây đối phó với hắn để đối phó với Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng lập tức sửng sốt, trong lòng năm vị lẫn hốn, không biết là mùi vị gì. Đang xuất thần, điện thoại lại vang lên. Phan Án nói, anh ta xác thật nhận được ám chỉ của Bạch Chiến Mặc. Phải gian lận trong trị liệu của Khang Thiếu Diệp, nhưng Phan Án nhát gan, không dám đồng ý. Tuy nhiên sau này Khang Thiếu Diệp vẫn là tự chết, Phan Án tham lợi ích mà Bạch Chiến Mặc đã hứa hẹn, nói rằng anh ta gian lận mới dẫn tới cái chết của Khang Thiếu Diệp. Là điện thoại của Nghiêm Tiểu thì... Dầm, một tiếng, Hạ Tưởng vỗ bàn đứng dậy, tin tốt bằng trời. Đáng tiếc chính là, Khang Thiếu Diệp là tự chết, không phải Phan Án hại chết, nếu không, sẽ to chuyện. Nghiêm Tiểu thì nghe ra Hạ Tưởng kích động và hưng phấn. Nếu là Phan Án hại chết Khang Thiếu Diệp, anh ta sẽ nói ra chứ? Hạ Tưởng không hề để tâm có phải Phan Án đã hại chết Khang Thiếu Diệp hay không, hắn cần chính là chỉ cần Phan Án dám chỉ chứng Bạch Chiến Mặc là được, cần chính là sự thật Bạch Chiến Mặc chỉ thị Phan Án cố gắng sát hại Khang Thiếu Diệp, đối với việc có tạo thành sự thật hay không thì không quan trọng, quan trọng chính là chỉ cần chỉ chứng thành lập, Bạch Chiến Mặc nhất định xuống đài. Điểm đột phá, tuyệt đối là điểm đột phá trọng đại, giọng nói của Hạ Tưởng có chút hưng phấn. Tiểu thì, cô làm thế nào làm cho Phan Án mở miệng? Điều này thì anh đừng hỏi, đối phó anh ta, cũng chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường. Nghiêm Tiểu thì thản nhiên mà nói. Hơn nữa, tôi còn lấy được thu âm của anh ta, tuyệt đối là một chứng cớ không thể không giả. Rất cảm ơn, Tiểu thì, cảm ơn cô. Hạ Tưởng xuất phát từ thật tâm mà cảm ơn Nghiêm Tiểu Thì. Tin tức của Nghiêm Tiểu Thì như một cơn gió xuân, thổi tan sự giá lạnh ngoài cửa sổ. Đừng chỉ biết nói hay ngoài miệng,
hứa suông mà không làm là không được. Chỉ nói cảm ơn tôi chẳng đồng ý, phải có hành động thực tế mới được. Cô nói, tôi phải cảm ơn cô thế nào, cô mới hài lòng. Kỳ thật yêu cầu của tôi cũng không cao. Nghiêm Tiểu thì cố ý kéo dài giọng điệu, dụ dỗ Hạ Tường. Nếu không thì, một bữa cơm tối lãng mạn bên ánh nến, thế nào? Ừ, Hạ Tường hơi chần chừ, không hứa liền, hắn không phải sợ Nghiêm Tiểu thì thế nào, mà gần đây quá bận, chuyện quá nhiều, không có tâm trí. Nghiêm Tiểu thì lại cho rằng Hạ Tường từ chối, cô tức giận. Không có bữa tối ánh nến, thì không có ghi âm, anh xem rồi xử lý. Sau đó liền cúp điện thoại. Phụ nữ, sao cứ luôn không nói đạo lý? Hạ Tường bất đắc dĩ cười, bữa tối ánh nến. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được, lúc nhỏ nhà nghèo, không đủ tiền mở điện, hàng ngày vào buổi tối đều phải thắp nến ăn cơm, có lúc còn có bầu trời đầy sao, đừng nói không cảm thấy lãng mạn gì, hơn nữa một chút khả năng thưởng thức cái đẹp cũng không có. Hiện cái gọi là phụ nữ giai cấp tiểu tư sản, nhất định thích cái bữa tối ánh nến gì đó, tự cho rằng vô cùng lãng mạn. Thật ra quảng bọn họ vào trong vùng thôn quê nghèo khó ở một tuần, ngày nào cũng thắp nến, đảm bảo sau một tuần trở về, cũng không nhắc đến bữa cơm ánh nến gì nữa. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Hạ Tưởng quyết định thỏa hiệp. Chẳng qua chỉ là một bữa tối ánh nến, có gì lớn lao, cùng lắm là bị ánh nến xông mắt mà thôi, hắn còn chống cự được, liền gọi điện thoại cho Nghiêm Tiểu thì. Xác định địa điểm và thời gian, báo cho tôi biết. Nghiêm Tiểu thì vui vẻ mà mỉm cười. Sau khi tan ca, Hạ Tưởng lái xe từ từ chạy trên đường tuyết, chạy hơn nửa tiếng mới tới được điểm hẹn của Nghiêm Tiểu thì nhà hàng Tây Giác Quan thứ 6. Nói thật, Hạ Tưởng đối với nhà hàng Tây không có nhiều hứng thú lắm, nhưng vì thỏa mãn chút nguyện vọng của Nghiêm Tiểu thì liền cố mà làm. Nghiêm Tiểu thì đã ở trong phòng đợi hắn. Nghiêm Tiểu thì mặc một chiếc váy dài bằng len cừu, vẫn là dài da, nhưng không biết từ khi nào tóc đã dài ra, xõa trên vai. Hình tượng người đẹp xóa tóc đã làm tăng thêm một chút khí chất điềm đạm nho nhã cho cô. Gian phòng giống như được sofa vây quanh một nửa, đèn bên trên đã tắt, trên bàn ăn đặt 5 cây nến, 5 màu sắc, cũng rất xa hoa lộng lẫy, rất có tâm trạng. Hạ Tưởng chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường, tiện tay cởi áo khoác ra treo lên, cười nói. Tôi còn nghĩ rằng họ sẽ quy định không mặc đồ vest không cho vào cửa, không ngờ, còn nhiệt tình đón tôi vào, thật khiến người ta thất vọng. Nghiêm Tiểu thì không vui mà đáp lễ một câu. Anh chán ghét tôi đến vậy, không muốn cùng tôi ăn cơm. Nhìn xem, lại đa nghi rồi phải không? Hạ Tưởng liền cười. Tôi không nói cô, tôi đang nói giác quan thứ 6, đặt tên gì không đặt, lại gọi cái gì giác quan thứ 6, làm cho tôi nhớ lại một bộ phim điện ảnh tên là Giác quan thứ 6, năm đó khi xem phim, khoảng khắc cuối cùng khi chân tướng bị vạch trần, thật sự khiến tôi giật mình. Giác quan thứ 6, còn được dịch là, Mắt quỷ, là một bộ phim điện ảnh siêu nhiên của Mỹ, khi chiếu vào năm 1999, từng chấn động một thời. Trên lịch sử phim ảnh chỉ có 4 bộ phim kinh dị từng được đề cử giải Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất, bộ phim này là một trong số đó. Nghiêm Tiểu thì cũng xem qua, Giác quan thứ 6, nghe Hạ Tưởng nói xong, khanh khách mỉm cười. Trong hoàn cảnh tối mịt, nói một bộ phim điện ảnh kinh dị với một cô gái. Bình thường là những mảnh khóe giáp tâm bất lương của đàn ông thường dùng. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, ai nói đàn ông thích miên man bất định, phụ nữ có lúc càng thích mơ màng hơn đàn ông. Hắn vừa rồi quả thật chỉ là tùy miệng nói, đâu như Nghiêm Tiểu thì nói quá quát như vậy. Hơn nữa hắn đã sớm vượt qua tầng lớp dựa vào phim kinh dị để lừa gạt con gái xa vào lòng, đó là thủ đoạn trước 16 tuổi mới dùng, sau 16 tuổi, thủ đoạn của hắn đã thăng lên tới độ cao mới. Hạ Tưởng chỉ gọi một phần nui, một ly hồng trà, Nghiêm Tiểu thì lại gọi một phần bít tết, còn có một phần salad trái cây, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy nhiên Nghiêm Tiểu thì từ đầu đến cuối cũng không tiết lộ cô làm thế nào làm cho Phan Án nói thật, chỉ là lấy ra máy ghi âm, mở ra cho Hạ Tưởng nghe. Hạ Tưởng nghe rất rõ ràng, chính miệng Phan Án nói ra Bạch Chiến Mặc trước tiên gọi điện thoại, sau đó đích thân tìm y, ám chỉ kêu y trong quá trình cấp cứu, làm chậm vài phút. Sau cùng Phan Án hiên ngang lẫm liệt mà nói, y là một bác sĩ đủ tư cách, tuyệt đối không bị người khác sai khiến làm ra chuyện ác bại hoại y đức. Hơn nữa liên quan đến mạng người, y là cứu người không phải hại người, từ khi y làm nghề y đến nay, chưa từng làm qua một chuyện thương thiên hại lý tàn nhẫn không có tính người. Nghe ra giống như đang thổ lộ tình yêu.
Hạ Tưởng hoài nghi mà liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái, Nghiêm Tiểu thì mặt không biến sắc, nhẹ nhàng khéo léo mà tao nhã cắt một miếng thịt bò, đặt vào trong miệng, vừa nhai nhẹ nhàng, vừa cười nói. Đàn ông, đều có nhược điểm thế này thế kia, nhất là khi anh từng được vô số đàn ông theo đuổi, sau khi biết họ thường dùng thủ đoạn gì, thì anh sẽ có thêm rất nhiều hiểu biết về đàn ông, cũng gần giống như có thể đoán được tính cách của một loại đàn ông nào đó. Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu, hắn tin rằng với sự nhu mì và thủ đoạn của Nghiêm Tiểu thì, sẽ có không ít đàn ông bị cô đùa giỡn trong tay mà không hề tự biết, Phan Án chẳng qua là một trong số đó mà thôi, liền nói. Tiểu thì đã giúp tôi một chuyện lớn, vô cùng cảm ơn, sau này tôi sẽ giới thiệu một số dự án tốt cho cô. Đối với một phụ nữ mà nói, sự nghiệp không phải là toàn bộ của cô ta. Nghiêm Tiểu thì u oán mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Chẳng lẽ anh không có một chút tâm ý thương hoa tiếc ngọc? Chương 640, dụng ý thật sự. Hạ Tưởng liền phát hiện từ sau khi Nghiêm Tiểu thì phát hiện hắn và Cổ Ngọc đã cái gì đó. Cô đã to gan mà nhiệt liệt hơn trước rất nhiều, luôn có ám chỉ gì đó, hắn đành phải giả vờ không hiểu, nói. Chủ tịch tỉnh Phạm nói, nếu cô và Mai Hiểu Mộc có thể yêu nhau, cũng là một chuyện tốt hiếm có. Tôi biết ý của Dược, là muốn mượn hôn nhân của tôi và Mai ra. Nghiêm Tiểu thì nhấp một ngụm rượu nho, không cho là đúng mà cười. Tôi ở tỉnh Yến đã nhiều năm, ông ấy vẫn không giúp đỡ gì nhiều cho tôi hiểu. Vì danh tiếng, vì thuận lợi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, tôi tôn trọng nỗi khổ của ông. Hiện đã đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, tôi cũng không cần ông cho tôi quá nhiều giúp đỡ. Nói thật, những năm gần đây, quan tâm của ông đối với tôi còn không bằng anh. Trên thực tế số tiền những năm nay tôi kiếm được, đều nhờ sự chỉ điểm của anh, mới có được gặt hái không nhỏ. Cho nên dù từ góc độ nào mà suy xét, tôi cũng không hy sinh bản thân vì ông tranh thủ lợi ích trên chính trị. Trong đôi mắt của Nghiêm Tiểu thì, biểu lộ quyến rũ, ngưng thần nhìn Hạ Tưởng một lát, bỗng nhiên lại thở dài một hơi. Thôi đi, nói những lời này với anh có tác dụng gì? Tôi biết anh là một người vô tâm, chỉ quan tâm đến đại sự chính trị và đại sự kinh tế của anh, đối với cảm nhận của tôi, xưa nay anh đều không để trong lòng. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì quen biết thời gian cũng không ngắn, vẫn là lần đầu tiên nghe cô vô cùng u oán kể ra tâm sự, mà chủ đề tâm sự của cô hiển nhiên là hắn. Cho nên hắn không biết nên ứng đáp thế nào, đành phải trầm mặc không phải là trốn tránh, mà là một cách biểu đạt đúng lúc. Nghiêm Tiểu thì đem máy ghi âm bỏ lại vào trong túi của mình, chỉ uống một ngụm nhỏ rượu nho, trên mặt đã hơi ửng đỏ, liền hỏi Hạ Tưởng. Một người dân nhiệt tình tố cáo với thành ủy thành phố, hay là tố cáo với ủy ban kỷ luật thành phố? Nói đến tố cáo, Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới Tùng Phong Nhi nhắc nhở, trong lòng cả kinh, nếu hắn đoán không sai. Tùng Phong Nhi có lẽ cũng đã gửi tài liệu tố cáo đến Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng hai cấp Ủy ban Kỷ luật đều không có một chút tin tức, là nguyên nhân gì? Con người của Tô Công Thần Hạ Tưởng không biết rõ cho lắm, chỉ từ cách hành sự của y mà có được một kết luận, chính là sở trường người này con dao hai lưỡi, bề ngoài quan hệ mật thiết với Hồ Tăng Chu, trên thực tế y thừa hành chính là lập trường trung lập. Ai cũng không đắc tội, nhưng nếu ai có chuyện, cũng sẽ kịp thời mà ném đá xuống giếng. Từ góc độ người ngoài cuộc mà đối đãi sự lựa chọn của Tô Công Thần, có lẽ cũng cho là quyết định khá sáng suốt. Mà chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng theo đồn đại là người của Ngô gia, nhưng Hạ Tưởng không qua chính miệng Ngô Tài Giang chứng thật, cũng chính là có thái độ tạm thời tin tưởng. Nhưng bất kể ai là người của ai, ở vị trí nào, nhất định phải mưu cầu chính trị gì, chuyện trên chính trị, chuyện nhỏ có thể xóa đi, nhưng liên quan đến đại sự liên quan đến mạng người. Cũng không ai dám nén xuống không thả ra. Cho nên hắn tin tài liệu tố cáo của Nghiêm Tiểu thì chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, mặc kệ là Ủy ban Kỷ luật thành phố hay là Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng không có người dám tự ý giữ lại. Nhưng tài liệu tố cáo của Tùng Phong Nhi, bởi vì liên quan đến vấn đề sinh hoạt và kinh tế của nhân vật số một quận ủy, có thể sẽ có người cố ý ngăn chặn giữ lại hoặc là áp chế không buông, mặc kệ là nguyên nhân riêng tư. Hay là đang đợi thời cơ, chắc chắn có người đứng giữa làm khó dễ. Nhưng nghĩ lại, tài liệu tố cáo của Nghiêm Tiểu thì vẫn là không nên giao cho Ủy ban Kỷ luật, nếu không dễ bị kéo dài. Giao cho Trần Phong, cũng không phù hợp trình tự cho lắm, sẽ khiến người ta hoài nghi Trần Phong cố ý chèn ép Phó Tiên Phong. Có rồi, Hạ Tưởng thông minh linh động, nói. Giao cho Cục Công an được rồi, tốt nhất trực tiếp gửi đến tay của Cục trưởng Tôn Định Quốc. Anh quyết định là được, tôi nghe anh.
Nghiêm Tiểu thì vô cùng ngoan ngoãn mà cười. Tôi gì cũng nghe theo anh mà làm, anh cũng nên giúp tôi một chuyện, có phải không? Hạ Tưởng gật đầu. Đưa tôi về nhà, đường quá trơn, tôi không lái xe. Nghiêm Tiểu thì ở tại Thấm Hương Viên, là một tiểu khu của nhân viên công sở, nghe nói ở trong đó đều là phụ nữ độc thân học lực cao, thu nhập cao và thân hình cao của thành phố Yến, còn việc có phải đều là mỹ nữ hay không, thì khó nói, dù sao Hạ Tưởng lái xe đến dưới lầu, khi trên đường đưa Nghiêm Tiểu thì lên lầu, ít nhất gặp qua 78 người phụ nữ, tuy rằng không thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nói tóm lại sau khi nhìn rồi, làm cho người ta lập tức có tâm trạng bi quan của thế giới bi thảm. So ra thì càng thấy Nghiêm Tiểu thì đẹp như tiên. Hạ Tưởng đã hiểu, thì ra Thấm Hương Viên chính là tiểu khu của phụ nữ độc thân thành đạt nổi tiếng. Nghiêm Tiểu thì cố tình ở đây, rất rõ ràng là có dụng tâm khác. Nghiêm Tiểu thì hôm nay đã uống không ít rượu, cũng say khoảng 7 phần, vừa vào cửa liền dùng tay ôm lấy cổ của Hạ Tưởng. Có dám ở lại với tôi không? Hạ Tưởng lập tức thành thật mà lắc đầu. Không dám, nhà có vợ hiền, không dám ngủ lại ở ngoài. Nghiêm Tiểu thì vui vẻ mà mỉm cười. Thật là một người đàn ông thành thực đến khiến người ta khó chịu. Căn nhà nhỏ của Nghiêm Tiểu thì bố trí tương đối ấm cúng, phối hợp sắc điệu vàng nhạt và hồng phấn, trong phòng có một mùi hương phụ nữ thoang thoảng. Mùi hương của mỗi một phụ nữ đều không giống nhau, mùi hương của Nghiêm Tiểu thì rất quyến rũ, cũng dễ khiến người ta động lòng. Cho nên nói có những phụ nữ trời sinh khúm núm, quả thật không giả. Ví dụ Cổ Ngọc, cho dù thân hình cô yểu điệu, trên người tỏa hương ngất người, nhưng ở cùng với cô, trên căn bản sẽ không có cảm giác động lòng rõ ràng, là cái đẹp gợi cảm mà không mê người. Mà Nghiêm Tiểu thì lại khác, toàn thân trên dưới của cô lúc nào cũng tỏa ra mùi hương phụ nữ quyến rũ khác lạ, rất dễ khiến đàn ông mê mẩn, sau đó ý loạn tình mê. Giữa phụ nữ và phụ nữ, sai lệch quá nhiều. Với cách nhìn của Hạ Tưởng mà xem, Nghiêm Tiểu thì tuyệt đối không phải mẫu người vợ hiền mẹ tốt trong lòng hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là, Nghiêm Tiểu thì lại là hình tượng người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông. Nghiêm Tiểu thì đá đôi giày qua một bên, nghiêng ngã mà đi đến phòng ngủ, Hạ Tưởng đỡ lấy cô. Chưa đỡ được, cô liền ngã lên giường, trong miệng còn không ngừng nói. Tôi là cô gái tốt, giữ mình trong sạch, xưa nay chưa từng có một người đàn ông khiến tôi động lòng, khiến tôi tức giận, khiến tôi. Tôi hận anh, Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gượng cười, uống say rồi còn hận hắn, giống như hắn đã làm gì cô, ngược lại, hắn chẳng làm gì cô, bây giờ cũng không có thừa cơ làm bậy, một người đàn ông tốt hiếm thấy như vậy, còn bị phụ nữ hận, thật không có đạo lý. Nghiêm Tiểu thì lại lầm bầm vài câu, nghiêng đầu một cái, không ngờ ngủ say. Hạ Tưởng đành phải giúp cô đắp chăn, lại ngồi một bên đợi khoảng 10 phút, thấy cô ngủ thật ngon thật sâu, liền yên tâm. Lại đứng dậy khẽ vỗ lưng Nghiêm Tiểu thì, như dụ dỗ đứa bé nói. Ngoan, ngủ ngoan, buổi tối đừng đá chăn, trời lạnh dễ bị cảm. Hạ Tưởng xuống lầu, khởi động xe, khi đèn xe sau của hắn biến mất ở xa, Nghiêm Tiểu thì không biết từ lúc nào đứng trước cửa sổ, trên mặt lộ vẻ cười, cười trong nước mắt, nhìn về nơi Hạ Tưởng đi xa, tự nói. Anh quả thật rất thú vị. Cũng không biết Nghiêm Tiểu thì chỉ cái gì. Cách đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân không tới 9 ngày, quận Hạ Mã lần nữa bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, bởi vì Cục trưởng Cục Công an thành phố Tôn Định Quốc nhận được một phần tài liệu tố cáo, là một hộp băng ghi âm, rõ ràng chỉ ra bí thư quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc chịu trách nhiệm không thể trốn tránh đối với cái chết của Khang Thiếu Diệp. Một hòn đá làm nổi dậy ngàn tầng sóng. Tôn Định Quốc trước tiên báo cáo với Trần Phong, qua kỹ thuật giám định, băng ghi âm không có kỹ thuật xử lý, loại trừ khả năng do con người làm giả. Sau khi Trần Phong nghe xong băng ghi âm, sắc mặt biến đổi lớn, giận tím mặt, chỉ lệnh Tôn Định Quốc nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ngọn ngành. Tôn Định Quốc nhận lệnh mà đi, Trần Phong một mình ngồi trong văn phòng, suy nghĩ sâu xa một hồi, đột nhiên cười đầy thâm ý, quận Hạ Mã, xem ra quả thật phải thay đổi thời tiết. Bạch Chiến Mặc ơi Bạch Chiến Mặc, nhập gánh với Hạ Tưởng, không dùng tâm công tác, còn muốn tính toán với Hạ Tưởng cũng là bình thường. Trên quan trường vốn là tính toán lẫn nhau. Nhưng anh đừng có nhược điểm trọng đại mới tốt, có nhược điểm cũng được, nhưng anh cũng đừng khiến Hạ Tưởng phát hiện mới được. Bây giờ thì hay rồi, đào hố chôn mình, hà tất phải làm khổ mình. Sau đó Trần Phong cao hứng không kéo dài được bao lâu, sau một tiếng Tôn Định Quốc truyền đến tin tức, Phan Án mấy hôm trước ra nước ngoài khảo sát, đột nhiên rời khỏi đơn vị, bây giờ không rõ tung tích. Sợ tội bỏ trốn.
Trần Phong giật mình, Phan Án không ra mặt làm chứng, chỉ dựa vào hộp băng ghi âm, muốn lật đổ Bạch Chiến Mặc cũng thật có chút miễn cưỡng. Suy nghĩ lại, cho dù thế nào, trước tiên ném trái bom trong tay ra trước rồi nói, nhìn xem Phó Tiên Phong có phản ứng thế nào. Trần Phong lúc này quyết định mở cuộc họp hội ý. Trần Phong chủ trì hội nghị, người tham gia có thị trưởng Hồ Tăng Chu, Phó Bí Thư Phó Tiên Phong, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tô Công Thần cùng với Cục trưởng Công an Tôn Định Quốc. Trần Phong đầu tiên lên tiếng. Các đồng chí Định Quốc nhận được hộp băng ghi âm đề cập đến một vị cán bộ quan trọng, hôm nay gọi mọi người tới, chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút, chuyện này nên xử lý như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Phong giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, dọa Phó Tiên Phong nhảy dựng, lại có chuyện gì đã xảy ra. Gần đây sự tình ùn ùn, Phó Tiên Phong đều có chút sợ bóng sợ gió, e sợ khi nào sẽ xuất hiện một tin tức kinh người, đánh cho y đầu óc choáng váng. Hay là tốt nhất đừng gây thêm chuyện nữa, sự tình y hiện đang cổ động đại biểu được tiến triển coi như thuận lợi, đang chuẩn bị bắt tay vào làm kế hoạch tiếp theo càng chu đáo chặt chẽ hơn, bảo đảm đả kích Hạ Tưởng thất bại thảm hại. Chẳng lẽ cố tình trong lúc mấu chốt này, lại có cái gì đó nhảy ra dọa người? Phó Tiên Phong tuy rằng không có bệnh tim, cũng cảm thấy sắp bị Hạ Tưởng dọa thành bệnh tim. Y cũng không nghĩ lại thật ra là do y không chịu dừng, trong lòng lại mắng Hạ Tưởng tên khốn Hạ Tưởng, mày không thể dừng một chút sao? Mi mắt của Phó Tiên Phong không ngừng giật, chỉ liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt, hỏng rồi, chẳng lẽ là cái chết của Khang Thiếu Diệp bị phát hiện? Thật đúng là y đã đoán đúng rồi, Tôn Định Quốc vẻ mặt ngưng trọng nói. Căn cứ vào tình báo tin cậy, có chứng cứ cho thấy rõ, cái chết của Khang Thiếu Diệp có nguyên nhân do con người làm. Gã dừng một chút, lờ đãng liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, lại nói. Chứng cứ chỉ Bí Thư quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy máu dồn lên trên, suýt chút trước mắt tối sầm, không thể cầm cự, sao chuyện gì cũng đều bị Hạ Tưởng đào ra. Hạ Tưởng cũng quá lợi hại, giống như quỷ thần, khó lòng phòng bị. Hạ Tưởng, thật đúng là một tên khốn âm hồn không tan. Phó Tiên Phong vô cùng khiếp sợ, đã ra khỏi phẫn nộ, đồng thời lại thầm mắng Bạch Chiến Mặc thật là một con lừa, sao chuyện gì cũng bị người ta nắm dấu vết. Ngu ơi là ngu. Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, y lại cố gắng trấn tĩnh, làm bộ kinh ngạc hỏi han. Bạch Chiến Mặc là bí thư quận ủy, là người phụ trách đảng ủy cấp 1. Nếu như không có chứng cứ xác thật, chỉ trích lung tung, là phải chịu trách nhiệm chính trị. Ý của Phó Tiên Phong thì Tôn Định Quốc đương nhiên hiểu được, là muốn gã lấy ra chứng cứ xác thật, nói bằng miệng không có căn cứ. Tôn Định Quốc vẻ mặt nghiêm túc. Chứng cứ đã mời Bí Thư Trần xem qua rồi. Ý là, chẳng lẽ Bí Thư Trần cũng không tin? Phó Tiên Phong không chịu thoái nhượng, liếc mắt nhìn Trần Phong một cái. Bí Thư Trần có thể đem chứng cứ cho mọi người cùng xem một chút hay không, vậy mới có sức thuyết phục. Trần Phong cũng biết chỉ nói bằng miệng mà chỉ trích Bạch Chiến Mặc, cũng không công bằng, không thể khiến người ta tin phục, liền gật đầu với Tôn Định Quốc. Mở ra cho mọi người nghe một chút. Dù sao cuối cùng cho dù động đến Bạch Chiến Mặc, cũng phải thông qua hội nghị thường vụ. Tôn Định Quốc lấy máy ghi âm ra, bấm phím chạy máy. Bí thư Bạch nói rồi, sau khi chuyện thành công, ông sẽ giúp tôi lên tới bác sĩ chủ nhiệm, còn giúp người nhà tôi giải quyết biên chế sự nghiệp, còn có thù lao 200 ngàn, tôi còn chưa đồng ý, Bí Thư Bạch liền đích thân tìm đến, ông ta đã nói với tôi về quan hệ lợi và hại, tôi vẫn là không động lòng. Cô nghĩ đi, liên quan mạng người, tôi là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi, sao có thể cố ý làm chậm trễ thời cơ cấp cứu? Tôi chẳng dám hại người. Khang Thiếu Diệp về sau vẫn là chết. Nhưng mà không phải không kịp thời cứu chữa, là cơ năng trên người của ông ấy đã hỏng, không có chút quan hệ gì với tôi, lúc đó đúng lúc tôi không có mặt, cũng không phải cuộc phẫu thuật cấp cứu do tôi thực hiện. Ha ha, nhưng vì lợi ích mà Bí Thư Bạch đã hứa hẹn, tôi liền nói với ông ấy là chính tôi đã làm, ông ấy cũng thật ngốc, không ngờ lại tin, cũng không điều tra xem bản ghi chép phẫu thuật trong bệnh viện, liền trực tiếp cho tôi thù lao. Bí Thư Bạch là ai? Bạch Chiến Mặc đó. Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, đúng, chính là bí thư phong thủy gần đây khá nổi danh, chính là ông ta, không sai. Tôi không biết ông ấy vì sao phải làm cho Khang Thiếu Diệp chết, không phải kẻ thù ai muốn lấy mạng người khác, có phải không? Chỉ có một điểm tôi không hiểu, Bạch Chiến Mặc từ đâu lấy được 200 ngàn. Bây giờ làm quan thật có tiền, 200 ngàn cũng không chớp mắt,
chắc chắn là tham ô chăng? Phó Tiên Phong sắc mặt u tối đến nổi có thể nhỏ ra nước, y biết, chỉ cần Phan Án bị bắt, Bạch Chiến Mặc chắc chắn hết đời. Vấn đề bây giờ ở chỗ, Phan Án có bị bắt hay không? Hồ Tăng Chu cũng là vẻ mặt tức giận, ông tuy rằng thân cận với Phó Tiên Phong, nhưng không có nghĩa là ông không có nguyên tắc của bản thân, không kìm nổi giận dữ hỏi. Nguồn gốc của ghi âm có đáng tin hay không? Người nói chuyện là ai? Qua kỹ thuật giám định, băng ghi âm có dấu vết cắt nối biên tập, nhưng theo giọng của người nói chuyện mà phán đoán, không có hiểm nghi là bị ép buộc, khả năng ngụy tạo cũng không lớn. Tên của đương sự là Phan Án, là một bác sĩ của bệnh viện số 2 của tỉnh. Tôn Định Quốc trả lời theo sự thật. Tô Công Thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp mà nhìn Trần Phong, Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong vài lần, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, một ngón tay còn nhẹ nhàng gõ trên bàn, hiển nhiên đang suy nghĩ vấn đề trọng đại gì đó. Có điều tra kỹ con người và bối cảnh của Phan Án hay không, có tiến hành điều tra thu thập chứng cứ bước tiếp theo hay không? Hồ Tăng Chu kiềm nén lửa giận, bất kỳ một người có nguyên tắc nào cũng không thể dễ dàng tha thứ một bí thư âm thầm sai khiến bác sĩ mưu đồ sát hại phó bí thư, quả thực là khiêu khích đối với toàn bộ quy tắc quan trường. Trái tim của Phó Tiên Phong chạy lên cổ họng, chuyện đột nhiên xảy ra, y cũng không nghe được tin tức gì trước đó, cũng là năng lực nắm giữ tin tức trong nội bộ cục công an của Tôn Định Quốc quá mạnh, nếu như trước đó y có thể nghe thấy thì sợ gì một chút động tĩnh. Cũng có thể chuẩn bị từ trước, ít nhất có thể âm thầm triển khai thủ đoạn, cũng tiện đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất. Nhưng hiện tại hết thảy quá muộn, chắc chắn là Hạ Tưởng cố ý làm vậy, chính là muốn đánh cho y không kịp trở tay, dụng ý, chính là muốn đưa Bạch Chiến Mặc đến chỗ chết. Nhưng vấn đề là, Bạch Chiến Mặc mà ngã, công lao bố cục của y ở quận Hạ Mã sẽ bị đổ sông đổ biển, tất cả nỗ lực trước đó đều phó mặc như nước chảy. Bạch Chiến Mặc chết không đáng tiếc. Đầu tư của y do ai quản? Đương nhiên, càng lo lắng sâu hơn chính là một khi Bạch Chiến Mặc xa vào lưới, có khi nào nhất thời ấm đầu, khai y ra thì chơi lớn rồi, đến lúc đó cho dù vì đại cục mà suy xét mà không công bố ra ngoài, suy đoán cũng sẽ xử lý y ở trong nội bộ, thậm chí dưới sự tác động thúc đẩy khắp các nơi, có khả năng sẽ điều y ra khỏi thành phố Yến. Một khi rời khỏi thành phố Yến, muốn trở về thì khó hơn lên trời. Dưới thời tiết chính trị trong nước, ít là trong 45 năm, y cũng không có khả năng trở về. Như vậy, bố cục của Phó gia ở tỉnh Yến và thành phố Yến sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó Tiên Phong biết, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu không, y tại thành phố Yến thất bại thảm hại mà chật vật quay về thủ đô, tuyệt đối không có kết cục gì tốt, nói không chừng thật có thể bị bác hai để đó không dùng tới, đợi ông cụ vừa chết, y phỏng chừng thật sự bị người ta đánh vào lãnh cung. Không được. Tuyệt đối trong lúc ông cụ vẫn còn sống, đứng vững gót chân, lấy lại Giang Sơn, nếu không, y sẽ có khả năng trở thành nhân vật bi kịch đầu tiên trong đời thứ ba của bốn đại gia tộc. Phan Án là mấu chốt, Bạch Chiến Mặc có thể bảo vệ thì cố gắng bảo vệ, nếu bảo vệ không được để nói sau. Ai bảo gã ngu đến mức độ này? Phó Tiên Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Suy nghĩ lại, cũng không thể trách Bạch Chiến Mặc quá ngu xuẩn, chỉ trách Hạ Tưởng quá xảo quyệt. Tôn Định Quốc hơi trầm ngâm, không lập tức trả lời câu hỏi của Hồ Tăng Chu. Gã cũng biết nguyên nhân căn bản bí thư Trần mở cuộc họp hội nghị là bởi vì Phan Án đang lẩn trốn, nếu Phan Án không trốn, trực tiếp đem Phan Án thẩm vấn, nắm trong tay mọi chứng cớ, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, Bạch Chiến Mặc muốn chống chế cũng chống chế không được. Nhưng vấn đề hiện tại là Phan Án chạy trốn tới nước ngoài, hơn nữa còn là ở quốc gia dung túng đối với tội phạm Trung Quốc đang lẩn trốn nhất, liền khiến y rất là đau đầu. Cho dù ghi âm là thật, nhưng không có nhân chứng, cũng không thể định tội Bạch Chiến Mặc. Định không được tội, Bạch Chiến Mặc thậm chí còn có khả năng tránh được một khó khăn. Bí thư Trần tuy rằng không nói rõ, Tôn Định Quốc cũng biết rõ thật sự, Trần Phong hiện tại vô cùng phản cảm với Bạch Chiến Mặc, đã có ý nhất định phải khiến cho Bạch Chiến Mặc rời khỏi. Phỏng chừng dụng ý của bí thư Trần chính là gõ vào Phó Tiên Phong, định không được tội Bạch Chiến Mặc, nhưng có thể coi đây là lấy cớ. Điều Bạch Chiến Mặc ra khỏi quận Hạ Mã, làm một xử lý nội bộ. Tin rằng đây là điều kiện trao đổi giữa Bí Thư Trần và Phó Tiên Phong, cũng chính là dụng ý thật sự mở cuộc họp hội ý hôm nay. Tôn Định Quốc tằng hắng cổ họng, nói. Phan Án chạy ra nước ngoài, chúng tôi đã trễ một bước, không bắt được anh ta. Nhưng mà bây giờ vật chứng xác thật, cá nhân tôi cho rằng, Bí Thư Bạch có hình phạt trên người, lại có hiểm nghi hãm hại Khang Thiếu Diệp.
đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức bí thư quận ủy, đối với Phan Án, chúng ta sẽ duy trì tiếp xúc mật thiết với cảnh sát hình sự quốc tế, tranh thủ dẫn độ anh ta trở về nước trong thời gian nhanh nhất. Chương 641, đổ thêm dầu vào lửa. Lời nói của Tôn Định Quốc đánh một mai phục, ý là, nếu như Phó Tiên Phong đồng ý chuyện điều Bạch Chiến Mặc ra khỏi vị trí bí thư, dẫn độ Phan Án, có lẽ sẽ kéo dài vài năm cũng không thể giải quyết được. Nhưng nếu như y không đồng ý, Phan Án tuy rằng trốn chạy sang quốc gia không có ký kết điều ước dẫn độ với Trung Quốc, nhưng giữa quốc gia và quốc gia với nhau nói đến cùng cũng là trao đổi lợi ích, Phan Án cũng chẳng phải gọi là phạm nhân chính trị, nếu như phía cảnh sát thành phố Yến một lòng muốn dẫn độ, không tiếc trả giá, cũng chưa chắc không thể dẫn độ thành công. Trần Phong không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt u ám. Phó Tiên Phong âm thầm thở dài một hơi, náo loạn nửa ngày, hóa ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, chỉ có một hộp băng ghi âm, ngay cả nhân chứng cũng không có, thì muốn làm cho một bí thư quận ủy xuống đài. Mơ tưởng, nếu không phải khiến Bạch Chiến Mặc thay y quản lý 20 tỷ vốn lưu động, sau khi trải qua một loạt sự kiện, Phó Tiên Phong cũng đã mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, thì sớm đã muốn từ bỏ Bạch Chiến Mặc. Nhưng hiện tại Bạch Chiến Mặc và y cùng ngồi trên một chiếc thuyền, còn là một con cờ quan trọng nhất hiện nay của y, làm sao y đành lòng một cước đá văng ra. Mấu chốt là Bạch Chiến Mặc do y sai khiến mới làm ra hành động phải đưa Khang Thiếu Diệp vào chỗ chết, y hiện tại không bảo lãnh Bạch Chiến Mặc, khi Bạch Chiến Mặc hấp hối giãy giụa, chắc chắn sẽ cắn ngược lại y một cái. Bảo lãnh, phải bảo lãnh. Phản án nếu đúng lúc chạy trốn tới nước ngoài, thì chứng minh gã đã nghe được tin tức gì đó. Tôn Định Quốc nói thật dễ nghe, thật muốn dẫn độ về nước, không có 3 năm 5 năm không có khả năng thành công, không cần 3 năm, chỉ cần có thể chịu đựng quá 2 năm. Sau khi đại kế của y ở quận Hạ Mã thành công, vốn lưu động vừa rút, Bạch Chiến Mặc có còn đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã hay không, đã không còn quan trọng. Quan trọng là có thể vượt qua ải khó khăn hiện nay là được. Chỉ dựa vào một hộp băng ghi âm, hơn nữa thật giả còn khó nói, lại không có nhân chứng, chỉ chứng một vị bí thư quận ủy, có chút quá khinh suất. Phó Tiên Phong bâng quơ mà liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt kiên định của Tôn Định Quốc, sau cùng dừng trên mặt của Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu biết, Phó Tiên Phong là muốn trưng cầu tiếng ủng hộ của ông. Bình tĩnh mà xem xét, Hồ Tăng Chu hiện đối với thế cục quận Hạ Mã cũng vô cùng bất mãn. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp quan hệ chặt chẽ, Khang Thiếu Diệp chết cũng chết không yên, liền làm cho trong lòng ông vô cùng bực bội, cũng đối với Bạch Chiến Mặc không có chút ấn tượng tốt. Ông với Hạ Tưởng từng có lui tới, biết con người của Hạ Tưởng, không dễ dàng gây sự. Bây giờ quận Hạ Mã không ngừng phân tranh, tuy rằng bây giờ là từng đợt lại từng đợt sóng phản kích của Hạ Tưởng, nhưng căn nguyên đều là trên người Khang Thiếu Diệp và Ngưu Kỳ. Nếu nói sau lưng toàn bộ câu chuyện không có một chút bóng dáng của Bạch Chiến Mặc, Hồ Tăng Chu cũng không tin. Trên cơ bản có thể khẳng định chính là, cục diện hỗn loạn hiện nay của quận Hạ Mã, Hạ Tưởng không phải kẻ gây sự, là người ứng chiến. Nguyên nhân gây ra chính là sự kiện tập kích cao ốc Hỏa Thụ, nói đi nói lại, Hạ Tưởng phản kích hoàn toàn hợp lý, chính là theo lập trường của Hồ Tăng Chu mà xem, cũng có thể lý giải. Bây giờ lại truyền ra chuyện Bạch Chiến Mặc ở phía sau bày ra kế muốn hại chết Khang Thiếu Diệp, hoàn toàn là cách làm giết người bịt miệng. Từ khía cạnh đã chứng minh Bạch Chiến Mặc cũng tham gia sự kiện tập kích Hạ Tưởng. Hồ Tăng Chu hoàn toàn tin tưởng tính chân thật của băng ghi âm, với trí tuệ chính trị và con người của Trần Phong và Tôn Định Quốc, không cần phải ngụy tạo chứng cớ để vu cáo hãm hại Bạch Chiến Mặc, cũng không vô sỉ đến nỗi phải làm vậy. Hồ Tăng Chu liền cảm thấy có chút cười chê, ông làm quan nhiều năm, cũng gặp nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt trong quan trường, tuy rằng cũng không thiếu sự kiện hại chết kẻ thù chính trị. Nhưng người giống như Bạch Chiến Mặc chết không hối cải lại vô cùng âm hiểm, ông cũng là lần đầu tiên được thấy, trong lòng đối với Bạch Chiến Mặc đã thất vọng tới cực điểm. Mặc dù Phó Tiên Phong nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ dựa vào một hộp băng ghi âm không thể làm gì được một bí thư quận ủy, nhưng thái độ cần thiết vẫn cần phải lấy ra, Hồ Tăng Chu liền lạnh lùng nói. Không có lửa làm sao có khói, một hộp băng ghi âm thì không chứng minh được gì, nhưng ít ra cũng nói rõ Bạch Chiến Mặc thân mình bất chính. Nếu không cũng không phải trước là sự tình bí thư phong thủy, lại đến chuyện chỉ chứng của Phan Án. Hơn nữa Phan Án chạy trốn ra nước ngoài, thì đã chứng minh quả thật có vấn đề. Bây giờ nhân vật số 1 số 2 quận Hạ Mã bất hòa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục thế ổn định của quận Hạ Mã. Tôi kiến nghị, đại hội đại biểu hội đồng nhân dân tạm thời rời lại sau,
Trước tiên thảo luận một chút về vấn đề Bạch Chiến Mặc có còn thích hợp đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã hay không. Phó Tiên Phong không nghĩ tới Hồ Tăng Chu chẳng những không giúp y, ngược lại trực tiếp phủ định Bạch Chiến Mặc, không khỏi nóng nảy. Thị trưởng Hồ, đừng dễ dàng phủ quyết một cán bộ cao cấp. Quốc gia không dễ dàng bồi dưỡng được một cán bộ, nhất là cán bộ đi đến vị trí nhân vật số một, chúng ta nhất định phải trân trọng, phải có độ lượng trị bệnh cứu người. Hơn nữa trước khi chưa có nhân chứng, băng ghi âm thật giả khó nói, phản án chạy trốn ra nước ngoài, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Y vội vàng nhìn Tô Công Thần liếc mắt một cái, muốn trưng cầu Tô Công Thần lên tiếng thay y. Không thể tùy tiện phủ định một cán bộ cấp phó giám đốc sở, mời chủ nhiệm Tô phân xử, phương diện ủy ban kỷ luật xét xử một cán bộ, cũng phải đòi hỏi chứng cứ rõ ràng. Tô Công Thần đầy thâm ý liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, chần chừ một chút, gật đầu nói. Bí thư phó nói rất có lý, phàm là chuyện gì cũng phải đòi hỏi có một chứng cứ. Bây giờ chỉ dựa vào một hộp băng ghi âm không rõ lai lịch thì xử lý một bí thư quận ủy, không quá thỏa đáng. Trần Phong rốt cục lên tiếng. Định Quốc, tăng cường liên hệ với cảnh sát hình sự quốc tế, nghĩ cách phái người ra nước ngoài tiếp xúc với phán án, nếu như anh ta chủ động về nước tự thú, có thể xử nhẹ. Nói tóm lại không tiếc trả giá cũng phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, quả thật có chuyện như vậy, thì xử lý theo luật, tuyệt đối không nương tay. Nếu như sau khi kiểm chứng không có vấn đề, cũng phải trả lại sự trong sạch cho đồng chí Bạch Chiến Mặc. Trần Phong ý rất rõ ràng, nếu Phó Tiên Phong không thỏa hiệp, ngoan cố đến cùng, được, mọi người liền đao thật súng thật mà đối nghịch là được rồi. Chỉ cần thẩm tra Bạch Chiến Mặc thực sự có vấn đề, thì không phải chuyện đơn giản như bây giờ là cách chức hoặc điều ra khỏi cương vị, mà phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu như bây giờ Phó Tiên Phong thỏa hiệp, đồng ý điều Bạch Chiến Mặc đi, ông cũng có thể nhường một bước. Không nhất thiết phải bắt được phán án nữa. Phó Tiên Phong trong nháy mắt thậm chí nảy sinh ra một chút dao động, hay là bây giờ thỏa hiệp. Nhưng lập tức nghĩ lại, bắt được phán án có lẽ một năm, có lẽ hai năm, đến lúc đó tình hình thế nào cũng khó nói, hà tất bây giờ phải nhượng bộ. May mắn tâm lý vẫn là chiếm thế thượng phong, liền phụ họa cách nói của Trần Phong. Tôi đồng ý đề nghị của Bí Thư Trần. Hồ Tăng Chu liếc mắt nhìn Tôn Định Quốc một cái. Định Quốc! Căn cứ kinh nghiệm phá án của anh, đại khái bao lâu sẽ có kết quả? Tôn Định Quốc lo nghĩ. Nếu phán án xin tị nạn chính trị thì phiền toái. Chúng ta tạm thời sẽ không kinh động cảnh sát hình sự quốc tế, mà là dự định phái người lấy thân phận du khách đến nước ngoài tiến hành tiếp xúc riêng với anh ta. Chỉ cần anh ta đồng ý chỉ chứng là được, cũng có thể thuyết phục anh ta chủ động về nước. Thủ đoạn có nhiều, cụ thể phải xem phán án là một người như thế nào. Nhanh, có thể 1-2 tháng liền có kết quả. Chậm, có thể khoảng nửa năm đến một năm. Phó Tiên Phong ánh mắt chớp động, cũng không tin sự tình giải quyết nhẹ nhàng như lời Tôn Định Quốc. Hồ Tăng Chu trầm ngâm một lát, quyết định phải kiên định mà phát ra tiếng nói của bản thân. Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã rời sau cử hành. Mặc cho Phó Tiên Phong lần nữa ra sức phản đối rời lại Hội nghị Hội đồng Nhân dân, nhưng Trần Phong và Hồ Tăng Chu khó mà duy trì được nhất trí, tiếng nói của y liền yếu đi rất nhiều. Sau cùng đành phải bất đắc dĩ mà chấp nhận sự thật. Trở lại văn phòng, nghĩ đến y hao tổn tâm sức làm tất cả mọi chuyện nhằm làm cho Hạ Tưởng không được tuyển chọn, bởi vì một hộp băng ghi âm mà bị Trần Phong lên cơn, lại có Hồ Tăng Chu phụ họa, cuối cùng đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân phải rời lại mà toàn bộ thất bại, không khỏi lửa giận công tâm, lại nghĩ tới Bạch Chiến Mặc luôn bị động, luôn bị Hạ Tưởng bắt lấy nhược điểm, thì càng hận Bạch Chiến Mặc thấu xương. Lập tức gọi điện thoại cho Bạch Chiến Mặc hung hăng mà chửi rủa thậm tệ một trận. Bạch Chiến Mặc nghe được phán án khai gã ra, mà Khang Thiếu Diệp lại là chết tự nhiên, không khỏi dở khóc dở cười, từ đó mà cảm thấy buồn, mới biết đã làm một việc vô cùng ngốc, coi như tự mình chụp vào một gông xiềng cho bản thân. Bạch Chiến Mặc căm hận chính mình ngu không ai bằng, vừa đau hận phán án ngu xuẩn, càng hận Hạ Tưởng giả dối đa đoan, làm sao lại để Hạ Tưởng biết được sự tồn tại của phán án. Hạ Tưởng cũng quá thông minh, quả thực thông minh đến đáng sợ. Bạch Chiến Mặc lần đầu tiên đối với Hạ Tưởng này sinh cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hạ Tưởng bị Bạch Chiến Mặc hình dung thông minh đến đáng sợ, lúc này đang ở trong nhà, hưởng thụ bữa ăn ngon mà Tào Thù Lê làm vì hắn. Hạ Tưởng rất lâu không ăn sủi cảo, lần trước trong lúc vô ý một lần nhắc tới, hôm nay vừa về nhà, liền nhìn thấy sủi cảo thơm phức trên bàn, hơn nữa còn là nhân cà chua mà hắn thích nhất. Nhân cà chua không dễ gói, bởi vì nguyên nhân quá mềm quá nhiều nước.
nhưng Hạ Tưởng thích ăn, Tào Thù Lê liền trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng thành công mà làm ra sủi cảo nhân cà chua cho hắn, mặc dù có vài sủi cảo cá biệt vẫn bị vỡ ra, dù sao đều là kết tinh tình yêu, Hạ Tưởng liền ăn thật vui sướng, liên tục khen nói. Quả nhiên bà xã vừa ra tay, vừa thiên trường lại địa cửu, ăn ngon, ăn quá ngon. Tào Thù Lê liền vui vẻ mà cười. Ăn sủi cảo, sao lại kéo tới thiên trường địa cửu? Giữ trái tim đàn ông, trước tiên là giữ bao tử của đàn ông. Hai vợ chồng sống chung lâu rồi, tình yêu nhạt rồi, thì trở thành tình thân. Nếu không sao lại nói hai vợ chồng, ý chính là nói hai cái miệng cùng sống qua ngày, cho nên đàn ông được hài lòng trong ăn uống, sẽ không chạy ra ngoài. Không chạy ra ngoài, sẽ không gây chuyện, thì gia đình hòa hợp. Đạo lý lớn hiểu được khá nhiều, không biết có làm được hay không. Cô bé lê bới tóc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gầy, nhưng trạng thái tinh thần không tồi. Có những đàn ông khẩu Phật tâm xà, có những đàn ông nói ngon nói ngọt, có những đàn ông trong ngoài không giống nhau, còn có những đàn ông. Còn có những đàn ông trước sau như một, ví dụ như chàng trai tên Hạ Tưởng chính là như thế. Hạ Tưởng mèo khen mèo dài đuôi. Thật ư? Cô bé lê vẻ mặt cười, trêu ghẹo nói. Sao gần đây không thấy Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đến đây? Trước đây bên cạnh anh luôn có người đẹp vây quanh em lại không cảm thấy gì, bây giờ nhất thời thanh tịnh đi rất nhiều, em lại có chút lo lắng, có phải anh động tay động chân làm người ta sợ chạy mất hay không? Hạ Tưởng buông đũa, lau miệng. Anh động tay động chân với người đẹp, trời lạnh thế này, anh còn sợ đưa tay ra ngoài, sẽ lạnh tay lạnh chân. Anh nói cô bé Lê, em cũng xem thường anh quá rồi, dù gì anh cũng 1m79, hộ khẩu thành phố, nhà có 10 căn. Nhà không nghèo người không xấu, cũng đã cưới vợ, không cần phải giống người không tìm được vợ dở trò lưu manh, có phải không? Ý của anh chính là người đẹp chủ động nhào vào lòng anh. Cô bé Lê không chịu buông tha Hạ Tưởng, tiếp tục trêu ghẹo hắn. Làm một người thú vị thoát ly cấp thấp, một người thuần túy, một người vợ đảm mẹ hiền, anh trước sau cho rằng, cô bé Lê không ghen tị, không đố kỵ, không đa nghi, anh nói những phẩm đức này em đều có, đúng không? Hạ Tưởng cho cô bé Lê đội một cái nón cao. Em không đa nghi, là anh đa nghi, thật là, một chút cũng không vui. Cô bé Lê lộ ra nụ cười xảo quyệt. Thật ra em chỉ cảm thấy gần đây trong nhà vắng vẻ, nên gọi một số bạn bè đến ngồi, có được không? Được, cô bé Lê vẫn giống như trước đây, vừa thông minh vừa biết rộng lượng, lại biết đạo tiến thoái, xưa nay đều điểm đến là dừng, tuyệt đối không ép buộc quá sức. Hạ Tưởng liền ôm cô vào lòng. Dùng tay nhéo vắt cái mũi của cô. Em và con trai là tài sản lớn nhất cả đời của anh, sẽ ở cùng với anh tới già. Nói sai rồi. Cô bé Lê vẫn giống như trước đây, hơi chút xấu hổ mà trốn tránh Hạ Tưởng, ha hả cười không ngừng. Sai ở chỗ nào? Con trai sau này trước sau cũng là ông xã của người khác, nó sẽ chẳng giống em luôn ở bên cạnh anh. Ăn sủi cảo cũng có thể nói ra những lời buồn nôn, thật là chịu không nổi mấy người. Lam Miệt mở cửa tiến vào, cô có chìa khóa nhà, không cần gõ cửa. Sau khi vào cửa, vừa thay giày vừa nói. Tôi đã ở ngoài cửa đợi một hồi, thật là chịu không nổi mới vào đây, sợ mấy người nói không ngừng. Hạ Tưởng bất mãn nói. Cô nói cô, nghe lén người ta nói chuyện, lại không biết thưởng thức tình cảm sâu đậm cao thượng của hai người chúng tôi, thật là trình độ có hạn. Lam Miệt le lưỡi, làm mặt quỷ. Hóa ra chủ tịch quận cũng chỉ có chút độ lượng này. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. Mặc kệ mấy người, tôi đi xem Hạ Đông, mấy người tiếp tục ân ái. Sau khi ăn xong, Tào Thù Lê và Lam Miệt ôm Hạ Đông, ở phòng khách nói chuyện, Hạ Tưởng một mình ở phòng khách, đóng cửa suy nghĩ. Thành ủy họp hội ý quyết định, Hạ Tưởng biết được kết quả trước tiên, tuy rằng có chút thất vọng nhỏ, nhưng cũng là trong dự đoán. Bạch Chiến Mặc thân là bí thư quận ủy, muốn lật đổ quả thật không dễ, không phải là chuyện của một câu nói. Cần phải có chứng cứ xác thật lại phải quả thật là đã phạm vào chuyện lớn mới được. Quan trường trong nước đòi hỏi quy củ, lại coi trọng tình người, chuyện khó giải quyết rất nhiều. Cũng quả thật chỉ dựa vào một hộp băng ghi âm muốn làm cho Bạch Chiến Mặc xuống đài, cũng không thực tế. Hắn biết rõ dụng ý của Trần Phong, muốn lấy đây làm điều kiện trao đổi, xem Phó Tiên Phong có thể nhượng bộ hay không. Nếu như Bạch Chiến Mặc chủ động đề xuất từ chức, tất cả vấn đề của y có thể xem như chuyện cũ bỏ qua. Đồng thời bởi vì Phan Án đang bỏ trốn, không tạo thành sự thật hại người,
về mặt công an cũng không cần phải hao tổn nhân lực và vật chất nhất định phải ra nước ngoài đuổi bắt. Nhưng Phó Tiên Phong quyết tâm phải chống đến cùng, xem ra là không thấy quan tài không đổ lệ. Hạ Tưởng liền quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Dầu ở nơi nào? Dầu ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật thành phố. Theo lời nói của Tùng Phong Nhi có thể phán đoán, chắc chắn cô đã làm chuyện gì đó, hơn nữa đã gửi tài liệu tố cáo đến Ủy ban Kỷ luật hai cấp tỉnh thành. Ủy ban Kỷ luật thành phố có khả năng bị Tô Công Thần đè ép xuống. Con người của Tô Công Thần gió chiều nào theo chiều đó, gã giữ lại không đưa ra, rốt cuộc là có dụng ý gì? Hạ Tưởng đoán có thể Tô Công Thần có tính toán khác, có lẽ là muốn quan sát thêm, để tiện trong thời khắc mấu chốt đưa sát chiêu ra. Biểu hiện gần đây của Tô Công Thần có lớn có nhỏ, trước là giúp Trần Phong một lần, lại giúp Hồ Tăng Chu một lần, trên cơ bản là cân bằng giữa bí thư và thị trưởng. Hạ Tưởng liền bởi vậy mà suy đoán ra con người của gã, cẩn thận, thức thời, và có chủ kiến của bản thân, không dễ dàng nghiêng về bất kỳ một bên nào. Nếu nói Tô Công Thần áp chế không đưa ra là đang chờ một cơ hội, cách làm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng thì có chút ý vị sâu xa, vì sao y cũng là giữ lại không buông, không chuyển tài liệu tố cáo đến Ủy ban Kỷ luật thành phố, hoặc là tìm một cơ hội thích hợp để công bố. Y lại có tính toán gì? Hạ Tưởng đoán không ra lập trường của Lý Ngôn Hoàng, chỉ là mơ hồ cảm thấy, Lý Ngôn Hoàng sở dĩ cũng là giữ thái độ quan sát, có thể là bởi vì Ngô Tài Dương bày mưu đặt kế. Có lẽ Ngô Tài Dương đối với hắn vẫn còn hận, không muốn khiến hắn dễ dàng lật đổ Bạch Chiến Mặc, hay là Ngô Tài Dương hoài nghi Tùng Phong Nhi là do hắn âm thầm sai khiến, cố ý bố trí mê trận để hãm hại Bạch Chiến Mặc, cho nên mới vô cùng khinh thường đối với cách làm của hắn. Chính vì không muốn người ngoài nghi ngờ bản thân, Hạ Tưởng rốt cuộc cũng không gọi điện cho Tùng Phong Nhi trực tiếp hỏi rõ. Có những chuyện, cho dù trong lòng biết rõ, cũng cần phải giả vờ hồ đồ. Chuyện trên chính trị là như vậy, có lúc phải khôn khéo hơn người, có lúc cũng phải giả vờ hồ đồ. Tuy nhiên bây giờ không thích hợp đợi sự tình chuyển biến, nên chủ động xuất kích mới đúng, thời gian không đợi người, Hạ Tưởng đi qua đi lại trong phòng, trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cầm lấy điện thoại, gọi vào di động của Ngô Tài Giang. Đổ chuông 4-5 lần, ngay lúc Hạ Tưởng cho rằng có thể làm phiền Ngô Tài Giang chuẩn bị cúp máy, điện thoại liền kết nối, giọng nói quen thuộc của Ngô Tài Giang vang lên. Tiểu Hạ, cậu nói xem đã bao lâu không gọi điện cho tôi rồi. Có phải trước hết phải tự phê bình hay không? Hạ Tưởng ha hả cười, biết lời nói của Ngô Tài Giang nửa thật nửa giả, nửa là oán giận, nửa là niềm vui bất ngờ, liền nói. Dạ. Cháu trước phải tự phê bình một chút, gần đây lại bị thương, nhưng lại bị người ta hiếp đáp, thật là không có tinh thần và sức lực cũng không có tâm trạng gọi điện thoại cho chú ba phê bình cháu thế nào, cháu cũng chấp nhận. Ngô Tài Giang cười ha ha. Cậu như vậy là tự phê bình, rõ ràng là đang kể khổ với tôi mà, bị người ta hiếp đáp, ai còn có thể hiếp đáp được cậu, cậu không hiếp đáp người khác là không may rồi. Tôi nghe nói. Phó Tiên Phong gần đây bị cậu đùa giỡn quay vòng vòng, bây giờ ông ta cũng bó tay với cậu đừng giả vờ uất ức nữa. Hạ Tưởng cười giải thích. Chú ba quá xem trọng cháu rồi, cháu chẳng có bản lĩnh lớn như thế, gần đây tình hình tỉnh Ninh thế nào? Ngô Tài Giang đơn giản nói hiện trạng tỉnh Ninh, sóng yên biển lặng, muốn đột nhiên tăng mạnh không có khả năng, nhưng vững bước đi tới là phù hợp với tính cách của ông nhất. Khiến ông an tâm nhất chính là công tác phối hợp với Mã Vạn Chính cũng xem như ăn ý, có mâu thuẫn cũng có hợp tác, nhìn chung mà nói hợp tác lớn hơn chia rẽ. Nói vài câu chuyện phiếm, lại nói về Tiểu Liên Hạ, Hạ Tưởng đề tài vừa chuyển. Bí thư Tần vừa đi, tuy rằng chỉ là đi thủ đô, cách thành phố Yến chưa tới 300 km, nhưng giống như cách nhau trăm núi ngàn sông, trước đây đến thành ủy, luôn nghĩ tới đến ủy ban kỷ luật nhìn một cái. Bây giờ đến thành ủy, sớm đã quên văn phòng của ủy ban kỷ luật mở cửa hướng nào rồi. Ngô Tài Giang nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng. Muốn kéo lại liên hệ với ủy ban kỷ luật, cậu nhất định có chuyện muốn dùng đến lực lượng của ủy ban kỷ luật, còn nói vòng vo nữa. Sau khi cười ha hả, ông còn nói. Tô Công Thần thì thôi, nếu tìm quan hệ quen biết quá rắc rối. Lý Ngôn Hoàng và anh hai quan hệ tốt, với tôi thì bình thường, nhưng tôi cũng có thể thay cậu giật dây. Trò chuyện với Ngô Tài Giang xong, Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười, hắn bỏ gần tìm xa, Ngô Tài Giang nói giật dây cho hắn kỳ thật là nói cho hắn biết, Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng quan hệ không tồi, có thể nói chuyện. Hạ Tưởng nhìn thời gian,
Buổi tối hơn 9 giờ, nhẫn nhịn, không nhịn được, lại gọi điện cho Cao Tấn Chu. Chương 642, chỉ kém một bước. Khuya như vậy gọi cho tôi, là có chuyện tốt hay chuyện gấp? Cao Tấn Chu thì không thấy xa lạ, hỏi thẳng vào vấn đề. Phó Chủ tịch tỉnh Cao xin chào. Hạ Tưởng trước hết cung kính chào hỏi, mới nói. Việc tư được không? Việc tư cũng chia chuyện tốt và việc gấp, ha ha. Cao Tấn Chu đối với việc Hạ Tưởng gọi điện tới, vừa cảm thấy bất ngờ, vừa thấy thân thiết. Từ khi y thăng tiến nhậm chức ủy viên thường vụ, cảm thấy Hạ Tưởng và y trở nên xa lạ rất nhiều, tiếp đó trong một loạt sự kiện, những gì y có thể giúp đỡ Hạ Tưởng cũng có hạn, liền làm cho y có một cảm giác cùng Hạ Tưởng càng lúc càng xa. Mặc dù Ngô gia đến bây giờ cũng không chấp nhận Hạ Tưởng, nhưng Cao Tấn Chu lại một lòng nhận định, cho dù Ngô gia không thể thật sự thừa nhận Hạ Tưởng tồn tại với thân phận là người đàn ông của Liên Nhược Hạp, nhưng sớm muộn sẽ chấp nhận Hạ Tưởng, sẽ đem Hạ Tưởng quy nạp vào hệ thống trung tâm của Ngô gia, sẽ dần dần đem Hạ Tưởng bồi dưỡng thành lực lượng trung kiên của Ngô gia, lại có Ngô Tài Giang yêu thích Hạ Tưởng, kể cả sự yêu mến của ông cụ Ngô gia đối với Liên Hạ, Cao Tấn Chu cho ra kết luận là Hạ Tưởng vô cùng có khả năng sẽ trở thành người nối nghiệp đời thứ ba của Ngô gia. Tuy rằng y cũng hiểu cách nghĩ của y quá xa vời một chút, nhưng từ sóng gió và khó khăn trên con đường Hạ Tưởng đã trải nghiệm mà xem xét, Hạ Tưởng luôn luôn có cử chỉ kinh người và nét bút thần kỳ. Sự kiện bị hại lần này, đã khiến hắn thành công chiếm cứ vị trí số một trong mắt ông cụ Ngô gia, ai dám đảm bảo sau này hắn sẽ không làm cho ông cụ càng vui lòng. Lại có Cao Tấn Chu tại tỉnh Yến hơn 2 năm qua, tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng thành thạo mà chu toàn giữa các thế lực khắp nơi. Rất nhiều lần thăng tiến có thể dùng câu, như có thần hỗ trợ, để hình dung cũng không quá đáng, liền làm cho y càng nhận định, cùng Hạ Tưởng trở thành bạn bè, so với đơn thuần trở thành quan hệ cấp trên và cấp dưới thì càng phù hợp với lợi ích của y hơn. Không cần nói gì khác, dù là ba cũng không cho phép y ở trước mặt Hạ Tưởng ra vẻ tác phong của Phó Chủ tịch tỉnh, bởi vì ba là xuất phát từ thật tâm yêu mến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng nghe ra ý vị thân thiết trong lời nói của Cao Tấn Chu. Cũng liền trực tiếp nói ra ý đồ. Vừa cùng chú ba nói điện thoại, chú nói ngài và bí thư Lý khá quen thuộc. Cách xưng hô chú ba từ trong miệng Hạ Tưởng thốt ra, Cao Tấn Chu tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong đó, cười nói. Còn có thể nói chuyện với nhau, cậu muốn tôi chuyển lời, hay là muốn sắp xếp gặp mặt? Chỉ đưa một câu nói qua đó, e rằng không có hiệu quả gì, Hạ Tưởng chủ yếu cũng là muốn làm quen với Lý Ngôn Hoàng, bước đầu tiếp xúc một cái. Liền nói. Phó Chủ tịch tỉnh Cao, ngài biết bí thư Lý ưa thích món nào? Cao Tấn Chu lập tức hiểu ý của Hạ Tưởng, mỉm cười. Được rồi, cậu cứ chờ tôi sắp xếp là được, không cần cậu bận tâm. Nếu tiện, mời Cao Lão cũng cùng đến ngồi, lâu rồi không ở cùng nhau, khá nhớ ông cụ. Hạ Tưởng kịp thời bổ sung một câu. Một câu này rất bức thiết, Cao Tấn Chu tâm trạng hơi rung động, còn nói. Cũng tốt. Ba tôi cũng thường nhắc đến cậu, mọi người cũng khá lâu không cùng nhau nói chuyện rồi, đúng lúc thừa cơ hội này, hội tụ một phen. Buông điện thoại, Hạ Tưởng duỗi người thật dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết bên ngoài đang tan chảy, thành phố Yến tuy rằng là thành phố phía Bắc, nhưng trường hợp thông thường không giữ được tuyết. Tuyết có lớn, cũng không chịu được đến mùa xuân năm tới. Cao Tấn Chu làm việc cũng khá gọn gàng, lúc trưa ngày hôm sau liền gọi tới cho Hạ Tưởng. Nói rằng buổi tối gặp nhau ở Sở Phong Lâu. Hạ Tưởng tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liền thông báo cho Sở Tử Cao, bảo y sắp xếp cẩn thận một chút, không được xảy ra sơ suất gì mới được, tuy rằng y cũng biết Sở Tử Cao làm việc luôn cẩn thận. Vừa tan tầm, Hạ Tưởng liền sớm chạy tới Sở Phong Lâu. Sở Tử Cao đã ở cửa chờ, vừa thấy Hạ Tưởng, liền nhiệt tình đón chào. Hạ Tưởng cũng không khách khí với y. Nói thẳng là có một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh và một phó chủ tịch tỉnh sắp tới, bảo y sắp xếp căn phòng yên tĩnh nhất. Bởi vì Hạ Tưởng, Sở Phong Lâu cũng thường xuyên có quan lớn quang lâm. Sở Tử Cao hiện tại đã không giống trước kia rụt rè sợ hãi nữa, nghe Hạ Tưởng dặn dò, lập tức bắt tay vào sắp xếp, không bao lâu liền làm xong hết mọi công việc thỏa đáng. Hai người còn chưa nói được vài câu thì ba người Cao Tấn Chu, Lý Ngôn Hoàng cùng với Cao Lão liền đi đến. Dựa theo xếp hạng của ủy viên thường vụ, Lý Ngôn Hoàng ở phía trước, Cao Tấn Chu ở phía sau, nhưng hôm nay ba người tiến vào, là Cao Lão đầu tàu gương mẫu, Cao Tấn Chu ở phía sau, Lý Ngôn Hoàng ở cuối cùng. Từ trên chi tiết có thể nhìn ra, Lý Ngôn Hoàng vô cùng tôn trọng Cao Lão,
đồng thời quan hệ cá nhân với Cao Tấn Chu coi như không tồi, không quá để ý nghi thức xã giao. Trong lòng Hạ Tưởng liền có so đo. Hạ Tưởng và Lý Ngôn Hoàng xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn tiến lên trước nghênh đón, cung kính mà không mất thân thiết nói. Xin chào Bí Thư Lý. Lý Ngôn Hoàng và Hạ Tưởng lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, âm thầm quan sát Hạ Tưởng vài lần, nghĩ thầm rằng y đến thành phố Yến thời gian cũng không ngắn, Hạ Tưởng cho tới hôm nay mới chủ động đề xuất cùng y gặp mặt, Hạ Tưởng thật sự là một chàng thanh niên cẩn thận có thừa, rất giỏi chịu đựng. Lý Ngôn Hoàng luôn tự nhận tướng mạo đường đường, rất có uy vũ, vừa thấy Hạ Tưởng, thấy hắn cũng là tướng mạo không tầm thường, liền có cảm giác người thông minh. Từ trước đến nay người có diện mạo không tồi đều vô cùng tự phụ, đối với người có bộ dạng đáng khinh hoặc là người xấu xí không có thiện cảm. Ngược lại, người có cùng tướng mạo, sẽ có thiện cảm khó hiểu. Ấn tượng đầu tiên, chỉ bằng diện mạo, Lý Ngôn Hoàng đánh giá đối với Hạ Tưởng coi như không tồi. Hạ Tưởng, tôi cũng không ít khi nghe người khác nói về cậu, tuy rằng là lần đầu cùng cậu gặp mặt, nhưng tên của cậu đối với tôi mà nói, là như sấm bên tai. Lý Ngôn Hoàng chủ động giơ tay bắt tay với Hạ Tưởng, cười ha hả nói. Lý Ngôn Hoàng tươi cười, thân thiết mà chân thành, ánh mắt đầu tiên, khiến cho người ta cảm thấy y hòa đồng dễ gần, nhưng cẩn thận mà nhìn, trong sự thân thiết và chân thành của y, lộ ra một chút thản nhiên và xa lạ, Hạ Tưởng cũng không để ý. Mặc kệ là Lý Ngôn Hoàng đối với hắn có ngăn cách trên tâm lý, hay là thói quen tạo thành do y làm công tác ủy ban kỷ luật, đều không gây trở ngại hai bên tiến thêm một bước tiếp xúc và tìm hiểu. Hạ Tưởng liền xấu hổ mà cười nói. Nếu như tên của tôi là Sấm Sét, làm chói tai của Bí Thư Lý, chính là lỗi của tôi rồi. Nhưng tôi chẳng phải là người truy danh trục lợi, bất đắc dĩ chính là luôn có người thích lấy danh lợi trêu cợt tôi. Lý Ngôn Hoàng cũng biết hôm nay tuy rằng là Cao Tấn Chu ra mặt mời, trên thực tế là Hạ Tưởng có việc tìm y. Lời nói mới rồi, cũng đã chứng minh y đoán đúng, Hạ Tưởng là trong lời nói có hàm ý khác, thầm có ám chỉ. Trước không nói chúng ta, người đang có mặt ăn cơm ở đây, ai có thể tránh được danh và lợi. Lý Ngôn Hoàng lấy tay chỉ ra những người khách trong đại sảnh. Quan trường càng là chỗ danh lợi, có bao nhiêu cán bộ đều bị thua bởi danh lợi, Hạ Tưởng, cậu cần phải không kiêu ngạo, không nóng vội, không thể sơ suất. Hạ Tưởng liền vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng, lời nói của Bí Thư Lý tôi nhất định ghi nhớ trong lòng, nghiêm túc đối đãi. Cao lão thấy hàn huyên cũng khá đủ, mới tiến lên kéo tay Hạ Tưởng. Đi. Đừng đứng ở cửa nói chuyện, cản đường người khác, lên lầu, lên lầu. Hạ Tưởng một hàng liền lên lầu, Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu sóng vai ở phía trước, Hạ Tưởng đỡ Cao lão ở phía sau, một già một trẻ vừa thấy là thân thiết vô cùng, nói giỡn không ngừng. Cao Tấn Chu ở phía trước bất đắc dĩ mà cười nói với Lý Ngôn Hoàng. Ba tôi đối với Hạ Tưởng còn thân hơn đối với tôi, đứa con trai như tôi nhìn thấy cũng có chút ghen tị. Lý Ngôn Hoàng vẻ mặt cười yếu ớt. Cùng với xa thân gần đánh có đạo lý giống nhau, Cao lão, có trí tuệ. Cao Tấn Chu cười mà không nói. Tới phòng, sau khi lần lượt ngồi xuống, Sở Tử Cao liền đúng lúc xuất hiện. Không thể thiếu Hạ Tưởng lại giới thiệu Sở Tử Cao vài câu, Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng cũng khá nể tình, đều bắt tay với Sở Tử Cao, nói vài câu khách sáo. Đều là những người tiếp xúc xã hội, đều biết sự tình trên hình thức xưa nay đều là anh kính tôi kính anh, vì thế khách và chủ cùng vui. Sau khi Sở Tử Cao đúng lúc biến mất, bữa tối chính thức bắt đầu. Có Cao lão, Hạ Tưởng liền bớt việc rất nhiều, mọi thứ đều do Cao lão định đoạt. Cao lão cũng việc nhân đức không nhường ai nói. Cũng không có người ngoài, không cần phải hư tình giả ý, nên thoải mái cười nói và ăn uống, nên nói gì thì nói, tôi đã phát biểu xong. Hạ Tưởng trước hết kính Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu một ly, theo sau, Lý Ngôn Hoàng liền hỏi hiện trạng quận Hạ Mã, nói vài câu không gắng sức. Coi như ý nên có trong bước đầu tiếp xúc. Từ từ dựa qua ba vòng, không khí sinh động, Cao Tấn Chu làm người trung gian liền kịp thời đưa ra vấn đề. Hạ Tưởng, nghe nói chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh của quận Hạ Mã lúc đầu đã ở ủy ban kỷ luật tỉnh công tác. Hạ Tưởng biết rằng Cao Tấn Chu là có ý khơi mào đề tài, liền vội nói tiếp. Ừ, sau khi Bí Thư Hình đi thì Bí Thư Biện tới quận Hạ Mã. Bí Thư Biện công tác cũng không tệ. Đối nhân xử thế cũng đáng tin cậy, nếu cô còn ở ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Bí Thư Lý. Lý Ngôn Hoàng biết Hạ Tưởng hôm nay mời y, một vì liên lạc tình cảm,
hai là khẳng định có chuyện cần mở lời, liền chỉ ra chủ đề. Tôi cũng nghe nói qua khi Bí Thư Hình đang nhậm chức, từng làm qua rất nhiều vụ án lớn quan trọng, hơn nữa phong cách của Bí Thư Hình là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không ít người đối với Bí Thư Hình vô cùng tôn kính, tôi cũng còn rất nhiều chỗ phải học hỏi ở Bí Thư Hình. Tính thời gian tôi đến tỉnh Yến cũng không ngắn, dường như vẫn nửa vời, không có làm ra thành tích gì. Hạ tưởng, khi nào tiện, bảo Biện Tú Linh đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi lại nhiều, bảo cô ấy đem một số truyền thống tốt và phương pháp làm việc khi Bí Thư Hình đang nhậm chức nói cho tôi nghe. Bình thường người tiếp nhận chức vụ đều kiệt lực tránh cho tiền nhiệm ảnh hưởng, phải tạo phong cách của chính mình, phải trọng dụng người một nhà. Lý Ngôn Hoàng vừa rồi nói vậy, kỳ thật cũng là lời khách sáo, y mới không học hỏi phong cách lãnh đạo của Hình Đoan Đài, không có ai muốn theo sau người khác nhắm mắt theo đuôi, nhất là tới cấp phó tỉnh, ai cũng muốn chẳng những có phong cách của mình, còn muốn tạo hệ thống lý luận của mình, cũng tiện cho việc tiến thêm bước gầy dựng cơ sở. Hạ Tưởng liền trực tiếp loại bỏ lời khách sáo của Lý Ngôn Hoàng, tuy nhiên Lý Ngôn Hoàng chỉ ra, vụ án lớn quan trọng, xem ra cũng là có ám chỉ, liền gật đầu nói. Kỳ thật bất luận lúc nào cũng không thể thiếu vụ án lớn quan trọng, chỉ thiếu một thời cơ thích đáng. Khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bí Thư Hình còn tại vị, còn có Ủy ban Kỷ luật thành phố Bí Thư Tần còn tại vị, vừa đúng vào thời kỳ đầu thực hiện điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, các hạng mục mâu thuẫn khá tập trung và nổi trội, liền xuất hiện những vụ án lớn quan trọng. Bây giờ Bí Thư Lý tới tỉnh Yến đúng lúc đang ở giai đoạn ổn định hiếm có, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đi vào quỹ đạo, các hạng mục công tác cũng thuận lợi tiến hành, cho nên đã ổn định hơn rất nhiều. Nói đến đây, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, nhìn Cao Lão liếc mắt một cái. Nếu như nói bây giờ tỉnh Yến có chỗ nào có vấn đề khá tập trung thì chỉ có quận Hạ Mã. Cao Lão hiểu ý, chen vào nói. Quận Hạ Mã cực kỳ phức tạp, làm một quận mới, mâu thuẫn tập trung, nhân viên hỗn loạn, cục diện vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, nói không chừng về sau sẽ có không ít vụ án xuất hiện. Lý Ngôn Hoàng chỉ là cười gật gật đầu, nhưng không có nói tiếp. Trong lòng y lại do dự bất định, không biết bước tiếp theo nên tiến hành thế nào. Liên quan đến tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc, bây giờ quả thật đang nằm trên tay y. Sở dĩ áp chế không phát, là bởi vì khi y cùng Ngô Tài Dương thảo luận việc này, Ngô Tài Dương có ý kéo dài thời gian một chút, xem Hạ Tưởng ứng đối thế nào, mới quyết định có tung ra quả bom hay không. Ngô Tài Dương đối với thế cục của quận Hạ Mã cũng luôn khá quan tâm, sau khi nghe Lý Ngôn Hoàng báo cáo, phản ứng đầu tiên của ông chính là Hạ Tưởng đã lập ra một cái bẫy cho Bạch Chiến Mặc nhảy vào, ông liền xem thường Hạ Tưởng. Bởi vì Lý Ngôn Hoàng sau khi xem tài liệu băng ghi hình và nghe băng ghi âm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm công tác của y ở Ủy ban Kỷ luật, nhìn một cái liền có thể đoán chắc đây là một bố cục có mưu tính trước do con người tạo ra cố ý dụ dỗ Bạch Chiến Mặc cắn câu. Đấu tranh giữa đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn hãm hại và vu oan cũng là nhìn mãi quen mắt, người khác như thế nào ông mặc kệ, nhưng Hạ Tưởng cũng làm như vậy khiến cho Ngô Tài Dương thất vọng. Ông vẫn cho rằng Hạ Tưởng sẽ dùng thủ đoạn quang minh chính đại cùng Bạch Chiến Mặc chiến đấu tới cùng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sử dụng thủ pháp không quá sáng rọi, khiến cho ông trong lòng không vui, khiến cho Lý Ngôn Hoàng trước tiên áp chế không phát, từ từ nói sau. Ngô Tài Dương cũng không rõ ràng lắm chính là trong lòng ông đối với Hạ Tưởng có chút mong đợi, kỳ thật là ông đối với Hạ Tưởng có nhận thức đồng cảm, muốn cho Hạ Tưởng dựa theo nguyên tắc xử sự của ông, cũng có nghĩa coi như ông đã chấp nhận ý nguyện của Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương cũng không có nhận thức đến chuyển biến trong lòng ông, Lý Ngôn Hoàng lại ý thức được Ngô Tài Dương trong lòng đối với Hạ Tưởng đã mở ra một khe hở. Y tuy rằng theo như lời Ngô Tài Dương đem tài liệu ép nhẹm không phát, lại âm thầm điều tra một chút về nơi phát ra tài liệu, cuối cùng lại điều tra được tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc không liên quan tới Hạ Tưởng, tuy rằng không dám nói một chút liên quan cũng không có, chỉ ít xem ra Hạ Tưởng không biết sự tồn tại của tài liệu tố cáo, y liền yên tâm. Ý ban đầu muốn kịp thời phản hồi tin tức cho Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng lại chủ động lộ diện, đề xuất gặp mặt cùng y. Lý Ngôn Hoàng trong lòng nói thầm, chẳng lẽ điều tra không đúng, Hạ Tưởng thật đúng là người chủ mưu đứng phía sau màn. Cũng ôm mục đích chính thức quen biết Hạ Tưởng, y tới dự tiệc, liền muốn giáp mặt cùng Hạ Tưởng so chiêu, xem Hạ Tưởng rốt cuộc là một người như thế nào. Vừa rồi Hạ Tưởng và Cao Lão kẻ sướng người họa chỉ ra quận Hạ Mã sẽ xảy ra vụ án lớn. Ý ám chỉ càng rõ ràng thì càng khiến Lý Ngôn Hoàng trong lòng do dự không chừng, chẳng lẽ thật sự là Hạ Tưởng sắp xếp người khác ra mặt hãm hại Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng từ trên biểu hiện có chút thay đổi của Lý Ngôn Hoàng có thể đoán được đại khái,
hắn biết, tài liệu tố cáo của Tùng Phong Nhi, Lý Ngôn Hoàng khẳng định thấy được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì áp chế không phát, bây giờ căn cứ biểu hiện của Lý Ngôn Hoàng hắn có thể đoán chắc, Lý Ngôn Hoàng có lẽ đang nghi ngờ hắn âm thầm thao túng chuyện này. Khiến Lý Ngôn Hoàng hiểu lầm thì không tốt rồi. Hạ Tưởng liền lắc đầu cười. Nói ra không sợ bí thư Lý chê cười, tôi đã phải giao tiếp không ít với nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật rồi. Lý Ngôn Hoàng đối với việc Hạ Tưởng hai lần bị Ủy ban kỷ luật điều tra trong lòng biết rõ, liền giả vờ không rõ hỏi. Chuyện gì, tôi nghe nói cậu bị người khác hãm hại. Đúng vậy, bị người khác tỉ mỉ bày kế âm mưu vụ oan hãm hại một lần, suýt chút rơi vào cạm bẫy. Hạ Tưởng liền vô cùng hàm xúc nói ra quá trình năm đó bị Chu Hồng hãm hại, đem thủ pháp hãm hại của Chu Hồng nói rõ ràng, còn tự giễu mà lắc đầu cười. Cũng may tôi lập trường kiên định, không có mắc bẫy, nếu không đã rơi vào cạm bẫy dịu dàng không thể nào bỏ ra được. Nhưng nói ra cô ấy cũng là một người đáng thương, tôi cũng không có giận cô ấy nữa. Sau đó tôi ở quận Hạ Mã gặp lại cô ấy đang làm việc trong công ty một người bạn của tôi. Có thể cho rằng tôi sẽ dùng quyền uy của chủ tịch quận để đuổi việc cô ta, không ngờ cô ta sau cùng còn được thăng chức. Hạ Tưởng biết rõ, với thủ đoạn của Lý Ngôn Hoàng, sớm muộn cũng điều tra ra được Chu Hồng rốt cuộc là ai. Mặc dù hắn không biết Tùng Phong Nhi dùng phương pháp gì khiến Bạch Chiến Mặc cắn câu, nhưng không ngoài lại là phương pháp cũ đã từng hãm hại hắn, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài, vì thế liền nói thẳng ra, để có được tín nhiệm của Lý Ngôn Hoàng. Lý Ngôn Hoàng nghe xong câu chuyện của Hạ Tưởng, trước là mỉm cười, sau đó lại vẻ mặt có biểu hiện như thoáng chút suy nghĩ sửng sốt một lát, rồi lại lần nữa nâng ly rượu lên. Nào, cùng nâng ly, nâng ly. Hôm nay được quen biết Hạ Tưởng, rất vui, tôi không chỉ một lần nghe Tấn Chu còn có Phồn Nhiên đều nói qua sự tích của Hạ Tưởng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một chàng thanh niên không tồi. Lý Ngôn Hoàng cố ý nhắc tới Vu Phồn Nhiên, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ. Biết Lý Ngôn Hoàng trải qua nhiều mặt so sánh, hẳn là đã tin hắn. Mọi người cùng nhau nâng ly rượu, trong lúc nói chuyện, uống một hơi cạn sạch. Khi tan cuộc, Hạ Tưởng tiễn mấy người ra ngoài, Lý Ngôn Hoàng dường như hơi say, y kéo tay Hạ Tưởng không buông, ha hả cười. Tiểu Hạ, sắp đến Tết rồi, nếu Tết có đến Bắc Kinh, đừng quên tìm tôi cũng tận tình làm chủ nhà tiếp đón. Hạ Tưởng ngầm hiểu mà mỉm cười. Nhất định. Nhất định tới nhà làm phiền, đến lúc đó bí thư Lý đừng không thừa nhận là được rồi. Ha ha, một bữa cơm tôi còn mời không nổi cậu ư. Tôi chỉ sợ cậu không dám tới nhà, nói cách khác, cậu đi tìm Tài Giang, đi tìm Tấn Chu, cũng không đi tìm tôi. Lý Ngôn Hoàng ẩn trong lời nói tiết lộ ra thân thiết, so với lúc mới tới đã là hai người khác nhau, có chút cảm giác thật tâm. Hạ Tưởng liền kịp thời bày tỏ cảm ơn. Vậy thì tôi không đi không được rồi. Ha ha, quyết định như vậy bí thư Lý, Tết gặp. Lại cùng Cao Lão hẹn khi gặp mặt lần sau, phải cùng nhau ngồi thương lượng một chút về ý tưởng phát triển khu chung cư ở quận Hạ Mã của tập đoàn Viễn Cảnh. Hạ Tưởng liền tiễn mấy người đi, đứng ở nơi ánh đèn chiếu sáng trước cửa Sở Phong Lâu, một mình ngây người hồi lâu. Tin tức Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân lần nữa rời ngày truyền tới quận Hạ Mã, mọi người bàn tán xôn xao. Đều đang nghị luận Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn luôn khó diễn ra rốt cuộc sẽ khó diễn ra đến khi nào. Vì thế có người tò mò liền suy đoán lung tung, đoán lên người Hạ Tưởng. Đối với Bạch Chiến Mặc mà nói, y thân là bí thư quận ủy, trực tiếp do cấp trên bổ nhiệm mà có, tuy rằng muốn đảm nhiệm chủ nhiệm hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, nhưng so với chức vụ bí thư, chỉ là dệt hoa trên gấm. Hạ Tưởng thì khác, hắn không thông qua Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm, thì danh bất chính ngôn bất thuận, trước sau cũng không thể loại bỏ một chữ thay. Trên quan trường, con vịt đã nấu chín cũng có lúc sẽ bay đi, huống chi con vịt Hạ Tưởng còn chưa nấu chín, chẳng lẽ là có người cố ý đẩy lùi ngày họp Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, chính là không muốn Hạ Tưởng thuận lợi phù chính. Chương 643, đàm phán cuối cùng. Chẳng lẽ nói, giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2 của quận Hạ Mã, sau khi bí thư Bạch gánh một xử phạt ghi tội, còn không được xác định. Giữa hai người nhất định phải có một người rời khỏi quận Hạ Mã mới có thể thu tay lại. Lời đồn đại quận Hạ Mã nổi lên bốn phía, lòng người không vững. Những người ban đầu bởi vì Bạch Chiến Mặc gánh xử phạt đã tỏ ý dựa vào Hạ Tưởng lại bắt đầu thấy hối hận. Tuy rằng mọi người đều biết rất rõ cấp trên đề danh ứng cử viên làm chủ tịch quận rất ít khi không trúng tuyển, nhưng phàm là chuyện gì cũng có trường hợp đặc biệt, mà quận Hạ Mã trong khoảng thời gian gần đây,
trường hợp đặc biệt quá nhiều làm cho mọi người không khỏi suy đoán. Nếu chẳng may chủ tịch quận hạ sau cùng không thể trúng tuyển chủ tịch quận thì sẽ lớn chuyện, quận hạ Mã tuyệt đối sẽ trở thành quận đầu tiên trong toàn quốc. Đầu tiên là có một bí thư phong thủy, bây giờ lại có một chủ tịch quận không trúng tuyển, quận hạ Mã không trở thành tiêu điểm của nhân dân toàn quốc cũng không được. Được, coi như miễn phí tuyên truyền cho quận hạ Mã, nếu là tốn tiền để quảng cáo, phải tốn bao nhiêu phí quảng cáo. Bây giờ thì tốt, không cần tiêu một đồng nào, chỉ là một bí thư phong thủy thì có thể làm cho quận hạ Mã truyền khắp thiên hạ. Đối với chuyện này có nhận thức sâu sắc cũng có quyền phát biểu nhất chính là Đằng Phi. Sự kiện bí thư phong thủy vừa ra, điện thoại của ban tuyên giáo quận ủy liền không ngừng một ngày. Truyền thông của thủ đô, truyền thông của tỉnh lân cận, nhiều nhất là truyền thông phía Nam, thậm chí còn có truyền thông của Hong Kong, Đài Loan và nước ngoài, gọi điện thoại tới tấp, yêu cầu phỏng vấn chân tướng sự kiện. Đằng Phi liền nghiêm lệnh tất cả nhân viên ban tuyên giáo, nếu ai dám nói sai một câu thì lập tức bị khai trừ công chức. Toàn thể nhân viên ban tuyên giáo quận ủy, câm như hến, chịu áp lực cực lớn nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí còn có nhân viên công tác của mấy văn phòng ngày nào cũng mất ngủ, suýt chút tinh thần suy sụp. Đằng Phi cũng biết rõ, nếu như thật sự xuất hiện thêm sự kiện chủ tịch quận không trúng tuyển, y sẽ dứt khoát viết báo cáo với thành ủy, thỉnh cầu điều ra khỏi quận hạ Mã cho xong, nếu không, chỉ là những phóng viên tin tức như côn trùng bay che trời phủ đất đã có thể làm y phiền chết. Bởi vì sau sự kiện bí thư phong thủy, chẳng những điện thoại gọi cháy máy, còn có không ít phóng viên âm thầm điều tra ngầm hỏi, đi tới trụ sở quận ủy phỏng vấn riêng, làm cho Đằng Phi nổi trận lôi đình, liên tục mời, đi mấy người phóng viên của báo đài lớn hoặc chỉ làm bộ là báo đài lớn, còn vì bất hòa ngôn ngữ mà suýt ra tay, liền khiến cho y nhận thức được sự nhiệt tình yêu mến và tham lam của một số phóng viên đối với chuyện tin tức còn vượt xa hơn bọn ruồi bọ đi nhìn chăm chăm quả trứng không vết nứt. Đằng Phi giống như tất cả trưởng ban tuyên giáo cả nước, đối với phóng viên của toàn thế giới đều không có thiện cảm, tức đến nổi khi y trở về nhà nói với bà xã, phải giáo dục con gái từ nhỏ, cho dù đàn ông trên toàn thế giới đều chết sạch, cũng không thể gả cho một phóng viên. Mặc dù con gái của y mới 10 tuổi, may là một trận tuyết lớn của thành phố Yến đã cản trở sự nhiệt tình như lửa của rất nhiều phóng viên. Bằng không, Đằng Phi cũng thật không biết làm thế nào ứng phó những vị khách không mời mà tới. Đằng Phi thậm chí cùng Mộ Duẫn Sơn thương lượng riêng, xem có thể tìm cơ hội điều ra khỏi quận Hạ Mã hay không. Khi vừa tới, còn tưởng rằng quận Hạ Mã sau này phát triển nhanh chóng, kinh tế tăng tốc kinh người, chắc chắn có được lợi ích, không ngờ đấu tranh chính trị kịch liệt đến mức độ thảm thiết, mắt thấy phải tai bay vạ gió. Hay cho, Bí thư Bạch vừa mới gánh một xử phạt, bây giờ Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân lần nữa chậm lại, Đằng Phi không rõ lắm chân tướng sự tình. Liền cho rằng là Phó Tiên Phong từ giữa làm khó dễ, nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian để ngáng chân Hạ Tưởng. Mặc kệ cuối cùng quận Hạ Mã sẽ là một cục diện như thế nào, Đằng Phi đều không ôm thái độ lạc quan đối với thế cục sau này. Bây giờ Bí Thư và Chủ tịch quận đấu tranh đã bề mặt hóa rồi, người bên dưới làm thế nào triển khai công tác? Sốt cuộc là nghe Bí Thư hay là nghe Chủ tịch quận? Theo lý phải nghe Bí Thư mới đúng, nhưng bây giờ Bí Thư gánh xử phạt. Chủ tịch quận lại là chủ tịch quận mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng nếu như một lòng theo sát chủ tịch quận, chẳng may chủ tịch quận không trúng tuyển, sau này bí thư lại tính sổ thì làm thế nào? Thật sự là một lựa chọn khó cả đôi đường. Đằng Phi ưu sầu suốt ngày, khi nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc? Mắt thấy sắp tới cuối năm rồi, công tác tổng kết viết thế nào, báo cáo làm thế nào, dù sao cũng phải có một chương trình, có một cái sườn, có phải hay không? Nhưng cho đến bây giờ, Bạch Chiến Mặc còn chưa mở ra đại hội toàn thể, quận Hạ Mã năm nay rốt cuộc phải lấy một thành tích thế nào báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Phỏng chừng đánh giá cán bộ năm nay, lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền quận Hạ Mã đều không được điểm cao gì trong đánh giá thành tích cuối năm của tổ chức thành ủy. Ôi, Đằng Phi phát ra một tiếng thở thật dài từ tận đáy lòng, Bạch Chiến Mặc cũng được, Hạ Tưởng cũng được, các ông phải nhanh chóng quyết định thắng thua mới được. Đừng để thần tiên đánh nhau làm cho người phàm chúng tôi phải gặp tai ương. Quận Hạ Mã không thể tiếp tục dung chuyển không yên nữa. May mắn thay, Đằng Phi vừa phát ra cảm thán, thế cục liền lần nữa bắt đầu trở nên căng thẳng. Quận Hạ Mã đột nhiên có lời đồn đại nổi lên bốn phía, so với mê cục của việc trì hoãn đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân làm cho người ta suy đoán không chắc, tin đồn mới xuất hiện mục đích rõ ràng, chỉ thẳng Bạch Chiến Mặc. Sau khi tin đồn truyền tới tai Bạch Chiến Mặc, lập tức làm cho y hoang mang lo sợ,
tâm thần đại loạn. Bởi vì lời đồn đại truyền ra có mắt có mũi, nói rằng Bạch Chiến Mặc vì che giấu chứng cứ phạm tội, âm thầm sai khiến bác sĩ ra tay trong lúc Khang Thiếu Diệp chuẩn bị làm phẫu thuật, kết quả Khang Thiếu Diệp bản thân tự chết trước, bác sĩ sợ chuyện bại lộ bị người ta truy cứu trách nhiệm, đã chạy ra nước ngoài tị nạn. Lời đồn đại truyền rất thật, ngay cả tên của bác sĩ cũng tiết lộ ra. Tên là Phan Án, bây giờ đang ở Mỹ, nghe nói Cục Cảnh sát thành phố đã phái người tới Mỹ bước đầu tiếp xúc với Phan Án. Phan Án đã dao động, có hy vọng trong thời gian gần nhất trở về thành phố Yến, phối hợp cảnh sát điều tra lấy chứng cứ. Bạch Chiến Mặc tức giận dị thường, y gần như có thể khẳng định tuyệt đối là Hạ Tưởng cố ý phát tán lời đồn. Không ngờ Hạ Tưởng nham hiểm như vậy, hoàn toàn không kiên kỵ quy tắc quan trường, trước khi chưa điều tra ra manh mối, âm thầm hãm hại y, quả thật là bại hoại trong quan trường. Bạch Chiến Mặc phẫn nộ, gọi điện cho Phó Tiên Phong thỉnh cầu nên làm thế nào. Thái độ Phó Tiên Phong lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Chiến Mặc, gã một chút cũng không gấp, thậm chí còn an ủi Bạch Chiến Mặc. Chưa chắc chính là Hạ Tưởng phát tán lời đồn đại, bởi vì lúc đó trên hội nghị công việc bí thư có chung nhận thức, chính là trước khi chuyện chưa có tính quyết định, không thể tiết lộ tin tức ra ngoài. Hạ Tưởng còn không đến nổi vì lợi ích cá nhân mà vi phạm ý chí của Trần Phong, chuyện này có kỳ quái. Anh trước hết đừng nóng, tin đồn dừng ở người có chí, trước hết mặc kệ. Còn chuyện nào là phía cảnh sát tiếp xúc với Phan Án ở Mỹ càng là nói sằng nói bậy, đến giờ vẫn không tìm được Phan Án đang ở chỗ nào của Mỹ. Bạch Chiến Mặc mới hơi thả lỏng, cúp điện thoại, suy nghĩ, cảm thấy cần phải cùng Hạ Tưởng nói chuyện thẳng thắn. Hạ Tưởng đúng hẹn đi tới văn phòng của Bạch Chiến Mặc, bước đi kiên định, ánh mắt kiên định, vẻ mặt hòa khí. Bí thư Bạch có việc tìm tôi. Bạch Chiến Mặc vốn đang ngồi, muốn ngồi yên bất động để thể hiện một chút quyền uy của bí thư. Vừa nhìn thấy biểu hiện ung dung của Hạ Tưởng, không hiểu ra sao trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà đứng lên. Chủ tịch quận Hạ đã đến, mời ngồi. Sau khi đứng lên Bạch Chiến Mặc mới ý thức được, thì ra tận sâu trong đáy lòng, y hiện tại đối với Hạ Tưởng đã từ khinh thường trở thành ngưỡng mộ, hơn nữa trước mặt Hạ Tưởng, đã hoàn toàn không còn bất kỳ sức lực gì. Khi nào y lại bắt đầu sợ Hạ Tưởng, Bạch Chiến Mặc âm thầm căm hận từ sự kiện cao ốc hỏa thụ, bắt đầu của một sai lầm. Tạo thành phát sinh hàng loạt sai lầm sau này, lại dùng sai lầm để che giấu sai lầm mới, kết quả chính là càng lún càng sâu. Thật sự là trong lòng có quỷ ám, mới khiến y không có tự tin. Bạch Chiến Mặc ngồi xuống lại đứng lên, giơ tay rót một ly nước cho Hạ Tưởng, lại đích thân đưa vào tay Hạ Tưởng, hạ thấp thái độ, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Chủ tịch quận Hạ, vốn chúng ta không quen biết, nhưng vì có mục tiêu giống nhau đi cùng nhau, cũng trở thành đồng nghiệp. Quen biết chính là duyên phận, hơn nữa lại ở cùng một nhóm, nếu như mọi người đều có một chút thông cảm và nhường nhịn, tôi nghĩ chúng ta cùng hợp tác, hẳn là có thể đem quận Hạ Mã xây dựng càng tốt đẹp hơn. Nếu là lúc quận Hạ Mã vừa mới thành lập, Bạch Chiến Mặc lấy thái độ này nói chuyện với hắn, tỏ ra thái độ hòa giải, hơn nữa giọng điệu cũng đủ chân thành, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ tin y vài phần. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Bạch Chiến Mặc bị đặt trên lửa để nướng, coi như là thái độ bị bức ép bất đắc dĩ. Liền ít đi một chút chủ động và thật tâm. Đúng, nhân sinh là con đường một chiều, không có đường quay đầu để đi. Hạ Tưởng bây giờ, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với Bạch Chiến Mặc, càng không có bất kỳ hình thức hợp tác nào cùng Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc con người này, không có chí lớn, lại không có nguyên tắc, mọi chuyện nghe theo Phó Tiên Phong, chỉ vì đấu tranh mà đấu tranh, hơn nữa lại làm ra chuyện âm thầm sai khiến người giết hại Khang Thiếu Diệp. Làm cho Hạ Tưởng hoàn toàn đóng lại cánh cửa hợp tác đối với Bạch Chiến Mặc. Nhưng cho dù là vậy, tin đồn truyền bá cũng không phải do hắn âm thầm gây nên, rốt cuộc là ai hắn còn chưa điều tra rõ ràng, phỏng chừng là bút tích của Tôn Định Quốc. Bởi vì hành tung của Phan Án tạm thời không thể nào nắm giữ, Tôn Định Quốc trong lòng tức giận, cho rằng Phó Tiên Phong chính là nắm chắc y không có cách nào bắt lấy Phan Án cho nên mới không chịu thỏa hiệp, y liền truyền bá tin đồn, cũng để đả kích một chút dáng vẻ bệ vệ của Phó Tiên Phong. Lời đồn đại cũng có được tác dụng nhất định, ít ra Bạch Chiến Mặc đã luống cuống. Những lời này nếu nói trước sự tình cao ốc hỏa thụ, có lẽ còn có tác dụng nhất định, nhưng dưới tình hình trước mắt, bí thư Bạch, ngài không cảm thấy đã có chút quá trễ hay sao? Hạ Tưởng ngay cả một chút khách khí cũng không có, trực tiếp hỏi ngược một câu. Bạch Chiến Mặc trên mặt thoáng qua một chút tức giận, y cho rằng Hạ Tưởng ít nhiều sẽ nể mặt y, không ngờ bị Hạ Tưởng cộc lốc nói lại một câu. Không khỏi nổi giận trong lòng,
nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn người, y đang ở thế hạ phong, đành phải miễn cưỡng cười vui mà còn nói. Lời không thể nói như vậy, mọi người quen biết với nhau đều cần có một quá trình, tôi bây giờ đối với chủ tịch quận hạ có một hiểu biết đầy đủ hơn, tin rằng cậu cũng có nhận thức sâu sắc hơn đối với tôi. Cho dù hợp tác không thành, cũng có một chút tình cảm, có phải hay không? Huống chi từ góc độ đại cục mà suy xét, nhân vật số 1 và nhân vật số 2 vẫn luôn bất hòa, lãnh đạo cấp trên cũng sẽ có cách nhìn, sẽ bày tỏ bất mãn đối với thế cục quận hạ Mã. Hạ Tưởng nhận nước trà của Bạch Chiến Mặc, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Cảm ơn. Sau đó vẻ mặt tươi cười, có hứng thú mà hỏi. Bí thư Bạch nói nghe xem, sau này chúng ta nên làm thế nào chân thành hợp tác mới có thể làm cho lãnh đạo cấp trên hài lòng. Bạch Chiến Mặc thấy Hạ Tưởng thái độ biến chuyển tốt, trong lòng vui mừng, vội nói. Sự việc của phương diện chính phủ hoàn toàn lấy cậu làm chủ, tôi không nhúng tay, không hỏi tới. Công việc bên quận ủy, phương diện nhân sự, tôi sẽ đến thương lượng mọi chuyện với cậu. Bên đảng, nếu cậu cũng có thời gian, cũng có thể hỏi một chút. Thế nào? Nhượng bộ không nhỏ, thái độ đủ thấp, coi như là Bạch Chiến Mặc đang cầu xin hắn tha thứ, để đổi lấy việc hắn sẽ không truy cùng đánh mạnh đối với y nữa. Hạ Tưởng nghe thấy chẳng những không có chút vui, trong lòng ngược lại còn thoáng hiện lên chút bi thương. Bạch Chiến Mặc hiện tại, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch chẳng những không nghĩ cách làm thế nào đền bù lại sai lầm, làm thế nào dũng cảm nhận trách nhiệm, ngược lại đi nghĩ làm thế nào giải hòa với hắn, đơn giản là muốn được ngày nào hay ngày ấy, cứ ở lì trên ngai vàng của bí thư quận ủy không chịu buông tay. Trong nước có không ít cán bộ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đều là lúc đang tại vị bị bắt, chính là vì bọn họ tham tiếc đối với quyền lực, tham lam đối với tiền tài, làm cho bọn họ đến chết cũng không tỉnh. Bạch Chiến Mặc một chút dũng khí của tinh thần dũng cảm để thoái lui trong dòng nước xiết cũng không có, một chút ý nghĩ dám nhận sai cũng không có, liền làm cho Hạ Tưởng trong lòng ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Nếu như lúc này Bạch Chiến Mặc chủ động đề xuất từ chức với thành ủy, Hạ Tưởng còn kính y một thước. Nhưng bây giờ, Hạ Tưởng biết ngoại trừ hoàn toàn đánh bại Bạch Chiến Mặc, nếu không y mãi mãi sẽ không chủ động vì những gì y làm mà thừa nhận trách nhiệm. Hạ Tưởng uống xong nước, nhẹ nhàng đặt ly lên mép bàn của Bạch Chiến Mặc, cái ly phần lớn ở trên cái bàn, có khoảng trống chưa tới một nửa, hắn dùng tay chỉ cái ly. Bí thư Bạch, lùi một bước thì không đến nỗi rớt xuống dưới, có thể toàn thân rút lui. Bạch Chiến Mặc lập tức biến sắc. Y nói giữa chúng ta nói không xong. Tiếng nói chung quá ít. Hạ Tưởng đứng lên, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cuối năm việc quá nhiều, bí thư Bạch, nếu không có việc gì tôi đi trước. Bạch Chiến Mặc nổi giận đùng đùng nói. Xin cứ tự nhiên. Hạ Tưởng mỉm cười, xoay người rời đi, Bạch Chiến Mặc không nhúc nhích, không có tỏ vẻ gì là đưa tiễn. Hạ Tưởng lắc đầu, nếu Bạch Chiến Mặc có thể hơi khiêm tốn, cũng chứng minh y có lòng dạ có kiềm chế, nói chuyện không ổn liền trở mặt. Chỉ có thể chứng minh Bạch Chiến Mặc hiện tại đã không có bao nhiêu kiên nhẫn và tin tưởng. Hạ Tưởng đi một lúc lâu, Bạch Chiến Mặc mới có vẻ mặt tức giận mà đứng lên, vô cùng bực bội mà ở trong phòng đi mấy vòng, liếc mắt một cái lại nhìn lên báo cáo tổng kết cuối năm, giơ tay lấy qua nhìn vài lần, càng cảm thấy ứ động không yên, giương tay ném báo cáo lên bàn làm việc. Báo cáo cái gì, đều lộn xộn, làm sao có tâm suy nghĩ mà lập tổng kết công tác. Không ngờ ném một cái không có ném chuẩn. Báo cáo chạm vào cái ly một cái ly lắc lư một chút, từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn. Bạch Chiến Mặc lập tức sợ ngây người, ngơ ngác nhìn mảnh vỡ, nửa ngày cũng không có động đậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Tưởng có việc đến thành ủy báo cáo công tác, vừa đến lầu trên, khi còn chưa đi đến văn phòng của Trần Phong, trùng hợp đúng lúc gặp được Tô Công Thần. Tô Công Thần vốn đang cúi đầu đi, bộ dáng rất nhiều tâm sự, đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tưởng. Ngây người sửng sốt, bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười hỏi han. Chủ tịch quận hạ đến rồi. Vừa đúng lúc tôi có mấy câu muốn nói với cậu, có thời gian không? Hạ Tưởng trong nháy mắt trong lòng hiện lên một đường sáng, đoán được cái gì, đã nói. Được, xin chủ nhiệm Tô chỉ bảo. Chỉ bảo không dám nói, chỉ là có vài câu rất quan trọng, muốn cùng cậu giáp mặt nói chuyện. Tới văn phòng, sau khi Tô Công Thần ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Như thể là giọng điệu chậm rãi vĩnh viễn không thay đổi. Chủ tịch quận hạ, nghe nói đồng chí Lưu Đại Lai xin nghỉ bệnh dài hạn, có phải có thể đề nghị thành ủy cho ông ta từ chức vì bệnh nặng hay không? Quận hạ Mã là quận mới, cần phải có người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn có nhiệt tình,
đồng chí Lưu Đại Lai nếu thân thể có bệnh, không thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu nữa, nên nhường chỗ cho người trẻ tuổi, có phải hay không? Hạ Tưởng không nghĩ tới Tô Công Thần vừa lên lại trực tiếp lạc đề cách xa vạn dặm, đề cập vấn đề phó chủ tịch quận của quận Hạ Mã. Cũng quả thật, thời gian Lưu Đại Lai nghỉ bệnh hơi dài một chút, nếu Ủy ban Nhân dân quận đệ trình đề nghị với thành phố, thành ủy trưng cầu ý kiến của Lưu Đại Lai, khiến y từ chức vì bệnh nặng khả năng rất lớn. Nhưng vấn đề là, Tô Công Thần thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không quan tâm công tác Ủy ban Kỷ luật của quận Hạ Mã, lại quan tâm cấu thành nhân viên bộ máy chính phủ, là đạo lý gì? Suy nghĩ lại, Hạ Tưởng hiểu một việc, không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Công Thần, mà là cũng lạc đề cách xa vạn dặm hỏi một câu. Chủ nhiệm Tô buổi sáng đã đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo công tác rồi. Tô Công Thần vốn vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại, sửng sốt một lát, mới lại cười ha hả. Thật sự là một người trẻ tuổi thông minh, nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái, vừa nói là hiểu ngay. Đúng vậy, tôi đi báo cáo công tác, gặp được bí thư Lý chỉ bảo tận tình đối với tôi phải ghi nhớ trong lòng. Hạ Tưởng hoàn toàn hiểu rõ, Tô Công Thần tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Ngôn Hoàng đối với sự tình tài liệu tố cáo, đưa ra ám chỉ gì đó với y. Tô Công Thần hiện tại là tên đã trên cung, không thể không phát, y không phát, Ủy ban Kỷ luật tỉnh phát ra, y chính là không làm tròn bổn phận. Nhưng y ở tình trạng không thể không phát, còn có thể nghĩ đến thuận tay vớt lấy ưu đãi, Hạ Tưởng liền không thể không bội phục thủ đoạn đanh đá chua ngoa mượn gió bẻ măng của Tô Công Thần, coi như là hiểu rõ nguyên nhân thật sự vì sao Tô Công Thần vẫn áp chế tài liệu tố cáo của Bạch Chiến mà không phát ra, y vẫn luôn tìm kiếm một điểm tốt nhất để chen vào. Nói cách khác, trước khi chưa có được lợi ích lớn nhất, y kéo được cứ kéo. Cũng là đang đợi một thời cơ thích hợp nhất, xem ai đưa ra bảng giá cao nhất. Kết quả lại là, khi đối diện với áp lực của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, y còn có thể thong dong mở miệng, muốn thuận tay vớt một vị trí phó chủ tịch quận, Hạ Tưởng nhất định phải đánh giá cao Tô Công Thần, âm thầm giơ ngón tay cái lên với y, lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến ích lợi lớn nhất, thật sự là một con cáo giả. Cáo giả Tô Công Thần lại không có giác ngộ làm hồ ly, y cười tủm tỉm nhìn Hạ Tưởng, đợi Hạ Tưởng trả lời. Không biết theo như lời chủ nhiệm Tô người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn năm nay bao nhiêu tuổi, hiện tại là chức vụ gì? Hạ Tưởng cũng không phải người cứng nhắc, Lưu Đại Lai cũng quả thật là phí công chiếm lấy một vị trí phó chủ tịch quận, không bằng mời gã đi, đổi một người trẻ tuổi lên, ít nhiều cũng đỡ hơn so với việc để chống vị trí không làm gì. Năm nay 30 tuổi. Là phó chủ tịch huyện Thọ Lục, tên là Quách Lục, là cán bộ trẻ trung khỏe mạnh. Huyện Thọ Lục là huyện trực thuộc thành phố Yên, là huyện nghèo ở vùng núi nghèo khó. Từ cán bộ phó cục trưởng một huyện nghèo lên tới cục trưởng, cho dù là xếp hạng gần cuối, cũng là trên diện rộng rảo bước tiến lên một bước. Cán bộ cấp cục phó 30 tuổi, khẳng định rất có năng lực, nếu anh ta có thể đến quận Hạ Mã công tác, tôi đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận tỏ vẻ hoan nghênh. Ý của Hạ Tưởng là hắn chỉ phụ trách vấn đề của quận Hạ Mã, chỉ quản việc đề xuất việc Lưu Đại Lai từ chức vì bệnh nặng với thành ủy, về phần thành ủy đối với đề danh và bổ nhiệm ứng cử viên thay thế Lưu Đại Lai thì hắn sẽ không nhúng tay. Tô Công Thần gật gật đầu, đứng lên, hướng về Hạ Tưởng vươn tay trái to lớn ra. Chúc mừng đồng chí Hạ Tưởng. Từ chủ tịch quận Hạ bỗng nhiên biến thành đồng chí Hạ Tưởng, Tô Công Thần không hổ là cán bộ ủy ban kỷ luật, nói chuyện vô cùng chú ý kỹ xảo. Ngụ ý là, Hạ Tưởng phỏng chừng phải di chuyển vị trí, nếu là chúc mừng, khẳng định là thăng chức. Hạ Tưởng ha hả cười. Cùng vui, cùng vui. Chương 644, một cây rơm giả cuối cùng. Tô Công Thần cũng nghe rõ ngụ ý của Hạ Tưởng, cuối cùng vui vẻ mà mỉm cười. Nếu Quách Lục có thể đến quận Hạ Mã, tôi sẽ bảo anh ta báo cáo công tác với cậu nhiều hơn, phải làm một cán bộ trẻ tuổi có tâm có mắt thấy có tay làm mới có tiền đồ, đương nhiên. Còn phải theo đúng lãnh đạo. Nếu Quách Lục có chỗ nào thiếu sót, cậu phê bình anh ta nhiều hơn, phê bình cũng là để cho anh ta tiến bộ tốt hơn. Bây giờ đã có ý phó thác rồi. Hạ Tưởng liền có nhận thức càng sâu sắc đối với cáo giả Tô Công Thần, nói không chừng ông giữ lại tài liệu của Bạch Chiến mà không buông chính là muốn làm xong trước công tác giai đoạn đầu sắp xếp Quách Lục đến quận Hạ Mã. Nhìn ông ta vẻ mặt chắc chắn, hẳn là đã nắm chắc 8 phần. Khá khen cho một Tô Công Thần tận dụng mọi thứ. Sau khi Hạ Tưởng cáo biệt Tô Công Thần đi tới văn phòng của Trần Phong, liền nói với Trần Phong vừa rồi gặp Tô Công Thần, sau khi Trần Phong nghe xong, im lặng không nói, trầm tư một lát,
mới thở phào nhẹ nhõm. Một cây rơm giả cuối cùng. Sau đó vẻ mặt ác liệt nói. Tiểu Hạ, có lòng tin sang năm làm tăng xây dựng và các chỉ tiêu hạng mục của quận Hạ Mã hay không? Có. Hạ Tưởng đầu tiên là vẻ mặt kiên định mà đáp, sau đó lại thoải mái mà mỉm cười. Bí thư Trần, khi nào tôi có thể nghỉ phép thì tốt rồi. Gần đây thật sự quá mệt mỏi. Trần Phong cười ha hả, cười mắng. Đừng lấy được lợi ích của tôi lại khoe mã, cậu nghỉ phép, quận Hạ Mã tôi giao cho ai đi thống trị. Sau khi cười xong, Trần Phong lại vẻ mặt ngưng trọng. Người được chọn làm chủ tịch quận lại là một rắc rối. Phiền toái chính là phiền toái, dù sao không phải vấn đề mà Hạ Tưởng quan tâm, hắn thực không muốn quan tâm nữa, quả thật là đủ mệt rồi. Cáo biệt Trần Phong, hắn gọi điện thoại cho Triều Vĩ Cương nói là buổi chiều mới đi làm. Hạ Tưởng lái xe trực tiếp về nhà, trong nhà vừa lúc không ai, cô bé Lê đang tắm cho con, Lam Miệt đi làm, bảo mẫu cũng không có, hắn vừa lúc trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, nằm ở trên giường ngáy ngủ khò khò. Hạ Tưởng chìm vào giấc mộng đẹp, mà trên hội nghị công việc bí thư thành ủy, Phó Tiên Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, sau khi thấy Tô Công Thần đột nhiên tung ra tài liệu, Phó Tiên Phong biết xong rồi, hết thảy toàn bộ xong rồi. Mặc kệ có phải có người hãm hại Bạch Chiến Mặc hay không, cũng không quản Bạch Chiến Mặc có thể nói rõ lý do sự tình hay không, chỉ bằng Bạch Chiến Mặc hiện gánh một xử phạt, trên đầu lại treo một trái bom của phán án, hiện tại lại có một phần chứng cứ vô cùng xác thực, tài liệu tố cáo ghi hình và ghi âm chi tiết xác thực, Bạch Chiến Mặc đã đứng ở bên cạnh vách núi. Không, chuẩn xác mà nói, chứng cứ Tô Công Thần tung ra là một cây rơm giả cuối cùng, Bạch Chiến Mặc đã tiến vào vực sâu không đáy. Tô Công Thần đưa ra tài liệu tố cáo có hai phần. Một phần là tư liệu ghi hình, một phần là ghi âm. Tư liệu ghi hình biểu hiện trong một căn phòng, tình cảnh Bạch Chiến Mặc ở cùng một cô gái, Bạch Chiến Mặc là chính diện, cô gái là sau lưng, hình ảnh rõ ràng đã làm cắt nối biên tập, nhảy rất mạnh, nhưng có thể tinh tường nhận ra vẻ mặt háo sắc của Bạch Chiến Mặc, cùng với trò hề nôn nóng muốn động tay động chân của y, cuối cùng là cô gái đưa một túi sách cho Bạch Chiến Mặc. Âm thanh bên trong băng ghi âm là cuộc trò chuyện giữa cô gái và Bạch Chiến Mặc. Rõ ràng có thể nghe ra là cùng một người với bóng dáng cô gái trong hình ảnh, âm thanh đứt quãng, cũng là đã làm xử lý, nhưng âm thanh của Bạch Chiến Mặc không giả, y chính miệng thừa nhận trong túi sách có thuốc lá có rượu, trong thuốc lá có tiền, trong rượu có đồng tiền vàng, tổng giá trị thuốc lá và rượu vượt qua 500.000 tệ. Phó Tiên Phong vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Trần Phong và Tô Công Thần, nửa ngày nói không ra lời. Hồ Tăng Chu cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng ở dưới cơn thịnh nộ. Trong lòng cũng là một trận kinh hoàng bất an, thật là sát chiêu lợi hại, thủ đoạn rất cao minh, từ bí thư phong thủy đến chuyện phán án, lại tới sự kiện nhận hối lộ, hàng loạt sự kiện như hàng ngàn hàng vạn đại quân đang từng bước tiến đến gần, trực tiếp chèn ép Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc mệt mỏi ứng phó, không thở nổi. Cũng khiến ông từ sâu tận đáy lòng cảm thấy ớn lạnh khó hiểu, nếu như bàn tay khổng lồ ở sau lưng toàn bộ là chỉ hướng Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng quá lợi hại. Quả thật chính là tính toán không lộ chút sơ hở. Đồng thời Hồ Tăng Chu cũng biết, cho dù ba sự kiện từ đầu đến cuối, không một sự kiện nào là bằng chứng như núi có thể một phát đánh chết Bạch Chiến Mặc, nhưng ba sự kiện theo thứ tự phát tác, đừng nói Bạch Chiến Mặc là bí thư quận ủy, dù y là phó bí thư thành ủy, cũng sẽ chôn vùi tiền đồ. Ai cũng sẽ không thể chịu đựng một người có hàng đống vấn đề trong người đảm nhiệm chức vụ quan trọng, bởi vì ba sự kiện nêu trên sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Chẳng những có thể làm cho Bạch Chiến Mặc nổ tan xương nát thịt, cũng có khả năng liên quan đến danh dự của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hồ Tăng Chu biết, Bạch Chiến Mặc không thể ở lại nữa. Phó Tiên Phong cũng biết, sinh mạng chính trị của Bạch Chiến Mặc đã kết thúc. Trần Phong và Tô Công Thần liếc nhau, hết thảy đều không lên tiếng. Cuối cùng hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết, giao trách nhiệm Bạch Chiến Mặc tự nhận lỗi từ chức. Cũng đưa vấn đề của y đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, mới xét tiến hành xử lý. Sáng sớm cùng lúc Hạ Tưởng gặp gỡ Tô Công Thần ở thành ủy, Bạch Chiến Mặc rốt cục nhận được điện thoại của Chu Hồng, hẹn y tới địa điểm chỉ định gặp mặt, Chu Hồng nói rằng muốn lấy lại thuốc lá và rượu. Hạ Tưởng không ở trong quận, Bạch Chiến Mặc vừa mới cùng Hạ Tưởng nảy sinh một trận lửa ta, vừa nghe người đẹp cho gọi, lập tức không đợi được nữa mà bàn giao hai câu, tự mình lái xe rời khỏi trụ sở quận ủy. Đã tới địa điểm chỉ định, Bạch Chiến Mặc rốt cục gặp được Chu Hồng ngày đêm mong nhớ. Chu Hồng mặc áo màu trắng, quần dày, đứng trong đất tuyết, vẻ mặt đỏ hồng, thân hình tuyết trắng,
làm cho người ta chỉ nhìn một cái là cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Bạch Chiến Mặc rất buồn bực vì sao Chu Hồng phải hẹn ở vùng hoang vu, chẳng lẽ cô có sở thích khác người? Tuy rằng tâm trạng y không tốt, nhưng đối với đàn ông mà nói, tâm trạng không tốt, đang cần có người đẹp điều tiết và an ủi. Y liền thân thiết mà bước lên trước, nửa là oán trách nửa là tán tỉnh nói. Tiểu Chu, cô rất biết dụ dỗ người khác, luôn là đột nhiên bật vô âm tín, hại người ta lo lắng. Chu Hồng khóe miệng cười, với khóe mắt đẹp. Thật ngại quá, Bí Thư Bạch, gần đây quả thật rất nhiều việc. Đúng rồi, đồ có đem tới không? Bạch Chiến Mặc thấy Chu Hồng vô cùng bức thiết mà đòi lấy đồ, không khỏi trong lòng không vui, nhưng vì không muốn làm cho người đẹp tức giận, vẫn là đưa túi sách qua đó. Đều ở đây, tôi một chút cũng không động tới. Chu Hồng tiếp nhận, tùy tiện nhìn qua hai cái, hướng y cười ngọt ngào. Quá cảm ơn ngài, tôi cũng không biết nên làm thế nào báo đáp ngài, xin ngài đợi tôi một chút. Địa điểm gặp mặt của Bạch Chiến Mặc và Chu Hồng là khúc cuối đường của một ngõ cụt, bốn phía vắng vẻ hoang tàn, không có bóng người. Bây giờ lại là buổi trưa, ánh mắt có thể thấy được mọi nơi, một mảnh tuyết trắng, giữa trời đất vô cùng yên tĩnh. Xe của Bạch Chiến Mặc dừng ở bên phải đường. Xe của Chu Hồng là một chiếc xe mới không có giấy phép, dừng bên trái đường. Chu Hồng cầm lấy túi xách tay, mở cửa sau ra đặt vào trong, cũng không biết cô đang lục lọi cái gì ở trong đó, khom lưng hướng về Bạch Chiến Mặc, lộ ra đường cong duyên dáng. Bạch Chiến Mặc nhìn đến nỗi toàn thân nóng rang, thầm nghĩ Chu Hồng thật là một người phụ nữ hiểu tâm lý đàn ông, nhất cử nhất động đều quyến rũ mê người. Bạch Chiến Mặc thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi nổi lên lòng háo sắc. Lén lút đến đụng phía sau Chu Hồng, chuẩn bị chặn ngang ôm lấy cô. Không ngờ khi vừa tới sau lưng Chu Hồng còn cách khoảng một mét, Chu Hồng đột nhiên quay lưng lại, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi. Đồ lưu manh, tên háo sắc, tên khốn khiếp, muốn lợi dụng tôi, không có cửa. Cô giơ tay phải lên, một chuỗi đom đóm thoáng qua, một vật cứng ngắc đánh vào bên hông của Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sau đó liền té trên mặt đất, co giật không ngừng. Chu Hồng trong tay cầm một cây trích điện mà phụ nữ dùng để phòng thân. Bạch Chiến Mặc bị điện giật ngã xuống đất, nhất thời chết cứng, nhúc nhích không được. Chu Hồng tiến lên hung hăng mà đá y vài cái, sau đó lái xe nghênh ngang mà đi. Đáng thương Bạch Chiến Mặc ở trong tuyết lăn hết nửa ngày mới tỉnh lại, toàn thân đã bẩn đến nổi không thành hình, trên mặt có tuyết có bùn bẩn, trên người lại càng vô cùng thê thảm. Y giận tím mặt, hay cho một mụ đàn bà thối, dám hại y. Phải bắt ả về cục cho bằng được, phải trừng trị mới được. Y cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Trình Long, bởi vì Trình Long vẫn luôn có quan hệ không tồi với y, bảo Trình Long tùy tiện tìm một lý do nào đó bắt Chu Hồng giam lại hai ngày, cho ả biết lợi hại, ngay cả bí thư quận ủy cũng dám trêu đùa, thật không biết trời cao đất rộng. Vừa lấy di động ra, di động lại vang lên, Bạch Chiến Mặc giật mình kinh hãi, dọa đến nỗi suýt chút ném bỏ di động. Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi tới là điện thoại của thư ký Phí Lập Quốc liền không kiên nhẫn mà nghe. Chuyện gì? Bí thư Bạch, thành ủy thông báo ngài, bảo ngài lập tức đến thành ủy họp. Thành ủy lại họp cái gì? Đã tới cuối năm, thật là công văn như núi hội họp như biển, Bạch Chiến Mặc cúp điện thoại, liền lập tức bỏ lại ý trừng trị Chu Hồng, vẫn là hội nghị thành ủy quan trọng, đến trễ là bị phê bình. Y vội vàng lái xe trở về quận ủy. Với bộ dạng bây giờ làm sao gặp người. Đến quận ủy thừa lúc người khác không chú ý, y rửa mặt xong, lại thay một bộ quần áo mới gọi tài xế cùng tới thành ủy họp. Chấm, nhiều năm sau rất nhiều người từng ở quận Hạ Mã công tác vẫn còn nhớ tình cảnh xe chuyên dụng của Bạch Chiến Mặc lần sau cùng lái ra khỏi trụ sở quận ủy. Bạch Chiến Mặc áo trên khá sạch sẽ, trên quần thì có chút bùn, trên giày cũng treo một cọng cỏ, bộ dạng vô cùng chật vật. Rất nhiều nhân viên công tác sau khi ăn xong bữa trưa đang chuẩn bị trở về văn phòng đều chú ý tới hình tượng chật vật không chịu nổi của Bạch Chiến Mặc, đều suy đoán Bí thư Bạch bị làm sao thế. Chẳng lẽ cùng ai đánh nhau, làm gì mà giống như lăn trên tuyết vậy? Bạch Chiến Mặc mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, y vội vàng lên xe mà đi, bởi vì Phí Lập Quốc nói điện thoại của thành ủy hối thúc rất gấp. Bạch Chiến Mặc cuối cùng với một hình tượng vô cùng chật vật kết thúc kiếp sống của y ở quận Hạ Mã. Từ đó y cũng không còn trở về trụ sở quận ủy nữa, cũng biến mất khỏi tầm mắt của rất nhiều người. Thành ủy trải qua bàn bạc khẩn cấp, trước là mở cuộc họp bí thư văn phòng, sau đó hội nghị thường vụ, cuối cùng nhất trí đạt thành hiệp nghị, giao trách nhiệm Bạch Chiến Mặc tức khắc tự nhận lỗi từ chức,
những vấn đề khác, căn cứ tình tiết xử lý. Phó Tiên Phong thấy đã hết hy vọng, một chút cũng không có kè mặc cả nữa, giơ hai tay tán thành. Tuy nhiên trong lòng y có sẵn chủ ý, để Bạch Chiến Mặc từ chức thì được, nhưng không được tiếp tục truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào khác, cũng coi như vì Bạch Chiến Mặc để lại một con đường sống, đồng thời cũng vì y để lại một con đường sống, tránh Bạch Chiến Mặc bị ép bức quá mức, mất cả chỉ lẫn trải, nhất định phải lôi y vào cuộc. Mặc dù Phó Tiên Phong cũng biết rõ, Bạch Chiến Mặc là người thông minh, sẽ không làm ra tranh chấp vô vị, bởi vì không phải y không bảo vệ Bạch Chiến Mặc, mà là việc đến nước này, không có sức xoay chuyển trời đất nữa. Hy sinh Bạch Chiến Mặc cũng không khiến Phó Tiên Phong cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, khiến Phó Tiên Phong cảm thấy vô lực và uể oải chính là quận hạ mã sau thời đại của Bạch Chiến Mặc sẽ là một cục diện như thế nào. Không cần nói, có một cơ hội lớn tốt như vậy, Trần Phong khẳng định sẽ đỡ Hạ Tưởng lên chức, tức là nói, vị trí bí thư quận ủy không cần mong nhớ, người được chọn làm chủ tịch quận trở thành quan trọng trong quan trọng. Có thể nắm bắt ngai vàng chủ tịch quận hay không? Sau khi việc Bạch Chiến Mặc uể oải qua đi, đầu óc tỉnh táo lại làm ra phản ứng đầu tiên chính là y nhất định không tiếc phải trả mọi giá, nắm bắt lấy ứng cử viên chủ tịch quận hạ mã. Khi Bạch Chiến Mặc còn chưa tới thành ủy, nửa đường y đã nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, khi được biết Chu Hồng chủ tính hãm hại y, hơn nữa sau cùng trở thành cây rơm giả cuối cùng làm cho y xuống đài, Bạch Chiến Mặc nổi trận lôi đình, hung hăng quăng di động dập nát. Y cho tài xế dừng bên đường, sau khi xuống xe, mặc kệ trước mặt công chúng, đột nhiên nhảy lên, dùng sức đá bay một cái thùng rác bên đường, sau đó còn chưa hả giận, lại đá mạnh vài cái vào một trạm xe buýt, dọa cho những người đi đường đều né tránh, cho rằng gặp phải một kẻ điên. Bạch Chiến Mặc quả thật muốn điên rồi. Nếu nói sau khi biết xuống đài, y ngoại trừ có cảm giác thất bại thảm hại và cảm giác mất mát, cũng không có quá nhiều tiếc hận, bởi vì y bây giờ ở quận Hạ Mã đã bị Hạ Tưởng bức bách tới sức đầu mẻ trán. Hàng ngày đều phải kinh hồn bạt vía, e sợ khi nào lại có gió thổi cỏ lay, lộ ra manh mối không thể nào thu dọn hiện trường. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng lòng dạ thành thơi, cuối cùng kết thúc, bỏ đi ngai vàng bí thư cũng coi như có thể thư thái, không sợ lại bị Hạ Tưởng đưa ra vô số thủ đoạn dọa đến nỗi không lúc nào không lo lắng đề phòng. Bạch Chiến Mặc gần như phải phát cuồng chính là y bị Chu Hồng lường gạt. Y luôn luôn tự nhận cũng coi như có chút sức hấp dẫn đàn ông. Đối với Chu Hồng cũng quả thật động lòng, thậm chí còn có chút động tình, có một cảm giác như mối tình đầu, làm cho y vô cùng trầm mê, vô cùng để ý, cũng muốn một lòng bỏ ra thật tâm đối với Chu Hồng, thậm chí ngay cả 500 ngàn tệ cũng không lấy, chỉ cần chiếm được một nụ cười của người đẹp. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, người đẹp lại có một tâm địa rắn rết, trêu đùa y trong lòng bàn tay. Thật đúng với một câu ngạn ngữ chỉ phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, con mẹ nó, cổ nhân nói thật quá đúng. Lại nghĩ tới Chu Hồng còn giật điện y một phát, làm cho y nằm trên tuyết nửa ngày, Bạch Chiến Mặc chỉ hận đến cắn chặt răng, nếu như bây giờ Chu Hồng đứng trước mặt y chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà xông lên, mặc kệ thương hoa tiếc ngọc, cũng mặc kệ cách nói gì là không đánh phụ nữ, tuyệt đối sẽ đánh Chu Hồng một trận để hạ cơn giận trong lòng. Chu Hồng là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhưng đồng thời lại là độc ác nhất mà Bạch Chiến Mặc từ lúc chào đời tới nay từng gặp qua. Bạch Chiến Mặc như điên cuồng mà ở tại chỗ vòng quanh mấy vòng, đột nhiên lại trở lên xe, hét lên với tài xế. Đi thành ủy. Tài xế còn buồn bực, sớm đã nói qua đi thành ủy, tại sao bây giờ lại lặp lại một lần nữa, chẳng lẽ bí thư Bạch thật tinh thần không bình thường. Tài xế sao mà biết được khi Bạch Chiến Mặc ở trụ sở quận ủy nói đi thành ủy, nhưng là tưởng rằng tùy tiện mở một cuộc họp. Bây giờ nói là đi thành ủy là sự bi hùng của một tráng sĩ một đi không trở về. Đi thành ủy, Bạch Chiến Mặc hiểu rõ trong lòng, chỉ sợ đây là lần cuối cùng y lấy chức danh bí thư quận ủy đi thành ủy, cũng là lần cuối cùng y ngồi xe công của quận Hạ Mã. Sau khi y lên nhậm chức chưa tới nửa năm thì từ ngai vàng bí thư ngã xuống bụi bậm, xuống ngựa rồi. Chẳng lẽ quận Hạ Mã thật sự là lời nguyền nhất định phải xuống ngựa mà mọi người không thể tránh khỏi. Bạch Chiến Mặc mặt xám như cho tàn, suy sụp ngã lên ghế sau, lệ hai hàng không nói thành lời. Tài xế còn không biết đã xảy ra chuyện gì, từ kính chiếu hậu phát hiện Bạch Chiến Mặc dị thường, không khỏi giật mình kinh hãi. Bạch Chiến Mặc trong nháy mắt dường như già nua rất nhiều, trong lúc xe hơi chạy vào trụ sở thành ủy, y hạ quyết tâm, một mình bản thân nhận gánh hết tất cả kết quả, quyết không liên lụy Phó Tiên Phong. Người nhà của y ở thủ đô cùng với rất nhiều bạn bè thân thích đều làm quan hoặc kinh doanh trong phạm vi thế lực của Phó gia quá lớn, y không thể đắc tội.
Hơn nữa, cho dù y cắn Phó Tiên Phong cũng không giải quyết được gì, hơn nữa nói đến cùng, Phó Tiên Phong đối với y cũng không tệ, cho đến phút cuối cùng cũng không bỏ rơi y, không trách Phó Tiên Phong không ủng hộ y, có trách chỉ trách Hạ Tưởng quá xấu, thủ đoạn quá xảo quyệt, tâm địa quá độc ác. Hạ Tưởng, vừa nghĩ tới Hạ Tưởng xưa nay đều là tác phong ung dung bình tĩnh, đều luôn tỏ ra thái độ khoan dung, không ngờ bề ngoài quang minh chính đại ẩn chứa bên trong là một bụng ý nghĩ xấu. Hạ Tưởng, chỉ cần tao còn sống một ngày sẽ cùng mày thề không đội trời chung, mày đừng để nhược điểm rơi vào tay tao, nếu không, tao sẽ tận hết sức lực đánh ngã mày, đánh cho mày không thể nào gượng dậy được nữa mới thôi. Bạch Chiến Mặc đứng ở trước cửa tòa nhà thành ủy, ngẩn ngơ thất thần, lại suy nghĩ một hồi, mới chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu bước nhanh mà đi vào, y biết, mặc dù là một kết quả gì, y đều nhận, thua thì chịu. Lần trước ở cao ốc Hỏa Thụ không thể đánh cho Hạ Tưởng tàn phế, y đã nghĩ tới có lẽ sẽ có một ngày y bị cắt chức đến cùng. Thật sự việc tới trước mắt, ngược lại trong lòng bình tĩnh trở lại, làm tốt hết thảy chuẩn bị nghênh đón phong ba bão táp. Từng cố gắng, không thành công, không để lại tiếc nuối. Bạch Chiến Mặc dỡ xuống gánh nặng, quần áo nhẹ nhàng ra trận, đi thẳng đến phòng họp hội nghị thường vụ. Trên thế giới không có bức tường nào không thông gió, buổi chiều Hạ Tưởng vừa đi làm, liền phát hiện thế cục quận Hạ Mã rõ ràng có khác, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn hắn đều có thêm phần kính nể, sự thân thiết và nhiệt tình trước đây khi chào hỏi đều biến thành vô cùng cung kính, còn rõ ràng có cảm giác xa cách. Đồng thời, tất cả mọi người ở quận Hạ Mã đều nghe được tin tức, Bạch Chiến Mặc phải xuống đài. Bạch Chiến Mặc xuống đài là bởi vì sao, rất nhiều người không rõ, nhưng rõ ràng chính là Bạch Chiến Mặc xuống đài, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ lên đài, sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư, vốn chính là chủ tịch quận Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn, sau khi tiếp nhận chức phụ bí thư thì càng danh chính ngôn thuận là người đứng đầu quận Hạ Mã, càng một tay che trời ở quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã lòng người suy nghĩ, rất nhiều cán bộ trước đây chỉ hướng Bạch Chiến Mặc báo cáo công tác, đều đang suy nghĩ đã đến lúc bày tỏ dựa vào chủ tịch quận Hạ, mặc kệ là ai đảm nhiệm chủ tịch quận, quận Hạ Mã sau này chắc chắn là quận Hạ Mã của chủ tịch quận Hạ. Khi làm chủ tịch quận, hắn có thể chiếm cứ thượng phong, lại trở thành nhân vật số một chân chính, ai còn có thể khuấy động lợi ích của chủ tịch quận Hạ. Quận Hạ Mã thật sự phải thay đổi thời tiết. Hạ Tưởng lại không có một chút hưng phấn muốn biến đổi thời tiết muốn làm nhân vật số một, hắn vẫn phải vùi đầu vào công việc. Từng bước mà bố trí các hạng mục công tác, đối với tất cả những người tới báo cáo công tác đều đối đãi như nhau, vẫn là bộ dạng bình tĩnh ung dung như xưa, khiến không ít người không hiểu rõ, không hiểu Hạ Tưởng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Chương 645, thời tiết thay đổi. Hạ Tưởng chẳng lẽ không có cách nghĩ gì? Đương nhiên có, hơn nữa còn không ít, nhưng hắn cũng biết, Bạch Chiến Mặc xuống ngựa chỉ là bước đầu, tiếp theo để danh người được chọn làm chủ tịch quận, lại là một chiến tranh không thấy khói thuốc súng. Nếu hắn suy đoán không sai, Phó Tiên Phong tà tâm không chết, khẳng định còn có thể đánh vào chủ ý chủ tịch quận, bởi vì ở quận Hạ Mã có 20 tỷ vốn lưu động của y. Bạch Chiến Mặc có thể bỏ chức quan, có thể coi như vật hy sinh, nhưng thương mại Trường Cơ đã dồn vào 10 tỷ tiền nóng không thể nói rút là có thể rút đi được. Hơn nữa Phó Tiên Phong chưa chắc bỏ cuộc, y tự cho rằng có thực lực có bối cảnh, làm sao có thể bởi vì Bạch Chiến Mặc xuống ngựa mà từ bỏ kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị. Phó Tiên Phong khẳng định còn tiếp tục mưu cầu ngai vàng chủ tịch quận, thậm chí còn có khả năng bất chấp mọi giá. Phàm việc gì không thể phớt lờ, Hạ Tưởng biết rõ, Bạch Chiến Mặc bị miễn chức chỉ là dẫn phát cuộn sóng chiều thứ nhất mà thôi, đấu tranh mấu chốt người được chọn làm chủ tịch quận, mới là cao trào sau cuộn sóng chiều thứ nhất. Hơn nữa còn có đấu tranh của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Hai ngày sau, thành ủy chính thức tuyên truyền bí thư quận ủy quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc bởi vì nguyên nhân cá nhân từ chức bí thư quận ủy, thành ủy đồng ý đơn xin từ chức của đồng chí Bạch Chiến Mặc. Tin tức truyền ra, quận Hạ Mã một trận xôn xao, dẫn tới không ít chấn động. Rất nhiều người không biết chuyện đều mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách hai ngày không thấy bí thư Bạch đi làm, thì ra bí thư Bạch phát huy đạo đức tốt, chủ động từ chức, nhưng chức bí thư của y đang làm tốt, tuy rằng có một xử phạt, nhưng trên quan trường trong nước. Cán bộ gánh xử phạt nhiều rồi, không thấy có bao nhiêu người ra mặt mỏng lập tức từ chức, bí thư Bạch là vì sao mà nửa đường gãy gánh. Mọi người đều ngờ vực vô căn cứ, có người cho rằng là Bạch Chiến Mặc bị Hạ Tưởng bức bách quá gần, lại gánh xử phạt, cảm thấy đã không có tiền đồ. Còn có người cho rằng bí thư Bạch phát huy phong cách, chủ động từ chức nhường chỗ cho Hạ Tưởng, thể hiện ra tinh thần một cán bộ đảng viên ưu tú dám vì người khác.
Đương nhiên càng có nhiều người trong lòng biết rõ, trên quan trường trong nước, ngoại trừ kề dao lên cổ, nếu không thì không ai chủ động từ chức, không phải vấn đề phong cách hay không phong cách, mà là quyền lực khiến người ta tham luyến, chỉ cần một khi quyền lớn trong tay thì không có một người nào chủ động từ bỏ quyền lực. Bí thư Bạch chủ động từ chức, chắc chắn là nguyên nhân bất đắc dĩ. Không nghe thành ủy công khai ra ngoài nói là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà từ chức. Nguyên nhân cá nhân rốt cuộc là nguyên nhân gì, ý vị vô cùng sâu xa. Đương nhiên cũng có người bí hiểm tự cho rằng biết được nội tình sẽ khinh thường suy đoán của người khác, ra vẻ thần bí mà nói là thật ra bí thư Bạch sở dĩ từ chức là vì bí thư Bạch đã bái một đạo sĩ làm thầy, chuẩn bị dùng tinh thần và sức lực cả đời để nghiên cứu phong thủy học, cố gắng trên phương diện phong thủy học có được thành tựu, chính danh cách nói bí thư phong thủy của y. Mọi người không ai không cười nhạt đối với chuyện này. Chuyện trên quan trường xưa nay chính là nhiều tin đồn nhất, tin đồn vu vơ cũng được, tin đồn vô căn cứ cũng được, dù sao ai thích nói thế nào thì nói, dù sao người biết chuyện thật sự xưa nay không chủ động giải thích, bao gồm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng làm bộ không nghe thấy tin đồn liên quan tới Bạch Chiến Mặc, hắn quan tâm chính là ứng cử viên của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và ứng cử viên của chủ tịch quận Hạ Mã kéo dài không quyết. Hai ngày sau, tin tức Bạch Chiến Mặc từ chức càng làm cho người của quận Hạ Mã khiếp sợ chính là, tới quận Hạ Mã tuyên bố quyết định và bổ nhiệm của thành ủy không ngờ là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang đích thân tới. Đương nhiên, nếu nói Phương Tiến Giang đích thân tới còn không làm cho người ta giật mình, Phó Tiên Phong cùng Phương Tiến Giang đồng hành cùng xuất hiện trước mặt lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền quận Hạ Mã, khiến cho rất nhiều người không ngờ tới. Thành ủy tuyên bố một quyết định và bổ nhiệm, do trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân tới đã là quy cách cao rồi, không ngờ còn có một phó bí thư đồng hành, rốt cuộc là quận Hạ Mã ở trong lòng thành ủy cao hơn người khác một bậc, hay là bản thân Hạ Tưởng có sĩ diện lớn. Hạ Tưởng đối với việc Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang cùng tới cũng hơi giật mình, tuy nhiên hắn nhìn thấy Phó Tiên Phong vẻ mặt hiền lành tươi cười, vô cùng nhiệt tình mà bắt tay với hắn, một chút cũng không bởi vì sự kiện Bạch Chiến Mặc xuống đài mà toát ra chút bất mãn với hắn, hắn liền biết. Phó Tiên Phong quả nhiên giống như hắn suy đoán, vẫn còn ôm ảo tưởng về vị trí chủ tịch quận. Trong hội trường quận ủy quận Hạ Mã, không còn chỗ ngồi, toàn thể lãnh đạo đảng và chính quyền quận Hạ Mã lấy Hạ Tưởng làm đầu đều tới đông đủ, không ai vắng mặt, cán bộ trung tầng trở lên cũng đều dự thính hội nghị. Gần như mọi người đều đối với Phương Tiến Giang đích thân tới cảm thấy khiếp sợ, lại đối với Phó Tiên Phong bất ngờ xuất hiện, cảm thấy khó hiểu. Thậm chí có người không phải không có ác ý mà nghĩ. Chẳng lẽ bí thư phó đến gây chuyện? Hội nghị do Hạ Tưởng chủ trì. Hạ Tưởng đầu tiên đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã đối với sự có mặt của hai vị lãnh đạo thành ủy Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, sau khi phát biểu đọc diễn văn, liền mời Phó Tiên Phong phát biểu trước. Các đồng chí Bạch Chiến Mặc bởi vì nguyên nhân cá nhân, hướng thành ủy đề xuất từ chức, thành ủy trải qua thận trọng nghiên cứu, quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của đồng chí Bạch Chiến Mặc. Trong lúc đồng chí Bạch Chiến Mặc đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, vì sự phát triển của quận Hạ Mã làm ra cống hiến nên có, tuy rằng cũng có một chút sai lầm và sơ suất, nhưng trên tổng thể vẫn là một đồng chí đáng được khẳng định. Phó Tiên Phong lên tiếng coi như định luận của thành ủy đối với Bạch Chiến Mặc, quan điểm cơ bản không cao, chỗ chắc chắn không nhiều, hơn nữa nguyên nhân cũng là thoáng qua, từ ngữ lập lờ, khiến cho người tham dự hội nghị trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao không phải chuyện gì tốt. Thông thường mà nói, bí thư quận ủy từ chức hoặc điều đi, thành ủy cũng sẽ đưa ra đánh giá cao độ, ví dụ như nói là một cán bộ lãnh đạo có trình độ cao, năng lực giỏi, có tác phong thực tế, liêm khiết theo chính trị. Như mấy câu nói thoáng qua của Phó Tiên Phong, người có mặt ở đây đều từng lăn lộn vài năm trong quan trường, đều đại khái đoán được Bạch Chiến Mặc là tự nhận lỗi từ chức. Bây giờ còn chưa công bố ra ngoài. Có thể là thành ủy còn chưa có đưa ra kết luận cuối cùng đối với kết cục của Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong phát biểu xong, hướng Hạ Tưởng khẽ gật đầu, thái độ rất tốt, ngoài dự đoán mọi người. Hạ Tưởng cũng là khẽ mỉm cười, hướng dưới đài nói. Tiếp theo mời ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ đồng chí Phương Tiến Giang phát biểu. Phương Tiến Giang sóng yên biển lặng mà tuyên bố bổ nhiệm của thành ủy. Thành ủy trải qua thận trọng nghiên cứu. Quyết định đề cử ứng viên đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên quận ủy quận Hạ Mã, chủ tịch hội đồng nhân dân. Đồng chí Hạ Tưởng tố chất chính trị cao, ý thức đại cục mạnh, có năng lực phối hợp tổ chức và khống chế khá mạnh,
Thành ủy cho rằng, do đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã là thích hợp, là chính xác. Phương Tiến Giang vừa dứt lời, hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm. Vỗ tay nhiệt tình mà chân thành, kéo dài không thôi, biểu lộ Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy là đúng kỳ vọng của mọi người, đúng lòng dân. Hạ Tưởng đứng dậy, hai mắt hơi ướt, hắn chờ đợi ngày này đã lâu, ước chừng đã đợi mấy tháng. Mấy tháng trước cạnh tranh chức bí thư thất bại, cho tới hôm nay rốt cục mới thỏa mãn ước nguyện, hắn cũng vô vàng cảm thán, hướng dưới đài trịnh trọng cúi đầu. Trần Thiên Vũ vẻ mặt kích động, cảm xúc mênh mông, chủ tịch quận Hạ rốt cục thành bí thư Hạ, đối với quận Hạ Mã mà nói là một sự kiện lớn đáng ăn mừng. Quận Hạ Mã chỉ dưới sự lãnh đạo toàn diện của bí thư Hạ mới có thể tiến nhanh, mới có thể ngẩng đầu mà bước. Phó Hiểu Bân cũng là vô cùng vui mừng, may mắn ngay từ đầu y vào đúng hàng ngũ. Hạ Tưởng có thể phù chính, y làm tránh văn phòng quận ủy, sau này sẽ càng đi gần Hạ Tưởng, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Đương nhiên, Triều Vĩ Cương cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, trở thành thư ký bí thư, về sau tiền đồ sáng lạng. Tạ Nguyên Thành ánh mắt chớp động, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra là thái độ gì. Tuy nhiên miệng y hơi lộ ra mỉm cười, có thể thấy được y vẫn là lạc quan trước mục đích chung của Hạ Tưởng. Biện Tú Linh ra sức mà vỗ tay, Hạ Tưởng từ chủ tịch quận lên đến bí thư, tuy rằng cấp bậc không thăng, nhưng lại thật sự trở thành nhân vật số một, cô là thật tâm vì hắn cảm thấy vui mừng. So với Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng càng có năng lực, càng có uy vọng, càng thích hợp lãnh đạo quận Hạ Mã. Hoàng Kiến Quân cũng là cảm xúc phập phồng, rốt cục vặn ngã Bạch Chiến Mặc, quận Hạ Mã rốt cục thời tiết thay đổi, chủ tịch quận Hạ rốt cục thành bí thư Hạ, thật sự là một sự kiện lớn vô cùng vui mừng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là Bạch Chiến Mặc chỉ bị miễn chức, không có truy cứu trách nhiệm, kỳ thật theo cách nghĩ của y, ít nhất cũng muốn đem Bạch Chiến Mặc khai trừ công chức, khai trừ đảng viên. Mà quan hệ chặt chẽ với Bạch Chiến Mặc là Lý Ứng Dũng, Kỳ Thắng Dũng và Quan Khải Minh đều là vẻ mặt không có cách nào khác, uể oải, không cam lòng và bất đắc dĩ, mấy người đều có chút ủ rũ, thậm chí không muốn ngẩng đầu đối mặt mọi người. Nỗi lòng phức tạp nhất đương nhiên là Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hai người cũng thật không ngờ sự tình phát triển cực nhanh, vượt xa dự đoán của hai người. Ban đầu cho rằng sau khi Bạch Chiến Mặc gánh một xử phạt, có thể sống yên ổn một thời gian. Ít nhất cũng muốn làm xong một kỳ mới nói tiếp. Không ngờ mới mấy ngày, lại hoàn toàn rơi vào tay giặc, bị miễn đến cùng. Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi tuy rằng quan hệ không xa không gần với Bạch Chiến Mặc nhưng quan hệ với Hạ Tưởng cũng giống nhau là như gần như xa. Có Bạch Chiến Mặc ở đây, đối với Hạ Tưởng là một chế ước không nhỏ, cũng có lợi đối với bọn họ. Hiện tại Bạch Chiến Mặc xuống đài, không phải tin tức tốt. Hạ Tưởng một nhà thống trị. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liền cảm giác áp lực trên người tăng lên gấp bội. Trong số ủy viên thường vụ liên can của quận Hạ Mã, có thái độ xa rời nhất chính là Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân vừa tới quận Hạ Mã nhậm chức mới vài ngày, quận Hạ Mã liền gió nổi mây phun, thay đổi thời tiết. Khi y mới tới, cũng không có nghĩ sau khi vừa tới thì làm nên cái gì, liền ôm cách nghĩ khiêm tốn vùi đầu làm việc, dù sao đã có vết xe đổ Khang Thiếu Diệp, y thân là phó bí thư. Kẹp ở giữa bí thư và chủ tịch quận, tốt nhất là kiên trì cương vị công tác, không lắm sự, không sinh sự, không khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo. Bởi vậy khi y chính mắt thấy vài ngày sau Hạ Tưởng biến hóa nhanh chóng, từ chủ tịch quận biến thành bí thư, y cũng không có quá khiếp sợ. Đại danh chủ tịch quận mạnh mẽ, cứng rắn của Hạ Tưởng y sớm có nghe thấy, Bạch Chiến Mặc thân là nhân vật số một cũng ở trong đối kháng với hắn mà bại trận, y thân là phó bí thư, lại càng không chủ động khiêu chiến quyền uy của Hạ Tưởng. Nếu không muốn giáp mặt gây chuyện, không muốn sau lưng sinh sự, Hạ Tưởng là chủ tịch quận hay là bí thư, với y mà nói khác biệt không nhiều, bởi vậy Trang Thanh Vân đối với Hạ Tưởng thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư, có thái độ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên y đối với Bạch Chiến Mặc rơi đài, lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc, bởi vì y từ miệng Hồ Tăng Chu được biết một chút nội tình Bạch Chiến Mặc xuống đài, y cũng không quen biết Bạch Chiến Mặc, cũng biết rõ Bạch Chiến Mặc là quân cờ của Phó Tiên Phong. Trên thực tế không có bao nhiêu quyền tự chủ. Lòng người khác nhau, quận Hạ Mã bởi vì Hạ Tưởng nhậm chức bí thư, mấy người vui mừng mấy người lo lắng. Sau khi Phương Tiến Giang tuyên bố xong quyết định của thành ủy, khi tiếng vỗ tay vừa dứt, lại theo thường lệ nói vài lời khách sáo, đối với Hạ Tưởng lên chức tỏ vẻ chúc mừng, và nói thành ủy sẽ mau chóng chứng thực người được chọn làm chủ tịch quận. Trước khi người được chọn làm chủ tịch quận được xác thật thì cực thân đồng chí Hạ Tưởng phải kiêm hai đầu.
vì quận Hạ Mã bỏ ra công sức nhiều chút. Hạ Tưởng đối với sự sắp xếp của tổ chức tỏ vẻ cảm tạ, hắn tỏ vẻ nhớ kỹ trách nhiệm, tăng cường học tập, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh, tiến vào nhân vật, trung thành lý chức, theo nếp hành chính, nghiêm khắc tự hạn chế, vì phát triển kinh tế xã hội của quận Hạ Mã làm nhiều cống hiến. Cuối cùng, Phó Tiên Phong lại phát biểu một phen, lời nói thấm thía mà chuyển lời cho lãnh đạo đảng chính quận Hạ Mã, phải buông thành kiến, quẳng cục nợ, quần áo nhẹ đi tới, tranh thủ sớm ngày thực hiện mục tiêu chiến lược quận Hạ Mã. Một cảnh coi như là đại hội bổ nhiệm long trọng thế là hạ màn, cũng là dấu hiệu quận Hạ Mã chính thức cáo biệt thời đại bạch chiến mặc, đi vào thời kỳ Hạ Tưởng chủ quản toàn diện. Thứ sáu vừa tan tầm, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Tống Nhất Phàm. Anh Hạ, đến nhà em ăn tối được không? Hạ Tưởng biết rằng khẳng định là Tống Chiêu Độ tìm hắn có việc, liền cười. Là em mời anh, hay là Phó Chủ tịch tỉnh Tống tìm anh có việc? Đương nhiên là em mời anh. Tống Nhất Phàm đè giọng xuống, cố ý trêu chọc Hạ Tưởng. Chỉ mình em ở nhà, ba đi công tác rồi, một mình em rất sợ, anh đến với em có được không? Được. Hạ Tưởng vượt ra khỏi dự đoán của Tống Nhất Phàm, một tiếng đã đồng ý. Buông điện thoại, Tống Nhất Phàm vẻ mặt cười trộm, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng luôn luôn thông minh, hôm nay rốt cục bị lừa, chờ sau khi hắn cao hứng phấn chấn mà đến đây, lại phát hiện ba có ở nhà, có thể sẽ có vẻ mặt thống khổ thêm thất vọng hay không. Nghĩ đến Hạ Tưởng bị cô lừa, Tống Nhất Phàm gần như phải cười ra tiếng. Hạ Tưởng không có tới thẳng nhà của Tống Chiêu Độ mà trở về nhà trước, nói với Tào Thù Lê một tiếng, từ trong nhà lấy ra kiếm Nam Xuân lâu năm, Tống Chiêu Độ thích nhất uống kiếm Nam Xuân lâu năm. Mà kiếm Nam Xuân lâu năm do Tào Vĩnh Quốc ngâm là lâu năm nhất, mùi vị kéo dài nhất, Tống Chiêu Độ thích nhất. Hạ Tưởng đến Tống gia, gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tống Nhất Phàm mặc quần áo ở nhà, quần áo hình cartoon, bằng nhung rất đáng yêu, làm cho người ta nhìn thấy không kiềm nổi muốn ôm một cái. Tuy nhiên Tống Nhất Phàm bây giờ càng lớn càng có mùi vị của thiếu nữ, trước ngực cao ngất, dáng người cũng càng ngày càng uyển chuyển lả lướt, chỉ là vẻ mặt còn chưa hết tính trẻ con. Làm cho người ta nhìn vẻ mặt xảo quyệt mà nụ cười ngây thơ của cô, mới biết cô thật ra còn là một cô bé. Cho dù nói ra, cô bé 17 tuổi cũng coi như thiếu nữ rồi, nhưng theo Hạ Tưởng thấy, thật ra Tống Nhất Phàm so với Cổ Ngọc thì cô mới là người giống em gái nhất. Tống Nhất Phàm nhấp nháy mắt, giơ tay giúp Hạ Tưởng cởi áo, còn giúp hắn lấy dép lê ra, nhìn động tác của cô hơi ngốc, thái độ hơi không được tự nhiên, Hạ Tưởng rốt cục hiểu được, hóa ra cô học ở Tào Thù Lê. Cô thiếu nữ có tâm sự rồi, còn đang trêu đùa hắn, cho rằng hắn cố ý đến hẹn với cô, Hạ Tưởng không nhịn được cười, liền hỏi. Chỉ có một mình em ở nhà. Chỉ có mình em ở nhà, sao thế, anh đừng có ý định xấu xa, em cũng vừa mới học thuật phòng thân của con gái rồi. Nói xong, cô còn hai tay nắm lại, nghiêm mặt, làm tư thế có bài bản hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng buồn cười. Làm gì, em muốn đánh anh. Cẩn thận đánh trúng chai rượu trong tay anh. Rượu gì? Tống Nhất Phàm mới phát hiện Hạ Tưởng trong tay mang theo rượu không khỏi sửng sốt. Anh lấy rượu để làm gì? Em lại không uống rượu. Ồ, em hiểu rồi, anh muốn cho em uống say, có mưu đồ xấu xa. Còn gạt người ta chưa đủ. Hạ Tưởng giơ tay cạo cái mũi của Tống Nhất Phàm một cái, đặt rượu xuống đất. Đây là kiếm Nam Xuân lâu năm, là phó chủ tịch tỉnh Tống thích uống nhất. Anh nghĩ ông có lẽ tâm trạng không tồi, đêm nay chúng ta được dịp uống hai ngụm. Tống Nhất Phàm nóng nảy. Ba em không có ở nhà, em không gạt anh, sao anh không tin em? Em giận rồi, từ bây giờ không nói chuyện với anh nữa. Cô bé chính là giận một cái là mặc kệ người ta, Hạ Tưởng giơ tay một cái từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp, đưa vào tay Tống Nhất Phàm. Được rồi, đừng gạt người ta để đùa nữa, tặng em một di động mới. Là điện thoại di động thông minh, smartphone, mới đưa ra thị trường, mau đi nghiên cứu một chút xem chơi như thế nào. Tống Nhất Phàm lập tức tươi cười rạng rỡ, giơ tay tiếp nhận chiếc hộp, ngọt ngào nói. Oa, thật tốt quá, cảm ơn anh Hạ. Hạ Tưởng liền búng tai cô. Ba em ở phòng sách hay ở ban công? Ở ban công, Tống Nhất Phàm có điện thoại di động mới, đảo mắt liền đã quên chuyện trêu cợt Hạ Tưởng, nhảy nhót chạy qua một bên chơi điện thoại di động mới. Hạ Tưởng lắc đầu cười, đi lên ban công, thấy Tống Chiêu Độ đang ngồi ở trước bàn trà, đùa nghịch ấm trà. Tôi biết ngay Tiểu Phàm không thể trêu được cậu. Tống Chiêu Độ ha hả cười, lấy tay chỉ ra ghế dựa. Ngồi,
tuy rằng bây giờ không có ánh mặt trời, nhưng ngồi trên ban công luôn cảm thấy có thể yên tĩnh trở lại. Ban công diện tích không nhỏ, trồng không ít hoa cỏ. Tống Chiêu Độ bình thường thời gian ở nhà không nhiều lắm, nhưng hoa cỏ lại nuôi dưỡng cực kỳ tươi tốt, xanh tươi tốt khiến người yêu thích. Hạ Tưởng đối với hoa cỏ không có nghiên cứu, nói không ra tên, nhưng ở mùa đông nơi nơi khô vàng héo úa, có thể nhìn thấy màu xanh trước mắt cũng là trong lòng vui sướng. Hoa cỏ có thể làm cho người ta tĩnh tâm, làm cho người ta thả lỏng, phỏng chừng cũng là nguyên nhân Tống Chiêu Độ thích ngồi ở ban công. Hạ Tưởng liền không khách khí mà ngồi ở bên cạnh, tự phục vụ mà rót một ly trà, mở miệng hỏi nói. Gần đây giữa Bí Thư Diệp và Bí Thư Thôi qua lại có nhiều không? Không nhiều không ít, so với khoảng thời gian trước ít đi một chút, nhưng so với lúc cậu làm ở tỉnh ủy lại nhiều hơn một chút. Tống Chiêu Độ có hứng thú mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Không nói thế cục quận Hạ Mã, trực tiếp chú ý hướng đi trong tỉnh, với tôi vừa đúng tương phản. Ha ha! Hạ Tưởng mỉm cười. Tôi đang muốn báo cáo với ngài một chút về thế cục của quận Hạ Mã thì ngài đã mở miệng hỏi trước. Mọi người đều thích bỏ gần tìm xa, tôi ở quận Hạ Mã, tự nhiên càng quan tâm tình huống bên ngoài của quận Hạ Mã. Tống Chiêu Độ lắc lắc nói. Thế cục của quận Hạ Mã cũng không cần báo cáo với tôi cũng biết đại khái. Bạch Chiến Mặc vừa xuống đài, mâu thuẫn liền tập trung ở trên người được chọn làm chủ tịch quận, phỏng chừng Phó Tiên Phong sẽ còn nhúng tay để danh của chủ tịch quận. Nhân vật chính trị, ngoại trừ rút lui khỏi quan trường, bằng không bất kỳ lợi ích nào cũng không bỏ qua. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi cũng nghĩ tới điểm này, thị trưởng Hồ hẳn là tạm thời không có dự định cài người từ trên xuống, bởi vì Trang Thanh Vân vừa mới đến quận Hạ Mã đảm nhiệm phó bí thư, ông ấy lại đề danh chủ tịch quận nữa, ông ta cũng không thể mở lời. Ngoài ra, mọi người đều xem tôi là người của bí thư Trần. Cho nên đều cho rằng Bí Thư Trần cũng không tiện đỡ một người nhà đến quận Hạ Mã làm chủ tịch quận, cũng không thể trong một quận chỉ có một tiệm của anh, cũng không phù hợp quy củ. Phân tích như vậy, Phó Tiên Phong thật đúng là hợp tình hợp lý nhất mà đề danh người được chọn làm chủ tịch quận. Chương 646, đánh cuộc và đâm xe. Nói đúng, Tống Chiêu Độ rất yêu thích một điểm của Hạ Tưởng chính là, bất kỳ lúc nào, Hạ Tưởng đối với việc phân tích thế cục đều có cách nhìn chuẩn xác nhất và điểm khởi đầu tốt nhất, có lúc vẻ bề ngoài thế cục rối loạn nhưng thế cục có loạn có phân tranh cũng có một điểm tựa, cái gọi là nắm lấy mấu chốt, chỉ cần tìm được điểm khởi đầu mấu chốt nhất, cục thế xem có vẻ giống như rối như tơ vò thì có thể bị một điểm mấu chốt nhỏ đánh vỡ cân bằng. Tình huống hiện tại là Bí Thư Diệp còn đang do dự chưa quyết, không quyết định được người được chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Thành ủy đối với người được chọn làm chủ tịch quận Hạ Mã khẳng định còn phải cò kè mặc cả một phen, tạm thời vẫn là một cục diện bế tắc, theo cậu cuối cùng sẽ là một kết quả như thế nào? Tôi cảm thấy, vị ứng cử viên chủ tịch quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong cuối cùng có khả năng sẽ hy sinh ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy để đổi lấy Bí Thư Diệp gật đầu, để thắng được ủng hộ của những người khác ở thành ủy. Hạ Tưởng nói ra kinh người, lời vừa ra khỏi miệng, quả thật khiến Tống Chiêu Độ giật mình kinh hãi. Sao có khả năng, một chủ tịch quận Hạ Mã có bao nhiêu quan trọng, Phó Tiên Phong hao hết khí lực vận dụng vị trí của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nghe nói còn chuẩn bị tăng cường sức lực. Bày ra tư thế nhất định phải chiếm được, ông ta làm sao có khả năng sẽ vì một chủ tịch quận, mà từ bỏ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ông ta có thể phân không rõ. Tống Chiêu Độ không rõ lợi ích trung tâm của Phó Tiên Phong nên hỏi như vậy cũng là rất bình thường. Hạ Tưởng không có tiết lộ với Tống Chiêu Độ về bố cục của Phó Tiên Phong ở quận Hạ Mã, Tống Chiêu Độ hiển nhiên cũng nhìn không ra khoản kinh phí lớn của Phó Tiên Phong, chỉ sợ đưa mắt nhìn khắp tỉnh Yến, cũng không mấy người biết mưu đồ thật sự của Phó Tiên Phong rốt cuộc là gì, nhưng Hạ Tưởng biết rõ điểm dừng chân của Phó Tiên Phong, cho nên hắn to gan suy đoán, đến thời khắc mấu chốt, Phó Tiên Phong thà rằng buông tha ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng muốn lấy vị trí của chủ tịch quận Hạ Mã. Chẳng những không phải ăn nói lung tung, hơn nữa còn là kết luận trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hơn nữa với sự hiểu biết của hắn đối với Phó Tiên Phong, hắn cũng biết rõ Phó Tiên Phong trong lúc khẩn cấp cũng có dũng khí tráng sĩ tự chặt cổ tay. Nhưng đối với Tống Chiêu Độ lại không thể giải thích quá nhiều, Hạ Tưởng liền ha hả cười. Hiện tại cạnh tranh của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy rất kịch liệt, Phó Tiên Phong muốn đắc thủ, cần thiết phải tăng thêm sức lực, bỏ ra cái giá lớn hơn. Ông ta có thể không chịu đựng được, nhưng lại không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu tiếp tục gắng sức chống đỡ, có khả năng thắng,
nhưng cũng có khả năng thất bại thảm hại hơn. Nhưng nếu bây giờ lui một bước, lui mà cầu tiếp theo, lại giành vị trí chủ tịch quận Hạ Mã, không chỉ là bí thư Diệp sẽ đồng tình ông ta, sẽ ủng hộ ông ta, ngay cả bí thư Trần cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tống Chiêu Độ vẫn là không quá tin phán đoán của Hạ Tưởng. Chuyện trên chính trị, lợi ích lớn nhất, tôi cảm thấy Phó Tiên Phong sẽ không lấy nhỏ bỏ lớn. Bây giờ người được chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy còn chưa có quyết định, cậu lần trước sau khi cùng bí thư Diệp bàn bạc xong, cho dù bí thư Diệp do dự không quyết, bị cậu đả động không còn kiên trì ủng hộ Phó Tiên Phong, nhưng cũng không hạ quyết tâm ủng hộ Khâu Tự Phong, có thể thấy Phó gia cũng đang âm thầm gia tăng hoạt động. Diệp Thạch Sinh lỗ tai mềm là sự thật không tranh cãi, Hạ Tưởng cũng biết hắn có thể nói động Diệp Thạch Sinh, Phó Tiên Phong cũng có thể. Hắn có thể đại diện Phạm Duệ Hằng và Khâu Tự Phong ra mặt, Thôi Hướng cũng có thể đại diện Phó gia ra mặt. Nếu như không phải trước đây khi hắn ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng Diệp Thạch Sinh tiếp xúc không ít, có cơ sở tình cảm làm cho Diệp Thạch Sinh rất có thiện cảm đối với hắn, e rằng lần trước ra mặt thuyết phục sẽ vô công mà về. Nhưng bây giờ Diệp Thạch Sinh vẫn luôn kéo dài không quyết, cũng chứng minh ông lần nữa dao động. Hạ Tưởng không muốn chỉ trích Diệp Thạch Sinh cái gì, mỗi người đều có lập trường và lựa chọn của mình, cũng có cá tính của mình. Diệp Thạch Sinh lỗ tai có mềm, tính cách có chỗ thiếu hụt, ông cũng đường đường là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một của tỉnh Yến. Ông có thể ngồi lên ngai vàng của bí thư tỉnh ủy thì đủ để chứng minh năng lực và trình độ của ông, vì vậy không cần phải lấy sự thiếu sót trong tính cách của ông mà chửi bới ông. Chỉ có thể đáng tiếc mà nói, nếu như Diệp Thạch Sinh không có khuyết điểm không quả quyết, có lẽ ông bây giờ đã là người lãnh đạo quốc gia rồi. Gần đây Hạ Tưởng lo lắng về hàng loạt sự kiện gút mắc và cách hòa giải của quận Hạ Mã, sự quan tâm đối với trong tỉnh không nhiều, nhưng hắn cũng biết, cho dù hắn quan tâm nhiều hơn, Diệp Thạch Sinh không đề xuất cùng hắn gặp mặt, hắn cũng không có tư cách chủ động gọi điện cho bí thư tỉnh ủy, đề xuất yêu cầu gặp mặt. Cũng chính vì quan hệ giữa hắn và Diệp Thạch Sinh quen thuộc một chút, trên thực tế nghiêm khắc mà nói, đừng nói hắn là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, cho dù là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, muốn gặp bí thư tỉnh ủy cũng phải tìm thư ký hẹn trước thời gian, cũng không phải nói gặp thì gặp ngay được. Hạ Tưởng cũng biết rõ, có lẽ hắn gọi một cuộc điện thoại, mà thu không dám áp chế không báo cho Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cũng có khả năng sẽ vì quan hệ trước kia, đồng ý cùng hắn gặp mặt. Nhưng hắn không thể làm như vậy, một lần thì có thể, hai lần cũng miễn cưỡng có thể. Sau đó ba lần bốn lần, ân tình dùng hết, chọc Diệp Thạch Sinh phản cảm thì từ giờ không còn ân tình có thể nói nữa. Đối phương là bí thư tỉnh ủy, hắn là bí thư quận ủy, vốn chính là giao tình không đối xứng. Cho dù Diệp Thạch Sinh đối với hắn xem trọng một chút, yêu thích hắn, cũng không thể không tự biết mình. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số một tỉnh Yến, quyền uy của ông không để cho xâm phạm. Hạ Tưởng không thể, Phó Tiên Phong cũng không thể. Bởi vậy Hạ Tưởng càng biết rõ chính là, gần đây hắn không cùng Diệp Thạch Sinh gặp mặt, Phó Tiên Phong cũng không có. Nhưng Phó Tiên Phong ưu thế ở chỗ, ông có Thôi Hướng làm người trung gian, có thể giao lưu với Diệp Thạch Sinh bất cứ lúc nào. Mà Phạm Duệ Hằng thì khác, Phạm Duệ Hằng không thể hạ thấp thân phận cùng Diệp Thạch Sinh giao lưu, đồng thời bởi vì cảnh giác tự nhiên giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2, giữa hai người cũng không thể thổ lộ tình cảm chân chính. Mà hắn thân là người phát ngôn của Phạm Duệ Hằng và Khâu Tự Phong, không có Diệp Thạch Sinh chủ động đề xuất, lại không tiện cùng Diệp Thạch Sinh tiếp tục đi sâu giao lưu, không thể không nói là bất lợi cực lớn. Ngày hôm qua Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong nói chuyện điện thoại, được biết Diệp Thạch Sinh đến thủ đô họp, đã cùng ba của Khâu Tự Phong gặp mặt, nhưng đồng thời ông cũng gặp mặt Phó Bá Cử. Bởi vậy Hạ Tưởng có thể kết luận, Diệp Thạch Sinh còn ở thế khó xử, chưa có hạ quyết tâm cuối cùng. Phạm Duệ Hằng tuy rằng là chủ tịch tỉnh, là nhân vật số 2, ý kiến của ông Diệp Thạch Sinh không thể không thận trọng suy xét, nhưng Diệp Thạch Sinh thân là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số 1, ở vấn đề nhân sự tuyệt đối có quyền quyết định. Nếu như ông với Cao Thành Tùng có tính cách giống nhau, sớm đã chống lại áp lực của Phạm Duệ Hằng vỗ bàn quyết định rồi. Nhưng bây giờ có tài khống chế, một là Phạm Duệ Hằng đem đến cho ông không ít áp lực, hơn nữa Phạm Duệ Hằng sau này sẽ còn tiếp nhận bí thư tỉnh ủy. Hai là điều kiện của Khâu gia phỏng chừng cũng rất động lòng người, Diệp Thạch Sinh còn đang cân nhắc lợi hại. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân khách quan có Hạ Tưởng ở giữa chu toàn. Muốn phá cục cũng không dễ dàng, khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng, Diệp Thạch Sinh cẩn thận tỉ mỉ thì có thể lý giải, chỉ có điều trước mắt lại có một cơ hội mới xuất hiện, chính là vị trí chủ tịch quận Hạ Mã còn bỏ trống,
Phó Tiên Phong vì bảo vệ lợi ích tài chính của y, tất nhiên sẽ có lựa chọn. Sau khi trải qua một loạt thất lợi, nghĩ chắc Phó Tiên Phong cũng trong lòng biết rõ, hiện tại bày ở trước mặt y có hai vấn đề khó, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và chủ tịch quận Hạ Mã, hai chỉ được chọn một. Y muốn cả hai đều nắm trong tay, không có khả năng. Không nói hiện tại Diệp Thạch Sinh vẫn có cách nghĩ do dự chưa định, chỉ là trong thành ủy, có Trần Phong phản đối, có Phương Tiến Giang không phối hợp, lại có Hồ Tăng Chu Thái Độ, có lẽ là ba phải cái nào cũng được, Phó Tiên Phong muốn đồng thời thu hoạch hai vị trí mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng. Nếu giữa hai bên chỉ có thể lựa chọn một, đổi lại bất kỳ người nào, đều cho rằng Phó Tiên Phong sẽ đem tinh thần và sức lực chủ yếu dùng ở trên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhưng Hạ Tưởng lại vô cùng hiểu rõ tình cảnh trước mắt của Phó Tiên Phong. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy kéo đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết, cho dù sau cùng có rơi vào tay Phó gia, cái giá phải trả so với thiết tưởng ban đầu cũng nhiều hơn gấp đôi có thừa, hơn nữa còn vì vậy mà đắc tội với Khâu gia. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, vừa nể mặt của Khâu gia, cũng làm cho Diệp Thạch Sinh mặt mũi dễ xem, hơn nữa dễ xử một chút. Nếu Phó Tiên Phong đề xuất rút lui khỏi cạnh tranh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhường cho Khâu Tự Phong, đồng thời đề xuất với Diệp Thạch Sinh để cho người của ông đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã, Diệp Thạch Sinh chắc chắn sẽ đồng ý. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh còn có thể âm thầm cảm kích Phó Tiên Phong, bởi vì Phó Tiên Phong làm như thế, coi như cho ông một bậc thang thật to, khiến ông hai bên cũng không đắc tội mà thuận lợi giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt. Mà một vị trí chủ tịch quận Hạ Mã, so với trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy mà nói thì tầm quan trọng không thể so sánh nổi, Diệp Thạch Sinh nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Đúng là bởi vì mọi người không rõ lợi ích trung tâm của Phó Tiên Phong làm như vậy, chắc chắn sẽ thắng được thiện cảm của không ít người, cũng bao gồm Khâu gia. Có nhiều lợi ích như vậy đến tay, Phó Tiên Phong cũng không phải là người không thức thời, ông chắc chắn biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ nắm nhỏ thả lớn. Trên thực tế, nắm nhỏ thả lớn trong mắt người ngoài, trong mắt Hạ Tưởng chính là hành động thông minh nắm lớn thả nhỏ. Một trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cho dù quyền cao chức trọng, nhưng vẫn còn xa kém không thể so sánh với lợi nhuận mấy tỷ, đổi lại là Hạ Tưởng, hắn cũng buông tay cạnh tranh trưởng ban tổ chức cán bộ để đổi lấy vị trí chủ tịch quận Hạ Mã. Hạ Tưởng đứng ở trên góc độ của Phó Tiên Phong phân tích vấn đề, cho ra kết luận Phó Tiên Phong nhất định sẽ làm ra hành động bỏ lớn bắt nhỏ, không, bề ngoài bỏ lớn bắt nhỏ, trên thực tế vẫn là nắm bắt lợi ích lớn nhất. Tống Chiêu Độ hiện tại không tin phán đoán của hắn cũng không có cách nào, hắn bây giờ cũng không muốn tiết lộ với Tống Chiêu Độ về mục đích thật sự của Phó Tiên Phong, bởi vì Hạ Tưởng luôn có một chút băn khoăn trong đó. Tống Chiêu Độ làm việc thận trọng, sau khi được biết kế hoạch mạo hiểm của hắn, có khả năng sẽ phản đối, vì vậy ngăn chặn kế hoạch của thương mại Trường Cơ, càng ít người biết càng tốt. Hơi trầm tư, Hạ Tưởng liền lắc đầu cười. Tôi chủ yếu là cảm thấy Phó Tiên Phong có thể cảm thấy ngai vàng của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy không dễ nắm bắt, các phương diện áp lực quá lớn, cho dù miễn cưỡng nắm lấy, cũng sẽ chịu áp lực quá lớn, mất nhiều hơn được. Không bằng lui mà cầu tiếp theo, đổi một người được chọn làm chủ tịch quận Hạ Mã, cũng coi như không đến mức thất bại thảm hại. Dù sao Bạch Chiến Mặc là người của Phó Tiên Phong, từ đâu té ngã từ đó bỏ dậy. Tống Chiêu Độ uống một ít trà, hơi lắc đầu. Sĩ diện quan trọng, cũng không quan trọng hơn lợi ích. Phó Tiên Phong sẽ bởi vì vấn đề sĩ diện mà từ bỏ ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy sắp tới tay, không có khả năng. Hạ Tưởng cũng không nghĩ đến nhất định muốn thuyết phục Tống Chiêu Độ, thấy Tống Chiêu Độ vẫn là vẻ mặt buồn bực, liền ha hả cười. Có lẽ ở trong mắt Thái Tử Đảng, có đôi khi thể diện to hơn trời. Ngài có biết thời trang hàng hiệu là Phó Tiên Phong mở hay không? Tống Chiêu Độ giật mình kinh hãi. Thật đúng là không có nghe nói. Thời trang hàng hiệu đóng cửa rồi, Phó Tiên Phong càng không thừa nhận là y mở. Nghe nói tổn thất vượt hơn 10 triệu. Cho dù đối với Phó gia mà nói, 10 triệu không cho là con số lớn, nhưng dù sao đã là tổn thất rồi. Ngậm bồ hòn to như vậy, không một tiếng động mà rút vốn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Phó Tiên Phong cũng thật coi trọng thể diện còn quan trọng hơn tiền. Tống Chiêu Độ ngây người sửng sốt, cười ha hả. Nếu như cậu kiên trì cách nghĩ của cậu, chúng ta cứ đánh cuộc. Nếu như Phó Tiên Phong thật giống như cậu nói, bắt nhỏ thả lớn thì là tôi thua, tôi đền cho cậu nửa cân trà cực phẩm. Ngược lại thì là cậu thua, cậu đền tôi cái gì? Tống Chiêu Độ đương nhiên là đang đùa với Hạ Tưởng, nhưng càng là đùa vui càng có thể thể hiện ra quan hệ mật thiết giữa hai người.
Hạ Tưởng hơi suy nghĩ, cười. Nếu tôi thua, đến Tết tôi mời ngài đi du lịch một chuyến. Du lịch thì thôi đi, tôi bây giờ chẳng muốn đi ra ngoài, quá mệt rồi. Cậu thua rồi thì đem hết kiếm Nam Xuân lâu năm mà Vĩnh Quốc Ngâm tặng cho tôi được rồi, ha ha. Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng là của người Phúc ta, cho dù người đó là ba vợ của hắn, nhưng mà hắn lại không phải là người coi rượu như sinh mạng, đối với kiếm Nam Xuân lâu năm không có tình cảm gì. Tống Nhất Phàm đột nhiên liền xông ra. Qua, Tết này đi du lịch ở đâu? Dẫn con theo, con muốn theo anh Hạ đi đến chân trời góc biển, ba. Ba nhất định phải hứa với con, nếu không, con sẽ giận. Tống Chiêu Độ không còn cách nào đối với Tống Nhất Phàm. Đến Tết, người ta cả nhà đoàn tụ, con đi theo làm loạn cái gì? Con phải đi, ba quản không được, chỉ cần anh Hạ đồng ý, chỉ cần con tình nguyện, ba không có quyền can thiệp vào tự do của con. Tống Nhất Phàm trừng mắt, tức giận nói chuyện với Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng liền vội chen vào nói. Được rồi. Tiểu Phàm không được ầm ĩ, chuẩn bị xong cơm tối chưa? Nếu bữa cơm tối ăn ngon, anh sẽ suy xét đến Tết dẫn em đi Hải Nam. Anh nói đó, không được nuốt lời. Lần trước hứa với em dẫn em đi bơi, vẫn luôn không thực hiện. Lời nói của đàn ông, 10 câu có 9 câu không thể tin. Tống Nhất Phàm bộ dáng bà cụ non, nghiêm trang nói. Ha ha! Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nhìn nhau cười. Sau cơm tối, Hạ Tưởng lái xe về nhà. Bởi vì trên đường còn tuyết đọng, không dám lái nhanh, liền bò với tốc độ 40 km/h. Khi đi ngang qua một nhà hàng Tây mới mở, cách lớp kính cửa sổ trong suốt, Hạ Tưởng rõ ràng nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, đang dùng bữa, chỉ đảo qua một cái, không ngờ là Cổ Ngọc và Trịnh Nghị. Hạ Tưởng nhất thời phân tâm, không lưu ý chiếc xe phía trước thắng gấp, đợi khi hắn phát hiện thì đã trễ, một phát đuổi theo đuôi. Chiếc xe bị hắn theo đuôi là một chiếc Audi. Hoàn toàn mới, còn chưa có bảng số xe. Chiếc xe Land Rover cao to đụng vào sau đuôi chiếc Audi làm cho hoàn toàn lõm vào trong, phía trước Land Rover cũng có tổn thất nhỏ. Lái xe mấy năm trở lại đây, lần đầu tiên xảy ra tai nạn xe, nguyên nhân có ba, một là vô ý nhìn thấy Cổ Ngọc, hơi giật mình kinh hãi. Hai là tuyết rơi đường trơn, thắng xe khoảng cách quá gần. Ba là xe phía trước không hề có dấu hiệu báo trước thắng gấp, con đường tốt đẹp không chạy. Vô duyên vô cớ mà thắng xe có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hạ Tưởng tông vào đuôi xe người khác, hắn là xe sau nên chịu toàn bộ trách nhiệm, hắn liền xuống xe, nhìn thấy xe trước cũng có một nam một nữ xuống xe. Nam 25 tuổi, áo vest dài da, ăn mặc rất lịch sự, nhưng khuôn mặt dữ tợn. Nữ khoảng 20 tuổi, cũng có chút nhan sắc, nhưng giữa chân mày có một chút vẻ quyến rũ mê hoặc. Hai người trước tiên nhìn xem đuôi xe Audi bị đâm tơi tả, nam thì vẻ mặt uể oải, hai mắt bốc lửa, không nói hai lời giơ tay muốn nắm cổ áo của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sao có thể để gã nắm được, lùi ra sau một bước, nói. Theo trình tự bảo hiểm bình thường là được rồi, nên đền bao nhiêu thì đền cho cậu bấy nhiêu, có chuyện thì nói, đừng có động thủ. Mẹ nó, đụng phải xe của tao mày còn nói lý lẽ. Người đàn ông áo vest dữ tợn giận không thể át. Lại đưa tay tới bắt. Tiền là cái thứ gì, ông đây không thiếu tiền, ông cần là thể diện. Hạ Tưởng phiền nhất là người há mồm câm miệng tự xưng, ông, người như vậy nếu không là thiếu gia giáo, nếu không thì ngạo mạn không chịu nổi, tóm lại đều là người cực kỳ tự đại, hắn lần nữa tránh qua một bên. Tôi cảnh cáo cậu, đừng động tay động chân, đừng trách tôi không khách khí với cậu. Người đàn ông áo vest giữ tợn ngây ngẩn cả người, chỉnh trang bộ đồ vest, lại sờ sờ đầu. Ha, giọng điệu không nhỏ, có chút lai lịch có phải hay không? Lái một chiếc xe có bảng số xe thủ đô chính là người thủ đô rồi. Xì, thành phố Yến có không ít người ở thủ đô mua xe gắn bảng số xe thủ đô, trở về thành phố Yến làm bộ ra vẻ, tao thấy một người đánh một người. Mẹ nó vốn là người nhà quê, lại giả vờ là người thành phố. Thằng nhóc, mày đừng tưởng rằng có tiền thì có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, chiếc xe này là ông sếp lớn của bọn tao mới mua về. Tao vừa lái tới thì bị mày đụng rồi, mày nói tao làm sao giao cho ông chủ. Chiếc xe mới mua chưa có gắn bảng số xe thì phải sửa xe, xui. Nói xong, gã, xì, một tiếng, một ngụm đàm phun xuống chân của Hạ Tưởng. Cứ như vậy, xe thì mày lái đi, đổi lại cho tao một chiếc hoàn toàn mới giống như vậy, giữa chúng ta coi như tính xong, bằng không, tao xử mày trước.
Hạ Tưởng vui vẻ, thấy qua dở trò dữ tợn, chưa thấy qua ức hiếp người như vậy, đụng phải đuôi một cái thì phải mua chiếc mới, thế gian thật không có đạo lý như vậy. Là vừa rồi cậu cố ý thắng xe, nếu không tôi cũng không đụng vào xe cậu. Hạ Tưởng muốn nói đạo lý với gã. Vừa rồi anh ta nhìn người đẹp, thất thần rồi. Người nữ quyến rũ mê hoặc cười đùa nói. Hắc lão tam, anh nhìn thấy người đẹp thì cũng phải thắng xe nhìn, không tiền đồ. Hắc lão tam và người nữ quyến rũ mê hoặc cũng không biết là quan hệ gì, dường như có chút sợ người nữ quyến rũ mê hoặc, cười ha hả. Cái đó cô em đừng có nói lại với đại ca, để anh ấy biết sẽ xé xác anh cho bằng được. Sau đó lại trừng mắt một cái, hướng về Hạ Tưởng la hét. Có đền xe hay không? Nói mày đó, nhanh đi, xem mày chạy chiếc Land Rover khẳng định là có tiền, mua một chiếc Audi không thành vấn đề. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói. Tôi lại muốn biết, ông chủ của cậu là ai? Ông chủ của tao, mày còn chưa có tư cách để biết. Nói tóm lại một câu, đền xe thì dễ thương lượng. Không đền xe thì đánh mày đến chết. Hắc lão tam không thuận theo không buông tha. Khi nói chuyện, liền kinh động Cổ Ngọc và Trịnh Nghị. Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng đang tranh chấp với người ta liền bỏ lại Trịnh Nghị ra ngoài xem náo nhiệt. Trịnh Nghị thấy thế, cũng theo đi ra. Cổ Ngọc đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt cười xấu xa. Làm sao vậy lãnh đạo, sao lại đâm xe rồi? Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng còn không phải bởi vì cô, ăn cơm thì ăn cơm được rồi, nhất định phải chọn một vị trí gần cửa sổ, còn đối diện quốc lộ, đúng lúc cho hắn nhìn thấy thì thất thần. Chương 647, bất ngờ cũng có thể thấy sự thật. Hắc lão tam thấy Cổ Ngọc đi ra, cũng trợn mắt, không nháy mắt mà nhìn Cổ Ngọc, vẻ mặt cười đê tiện. Người phụ nữ quyến rũ bên cạnh giương tay đánh vào đầu gã một phát, mắng. Thực không tiền đồ. Nếu không nhìn người phụ nữ này, anh cũng sẽ không bị người ta tông vào đuôi xe. Không bị người ta tông vào đuôi xe, anh cũng sẽ không bị lão đại mắng. Anh thực không trình độ, người phụ nữ này còn không xinh đẹp như tôi, nhìn ánh mắt tồi của anh. Người nữ quyến rũ mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng so với Cổ Ngọc, tuyệt đối kém đến cách xa vạn dặm. Cô vừa thốt lên xong, Hạ Tưởng liền không kìm nổi cười ra tiếng. Trịnh Nghị cũng là khẽ nhíu mày, gật đầu với Hạ Tưởng. Không nói gì, rõ ràng không muốn đưa tay ra giúp đỡ. Cổ Ngọc lại vẻ mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn, ha hả cười không ngừng. Dám chắc là vì tôi mới gây ra tai họa xe cộ, giải quyết thế nào, có phải anh ta bảo anh đền xe hay không? Đền cho anh ta một chiếc là được rồi, kéo chiếc Audi này về xưởng coi như xe công, quay đầu tôi mua một chiếc xe mới cho anh ta. Trịnh Nghị không vui nói. Cổ Ngọc, là chuyện của Hạ Tưởng, không liên quan tới cô. Đừng rảnh rỗi mà tìm việc. Chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm. Hạ Tưởng thấy Trịnh Nghị thần thái e sợ tránh không kịp, ha hả cười. Cũng phải, không có liên quan tới cô, Cổ Ngọc, cô tiếp tục đi ăn cơm, tôi xử lý được rồi. Tôi cứ không. Cổ Ngọc cũng có một mặt ngoan cố. Sao lại không liên quan tới tôi, nếu không phải tên quái dị này nhìn tôi, anh cũng không đụng vào đuôi xe đúng không? Cho nên sự tình xét đến cùng vẫn là do tôi gây nên. Tôi nhất thiết phải ra mặt giải quyết. Hắc lão tam không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cổ Ngọc không buông, chẳng những làm cho Hạ Tưởng trong lòng không vui, Trịnh Nghị cũng rất là bất mãn. Trịnh Nghị liền bước lên trước một bước, che trước mặt Cổ Ngọc, hướng Hắc lão tam reo lên. Cậu nhìn đủ chưa? Một đôi mắt gian tà quay lung tung, chú ý hình tượng của cậu. Sự uy hiếp của Trịnh Nghị không hề có sức, Hắc lão tam mí mắt ngẩng lên liếc mắt nhìn y một cái, giọng điệu khinh miệt nói. Công tử bột, tránh qua một bên, một tay tao có thể đánh ngã mày, đừng mất mặt. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mày vẫn chưa có bản lĩnh đó. Đàn ông nhìn không được nhất chính là ở trước mặt người phụ nữ mà anh ta đeo đuổi bị người ta xem thường, Trịnh Nghị bị Hắc lão tam khơi dậy lửa giận, giơ tay xuất ra chi phiếu. Chiếc Audi của cậu bao nhiêu tiền, tôi lập tức mở chi phiếu cho cậu. Hắc lão tam được tiện nghi lại khoe mã, cười ha hả. Tôi thay đổi chủ ý. Không cần đền xe, cho cô em này theo tôi đi hóng gió, chỉ cần sửa lại chiếc xe coi như xong chuyện, ha ha. Nằm mơ, Trịnh Nghị trong lòng đã sớm cực không thoải mái đối với ánh mắt háo sắc nhìn Cổ Ngọc của Hắc lão tam, lại thấy trò hề của gã ăn mày đòi ăn xôi gấc, càng là trong lòng giận dữ, có thể nào rụt rè ở trước mặt người đẹp. Y lúc này nổi giận đùng đùng mà sắn tay áo, lấy tay chỉ Hắc lão tam.
cậu chờ đó. Hắc lão tam hoảng sợ, tưởng rằng Trịnh Nghị muốn động thủ, vội vàng cũng vén tay áo lên, đang chuẩn bị ứng chiến, vừa thấy Trịnh Nghị tay lại rụt trở về, nhưng từ trên người lại lấy ra di động, gọi điện báo cảnh sát. Hắc lão tam vừa thấy thì vui, hóa ra là một bao cỏ, gã đang thấy vui vẻ vì gây sự, mới không muốn cho Trịnh Nghị gọi điện thoại, một bước tiến lên giơ tay liền đánh rớt di động của Trịnh Nghị, rít lên. Gọi điện thoại cái gì, gọi điện thoại cái gì, gọi điện thoại không bằng đánh nhau, có bản lĩnh mày đánh ta thử xem. Di động Trịnh Nghị bị đánh rớt, lại nhìn thấy bộ dáng Hắc lão tam hùng hổ, lập tức khí thế giảm đi, vội vàng nhảy sang một bên. Không được động thủ, phải nói đạo lý. Hắc lão tam thích nhất ức hiếp người, nhất là người thành thật, thấy Trịnh Nghị sợ không chịu nổi, cười ha ha, xông về phía trước liền muốn động thủ. Trịnh Nghị vừa nhìn thấy càng là dọa đến muốn chết, vội vàng bỏ lại cổ ngọc mặc kệ, lập tức chạy trốn qua một bên, vừa chạy vừa hô. Cổ ngọc đừng sợ, tôi đi báo cảnh sát. Cổ ngọc dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Người đàn ông trong thời khắc mấu chốt bỏ lại người phụ nữ, thật đúng là không phải đàn ông. Hắc lão tam thấy Trịnh Nghị dọa chạy, tưởng rằng Hạ Tưởng cũng là tầm thường, gan liền to hơn, giơ tay liền muốn bắt lấy cổ ngọc. Vừa bước lên trước một bước liền cảm thấy dưới chân bị người ta cản lại, lập tức té ngã xuống đất, quăng ngã chó gặm cứt. Ai con mẹ nó âm thầm ngáng chân. Hắc lão tam biết bị người đánh lén, nghiêng người đứng lên, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Tưởng. Có phải mày không? Đương nhiên là hắn, tôi vừa rồi nhìn thấy hắn giơ chân. Lão Hắc anh cẩn thận chút, con người này tôi thấy có chút xấu xa. Người phụ nữ quyến rũ ở một bên nhắc nhở. Cổ ngọc đứng một bên nhảy cẳng lên trầm trồ khen ngợi. Té hay lắm, làm cho gã té răng rơi đầy đất mới hết giận. Hạ Tưởng biết rằng, Trịnh Nghị nếu đã chạy rồi, chắc chắn đi báo cảnh sát, bây giờ hắn bảo vệ cổ ngọc cho tốt là được rồi, liền nói. Cổ ngọc, cô đừng hùa theo mà giúp vui, chạy mau đi. Tôi mới không đi, có chuyện vui để chơi sao có thể thiếu tôi được. Cổ ngọc một thân ăn mặc xinh đẹp, trên khuôn mặt thanh lịch động lòng người toát ra vẻ tươi cười mỹ lệ, vô cùng mê người. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thán, cổ ngọc bắt đầu có vị phụ nữ. Hắc lão tam xoay người từ trên xe lấy ra một cây côn muốn động thủ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuy rằng thân phận tự cao, không muốn chấp nhặt với đám lưu manh ngoài đường, nhưng khi người ta muốn động thủ đánh người, hắn cũng không thể không đánh trả có phải hay không. Dù gì cũng là buổi tối, xung quanh người cũng không nhiều, liền dứt khoát buông tay ra chân thu thập Hắc lão tam một chút, đánh tan dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của gã. Dám đánh chủ ý vào cổ ngọc, nhất thiết phải thu thập gã. Hắc lão tam cầm côn, nổi giận đùng đùng mà xông tới, hướng về phía Hạ Tưởng đánh một phát. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng thật đúng là đủ xui xẻo, một gậy này đánh xuống, nhất định phải bị thương chút ít không tránh khỏi. Hắc lão tam xuống tay đúng độc, tuy rằng là phương pháp của tên côn đồ, nhưng dù gì lái chiếc xe Audi, cũng là lưu manh có tiền. Không sợ có lưu manh, chỉ sợ lưu manh có tiền lại có thế. Nếu lại là lưu manh áo vest dày da thì càng khó đối phó. Hạ Tưởng tránh qua một bên, quay lưng một chân đá lên lưng của Hắc lão tam. Hắc lão tam thu thế không được, bịch một tiếng lại ngã trên mặt đất. Lần này té nặng, răng đã rơi ra hai cái. Hắc lão tam lửa lớn, lộn một cái đứng lên, lại như con hổ đói vồ mồi xông đến Hạ Tưởng. Dừng tay. Một chiếc ô tô khẩn cấp dừng ở bên cạnh, từ trên xe bước xuống một người, bầu trời tối đen, nhìn không rõ, nhưng lại là một thân áo vest hàng hiệu, lại là đàn ông áo vest dày da. Thành phố Yến sau khi tuyết rơi thời tiết rất lạnh. Lại là ban đêm, nhiệt độ hạ thấp rất nhanh, Hạ Tưởng cũng mặc một chiếc áo thoải mái rất dày, ngoại trừ có yêu cầu, bình thường hắn cũng không mặc áo vest. Không ngờ hôm nay gặp được nhân vật đều là một thân áo vest, đúng, còn là áo vest đen, xem ra nhằm giả dạng người văn minh, tình nguyện chịu lạnh. Người tới nhìn qua khá khỏe mạnh, đi tới trước mặt Hắc lão tam, giơ tay thì nắm lấy cổ áo sau của Hắc lão tam, giống như diều hâu bắt gà con vậy, trực tiếp ném gã sang một bên. Hắc lão tam vừa thấy người tới, lập tức hạ thấp ba phần. Lão đại, đừng trách em, trách hắn, là hắn đã đụng hỏng chiếc xe mới của anh. Người tới vừa nghe, tiến lên một cước đá vào bụng Hắc lão tam. Mẹ nó, đụng hỏng xe của tao rồi. Cho dù là đụng gãy chân của tao, tao cũng phải cười trả lại, không dám nói nữa chữ, không.
theo sau y lại từ trong tay Hắc Lão Tam lấy cây côn, mấy phát đập lên xe Audi, phẫn nộ nói. Mẹ nó, một chiếc xe hỏng cũng dám cản đường lãnh đạo, mẹ nó tao đập mày. Không chỉ là Hạ Tưởng sửng sốt, Cổ Ngọc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được thành phố Yến còn có nhân vật như vậy. Hắc Lão Tam thì càng không cần phải nói, bò lăn bò lết mà tránh ra, vẻ mặt khó tin mà nhìn lão đại đập xe, thầm nghĩ lão đại những năm nay oai phong quen rồi, vẫn chưa từng sợ ai, hôm nay bị làm sao vậy? Chỉ một cái đối mặt, ngay cả một câu cũng không nói thì dọa đến như vậy, tự mình đập xe xin thứ lỗi, chẳng lẽ người trước mắt là một tấm bảng sắt? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Xem bộ dạng của lão đại không giống như đang diễn trò, là thật tâm muốn đập xe, là thật sự sợ người này. Hắc Lão Tam cũng sợ hãi, gã xưa nay chưa từng nhìn thấy lão đại với bộ dạng như vậy, gã biết, hôm nay đã gây ra họa lớn. Hạ Tưởng hơi sửng sốt, mới nhìn thấy rõ người tới trước mắt là ai, không khỏi cười. Được rồi, đều là hiểu lầm, đừng gây khó khăn cho chiếc xe. Người tới đi đến trước mặt Hạ Tưởng, cúi đầu. Xin lỗi lãnh đạo, là em không có trông coi kỹ thuộc hạ, gây thêm rắc rối cho ngài. Hạ Tưởng quan sát y vài lần, phất tay nói. Tiểu Côn, nghe nói kinh doanh của cậu làm càng ngày càng lớn, còn thu nhận không ít thuộc hạ. Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, làm kinh doanh phải đi đường ngay, đừng làm những chuyện đường ngang ngõ tắt, chẳng những không có tác dụng mà còn hủy đi tiền đồ. Dạ, dạ, lãnh đạo giáo huấn rất đúng. Thời tiết rất lạnh, Tiểu Côn ăn mặc mỏng manh, bị Hạ Tưởng sơ lược nói vài câu, lập tức toát mồ hôi hột, gật đầu khom lưng mà không dám ngẩng đầu. Hắc Lão Tam há to miệng, lão đại Tiếu bình thường uy phong lẫm lẫm, được xưng ông chủ Tiếu ăn cả trắng cả đen, Tiếu Côn xưa nay nói chuyện ỷ mình nhiều tiền thế lớn cũng không phục ai, ở trước mặt hắn, trung thực như một đứa bé, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn rốt cuộc là ai, lai lịch cũng quá lớn. Hạ Tưởng có một khoảng thời gian rất dài không gặp Tiếu Côn, chỉ là nghe Tiếu Giai nói qua, sau khi Tiếu Côn tiếp nhận kinh doanh rau quả, từng bước phát triển lớn mạnh, lại bắt đầu kinh doanh trái cây nhập khẩu. Tổng tài sản tăng trưởng thành rất nhiều con số, tuy rằng không đến mức vào hàng ngũ tỷ phú, cũng coi như có gia sản chục triệu. Hơn nữa Tiếu Côn trải qua té ngã, nhanh chóng mà trưởng thành, một nhân vật ăn cả trắng cả đen, mọi việc đều thuận lợi, khéo léo, quen biết với người của tất cả các phương diện, lăn lộn như diều gặp gió. Tiếu Côn từ sau khi Tiếu Giai rời khỏi thành phố Yến, y nghe theo Tiếu Giai chỉ bảo, chưa bao giờ dám chủ động đi tìm Hạ Tưởng, có khó khăn đều chính mình giải quyết. Cũng từ từ trở thành một con đường đặc sắc. Tiếu Côn vẫn chú ý bước chân của Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng đi từng bước một lên tới địa vị cao, mà tài sản của Tiếu Giai cũng giống quả cầu tuyết, càng tích càng nhiều. Tiếu Côn hiểu rõ trong lòng, y và chỉ có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì có Hạ Tưởng chiếu cố và chỉ điểm. Không có Hạ Tưởng, vốn không có việc Tiếu Giai làm giàu. Không có Tiếu Giai làm giàu, vốn không có Tiếu Côn y hiện tại. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng không phải mang ý nghĩa anh rể chân chính của y, nhưng trong lòng Tiếu Côn coi Hạ Tưởng thành một người thân thiết nhất. Y cũng biết chị không có danh phận theo sát Hạ Tưởng, chị không hề oán hận, y cũng vậy. Làm đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó, y biết dựa vào thân phận của y, không căn cơ không gốc rễ, muốn đứng vững gót chân ở thành phố Yến, muốn có thành tựu như ngày hôm nay, không có Hạ Tưởng năm xưa dẫn dắt, căn bản không có khả năng. Vốn muốn trước Tết mua một chiếc xe Audi mới, để khi trở về nhà ra oai, không ngờ lại xảy ra chuyện, cản đường của Hạ Tưởng, trong lòng Tiếu Côn liền vô cùng buồn nản, hận không thể đánh gãy chân của Hắc Lão Tam, hận không thể đập mục nát xe Audi. Hạ Tưởng nhìn ra Tiếu Côn là thật tâm hối hận, cũng không phải người ngoài, liền không muốn y quá khó xử, khoát tay nói. Được rồi, không có chuyện gì rồi, một chút chuyện nhỏ, tôi cũng không có để trong lòng. Hắc Lão Tam cũng là người thông minh, thức thời, thấy tình thế không ổn. Lập tức bò lăn bò lết tới trước mặt Hạ Tưởng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lão đại, ngài người lớn không trách kẻ tiểu nhân, tha cho cái mạng chó của em. Lão đại, em có mắt không tròng, mắt chó nhìn người thấp, ngài coi như địch một cái tha cho em, được không? Hạ Tưởng bị tức mỉm cười, một cước đá vào người Hắc Lão Tam. Lăn qua một bên đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hắc Lão Tam thật sự khôn khéo, nhìn ra Hạ Tưởng quả thật là người lớn đại lược. Không phải người tính toán chi ly, đá gã một cước thì chứng minh không có chuyện gì rồi, vội vàng lăn một vòng, cười ha hả, bò dậy. Một trận còi cảnh sát vang lên, cảnh sát đi tới.
đi theo sau xe cảnh sát là một chiếc Audi mới tinh, so với kiểu xe mà Hắc Lão Tam lái còn cao hơn một đẳng cấp. Trịnh Nghị từ trên xe Audi đi xuống, khí thế vô cùng mà tới trước mặt Hắc Lão Tam, xoay xoay chìa khóa trong tay. Tôi đền cho anh một chiếc Audi sang trọng hơn, so với chiếc của anh đắt hơn 100.000 tệ, anh bây giờ xin lỗi tôi và Cổ Ngọc thì có thể lập tức lời 100.000, thế nào? Trịnh Nghị vẻ mặt ngạo mạn, khinh thường mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, ý là, thế nào, có tiền thì có thể có tất cả. Không ngờ Hắc Lão Tam để ý cũng không để ý Trịnh Nghị, chờ mình cái xem thường, cũng không thèm trả lời y. Trịnh Nghị hổn hển nói. Làm sao vậy, 100.000 tệ cũng không muốn kiếm. Hắc Lão Tam đừng thấy con người thô lỗ, cũng khá có mắt nhìn, hai lời không nói nhìn Hạ Tưởng cúi đầu một cái. Xin lỗi, em là người thô lỗ, ngài đừng có trách. Em khâm phục nhất chính là người đàn ông chịu trách nhiệm, xem thường nhất chính là những tên đớn hèn gặp chuyện là xách giỏ bỏ chạy. Anh nói ai đớn hèn, anh có giỏi thì lập lại lần nữa. Trịnh Nghị nóng nảy, Hắc Lão Tam ngay trước mặt Cổ Ngọc mắng y đớn hèn là điều miệt thị nhất đối với hình tượng đàn ông của y. Cầm đầu cảnh sát đi tới trước mặt của Hắc Lão Tam, cười mắng một câu. Lại là anh, Hắc Lão Tam, sao cứ không yên phận mà cứ luôn gây sự. Lại đi tới trước mặt Tiếu Côn. Ông chủ Tiếu, gần đây kinh doanh nghe nói không tồi, có rảnh cùng ngồi lại với nhau. Ngụ ý đương nhiên là bảo Tiếu Côn mời ăn cơm. Tiếu Côn biết cảnh sát tầng thấp chính là kết bạn ăn chơi mới dễ làm việc, liền hào khí mà nói. Không thành vấn đề, xếp cảnh, đợi khi nào anh em có thời gian, muốn đi đâu thì gọi một tiếng, sẽ đón tiếp bất cứ lúc nào. Xếp cảnh tên là Cảnh Thâm là trưởng đồn công an phố Thập Lý. Vốn tai nạn giao thông do cảnh sát giao thông phụ trách, nhưng đêm nay tai nạn xe cộ quá nhiều, cảnh sát giao thông bận không đến được, đúng lúc có người báo cảnh sát nói rằng có vụ án đánh nhau, y liền thuận đường tới xem. Cảnh Thâm đi tới trước mặt Hạ Tưởng, nâng mí mắt liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, hỏi. Tên họ, đơn vị, chức vụ. Cổ Ngọc thấy Cảnh Thâm hỏi Hạ Tưởng, hi hi cười. Anh đừng đụng vào anh ấy, nếu không, anh sẽ xui xẻo. Cảnh Thâm ngẩng đầu mạnh, nhìn thấy một người đẹp khuôn mặt cười trước là cả kinh, sau đó sửng sốt, thật là một người đẹp hiếm thấy, còn có một chút phong tình nước ngoài, y suýt chút thất thố. Cô nói gì, tôi sẽ xui xẻo thế nào? Cảnh Thâm vừa nghe lời này, lại quan sát Hạ Tưởng thêm vài lần, nhìn thấy Hạ Tưởng tuổi không lớn, không tới 30 tuổi, lái chiếc xe bảng số thủ đô, không giống làm quan, nhưng giống một nhà giàu mới nổi, không khỏi thẳng lưng. Ai dám khiến cho cảnh sát nhân dân xui xẻo, khẳng định sẽ bị cảnh sát nhân dân cho chuyên chính. Ha ha! Cảnh sát cùng tới cười vang một trận. Tiếu Côn thấy sắp làm hỏng chuyện, vội vàng chạy qua kéo Cảnh Thâm lại. Xếp cảnh, anh ấy là bí thư hạ quận Hạ Mã. Cái gì bí thư hạ, chưa từng nghe. Cảnh Thâm chỉ biết quận Hạ Mã có chủ tịch quận hạ, không biết có bí thư hạ, chuyện Hạ Tưởng tiếp nhận bí thư vẫn chưa truyền ra, cho dù truyền ra. Mọi người gọi quen chủ tịch quận hạ, nhất thời nói là bí thư hạ, cũng thật sự phản ứng không kịp. Tuy nhiên Cảnh Thâm dù gì không phải người bình thường, có giác ngộ chính trị, lời vừa ra khỏi miệng lại nhớ ra điều gì, lập tức sắc mặt biến đổi, eo khom xuống, lời nói cũng không còn được lưu loát. Ngài là hạ, bí thư hạ. Hạ Tưởng thấy Cảnh Thâm dọa đến chân đứng không vững, thầm nghĩ y lại không phải là bí thư thành ủy, dù là bí thư thành ủy đứng trước mặt. Cũng không đến nỗi dọa thành như vậy, liền gật đầu nói. Tôi là Hạ Tưởng. Lời vừa ra khỏi miệng, Cảnh Thâm chân rụng rời, suýt chút cái mông ngồi xuống mặt đất, miễn cưỡng đứng lại, vội vàng vẻ mặt tươi cười. Hạ, bí thư hạ, rất xin lỗi, tôi không biết là ngài. Ngài tha thứ cho tôi một lần, được không? Tha thứ cái gì, không hiểu ra sao cả. Hạ Tưởng không rõ vì sao tên của hắn có uy lực như vậy. Liền giơ tay vỗ vai Cảnh Thâm. Tiểu Cảnh, không có việc gì, không cần sợ hãi, tôi lại không phê bình anh làm theo trình tự, hợp lý hợp pháp. Cảnh Thâm cũng sắp khóc rồi. Bí thư hạ, ngài thật sự không trách tôi quả thật không biết là ngài, nếu biết là ngài, tôi mới không dám nói lung tung. Bây giờ vẫn chưa trách anh nếu còn lôi thôi nữa, tôi sẽ trách anh. Hạ Tưởng cố ý nghiêm mặt, trong lòng vẫn vô cùng khó hiểu. Cảnh Thâm là cảnh sát quận Kiều Tây, hắn là bí thư quận Hạ Mã, dù có quan cao hơn y vài cấp, cũng không quản được y, về phần sợ đến lời nói không lưu loát, rốt cuộc là nguyên nhân gì.
Hạ Tưởng không biết chính là, gần đây hàng loạt sự kiện phát sinh tại quận Hạ Mã, chẳng những khiến uy vọng hắn tăng nhiều, đồng thời cũng trên người hắn bao phủ một lớp quầng sáng thần bí, nhất là trong cảnh sát lưu truyền một tin đồn, nói rằng ai chống đối với chủ tịch quận Hạ, thì người đó không bỏ chức quan thì là bỏ mạng. Chỉ cần chủ tịch quận Hạ đối với anh ta bất mãn, anh ta chắc chắn xui xẻo. Mà vừa rồi Cổ Ngọc vừa mở miệng là nói một câu, anh sẽ xui xẻo, liền càng khiến cho Cảnh Thâm gia tăng ám chỉ tâm lý, y liền cảm thấy áp lực cực lớn. Khi được biết người trước mắt chính là Hạ Tưởng danh tiếng lẫy lừng, Cảnh Thâm ngay cả cách nghĩ tự tát tai mình cũng có, thật là rảnh rỗi không có gì làm, phải tới xem náo nhiệt cái gì, đụng ai không đụng, lại đụng Hạ Tưởng. Thật là chê sống lâu. Cảnh Thâm khi sắp rời khỏi kéo Tiếu Côn sang một bên, nói khẽ. Ông chủ Tiếu, anh với Bí Thư Hạ quan hệ không tồi, có quan hệ tốt như vậy sao không lợi dụng? Nếu như để mọi người đều biết quan hệ giữa anh và Bí Thư Hạ, tôi dám đảm bảo, quận trực thuộc không có ai dám gây rắc rối cho anh, hơn nữa nhìn thấy anh, còn phải cười. Được rồi, lần sau tôi mời anh dùng cơm, không đi là không nể mặt. Tiếu Côn cũng sắp xỉu, Bí Thư Hạ, quan có lớn cũng chỉ là một bí thư quận ủy, vẫn chưa phải bí thư thành ủy. Thể diện của hắn sao tới quận Kiều Tây cũng còn dùng được. Chương 648, che mắt người. Trịnh Nghị thấy Cảnh Thâm nói đi là đi, y không còn thế dựa liền không dám nói thêm nữa. Hạ Tưởng gọi Tiếu Côn qua một bên, lại nói với Hắc Lão Tam. Đi, xin lỗi anh Trịnh. Hạ Tưởng nói chuyện, Hắc Lão Tam không dám không nghe, nhưng gã lại hỏi thêm một câu. Anh Trịnh nhất định phải đền xe, làm thế nào? Anh ta muốn đền. Cậu không lấy thì không nể mặt có phải không? Hạ Tưởng trừng mắt liếc nhìn Hắc Lão Tam một cái. Hắc Lão Tam ngầm hiểu. Ngài nói đó nha. Hắc Lão Tam rất có bài bản mà xin lỗi Trịnh Nghị. Trịnh Nghị thấy Hắc Lão Tam chịu thua, liền rộng lượng mà thể hiện ra mặt tiền nhiều thế lớn của y. Kết quả Hắc Lão Tam liền rất không khách khí mà nhận chìa khóa xe, đổi xe với Trịnh Nghị. Trịnh Nghị đem chìa khóa xe giao cho nhân viên bán hàng đi cùng của tiệm 4S. Giúp tôi sửa lại. Sau đó lại vẻ mặt đắc ý mà nói với Cổ Ngọc. Thế nào, Cổ Ngọc, vừa lòng hay không? Vừa lòng. Cổ Ngọc gật đầu, bộ dáng rất khôn ngoan. Bây giờ anh có thể đi rồi, tôi còn có việc muốn nói với Hạ Tưởng. Trịnh Nghị phẫn nộ mà đi, đi ra rất xa còn quay đầu nhìn Cổ Ngọc đứng bên cạnh Hạ Tưởng, đang khẽ nói gì đó, trong lòng y cháy lên ngọn lửa ghen tị. Hạ Tưởng nói với Tiếu Côn mấy câu, dặn dò vài câu. Bảo y sau này làm người làm việc cho tốt, cố gắng giảm một chút những thứ lòe loẹt. Tiếu Côn đã nhận thức được sức ảnh hưởng kinh người của Hạ Tưởng, lại cộng thêm y vốn đã tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng, càng đối với Hạ Tưởng là nói gì nghe nấy. Tuy nhiên cuối cùng y cũng đã lấy hết dũng khí, nhỏ giọng mà nói một câu. Lãnh đạo, em hỏi thêm một câu, chị em tuổi cũng không còn nhỏ, chị ấy vẫn luôn muốn có đứa con, em cũng muốn làm cậu rồi. Một câu nói gợi lên tâm trạng của Hạ Tưởng, Tiếu Giai là người phụ nữ đầu tiên trong kiếp này của hắn, nhưng hiện tại lại là người phụ nữ cách xa hắn nhất, hắn cũng cảm thấy thẹn trong lòng, cũng không nói gì, chỉ là từ từ gật đầu. Trên đường trở về, trong xe có thêm một người, Cổ Ngọc. Cổ Ngọc muốn đi theo Hạ Tưởng, bảo Hạ Tưởng tiễn cô về nhà. Trên đường, cô líu díu nói không ngừng, Hạ Tưởng không có tâm nghe cô nói gì, trong lòng trước sau đang nghĩ về Tiếu Giai một mình cô độc. Cuối cùng Cổ Ngọc không thể nhịn được nữa mà hướng Hạ Tưởng hô một tiếng. Hạ Tưởng, anh quá đáng rồi, có được em thì không coi em ra gì, có phải hay không? Hạ Tưởng lập tức bừng tỉnh, mỉm cười. Em la cái gì, có phải muốn tất cả mọi người đều nghe thấy? Cổ Ngọc lại đỏ mặt, khẽ hỏi. Em có một tình huống muốn hỏi anh nhất định phải nói thật với em. Ừ, vì sao sau khi em và anh cái đó, vẫn luôn không nghĩ tới? Em nghe nói bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều nghĩ tới chuyện đó. Cổ Ngọc âm thanh nhỏ như tiếng con muỗi kêu, Hạ Tưởng gần như nghe không rõ. Cái này, Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc xấu hổ mà ức, có hàm xúc khác, trong lòng liền giật mình liền muốn trêu cô một chút. Thông thường mà nói, một hai lần vẫn không được, số lần nhiều mới có khả năng thưởng thức cái đẹp. Thật sao? Cổ Ngọc tin là thật, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Nhưng lại lén lén nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, hai gò má hồng như hoa đào. Người phụ nữ biết đỏ mặt là người phụ nữ tốt, khi một người phụ nữ không biết xấu hổ không biết đỏ mặt thì là bắt đầu đổi bại.
Lời nói kinh nghiệm. Hạ Tưởng thân là đàn ông, ở trước mặt phụ nữ, nhất định phải có khí thế đàn ông. Vậy thì anh thành thật nói đi, anh đã nói những lời như vậy với bao nhiêu cô gái rồi? Cổ Ngọc Lạnh không ngại hỏi, vẻ mặt cười xấu xa. Anh đã từng lừa gạt bao nhiêu cô gái lên giường, đồ dê sòm. Hạ Tưởng xấu hổ, Cổ Ngọc cũng có lúc quái đản danh mãnh, còn biết bắt bẻ lời nói của hắn, thật có bản lĩnh của cô. Đưa Cổ Ngọc tới nhà rồi, Cổ Ngọc nhanh chóng hôn một cái trên mặt Hạ Tưởng, ném lại một câu đầy thâm ý rồi chạy đi. Em muốn có khả năng thưởng thức cái đẹp. Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười, Cổ Ngọc muốn không phải là khả năng thưởng thức cái đẹp, là hắn. Hạ Tưởng nói ra suy đoán sự lựa chọn cuối cùng của Phó Tiên Phong với Tống Chiêu Độ, mặc dù Tống Chiêu Độ không tin, nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, cách nhìn đối với thế cục có điểm đặc biệt hơn người, bởi vì Phó Tiên Phong quả thật bất hạnh bị hắn nói trúng, chẳng những làm ra sự lựa chọn nắm nhỏ bỏ lớn, sáng sớm ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, hẹn hắn gặp mặt. Hạ Tưởng đối với đề xuất yêu cầu gặp mặt của Phó Tiên Phong, một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phó Tiên Phong muốn thỏa hiệp. Muốn đạt thành tâm nguyện của y, nhất thiết phải thông qua hắn mới có thể truyền đạt ra ngoài. Hạ Tưởng liền đồng ý yêu cầu gặp mặt của Phó Tiên Phong. Giữa trưa tan tầm, hắn một mình lái xe tới khách sạn Hào Môn. Phó Tiên Phong rất có thành ý mà chọn địa điểm gặp mặt ở khách sạn Hào Môn, chính là vì thể hiện thái độ khiêm tốn của y. Khách sạn Hào Môn cách quận Hạ Mã rất gần, cách thành ủy rất xa. Phó Tiên Phong dù sao cũng là phó bí thư thành ủy. Tuy rằng âm thầm so chiêu mấy lần, lễ nghĩa ở mặt ngoài vẫn phải không thể thiếu, Hạ Tưởng tới khách sạn Hào Môn trước vài phút, ở ngoài cửa đợi Phó Tiên Phong. 5 phút sau, xe chuyên dụng của Phó Tiên Phong chạy vào. Phó Tiên Phong không đem theo tài xế, cũng là một mình tới dự tiệc, y vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền vẻ mặt tươi cười mà đưa tay ra. Bí thư Hạ, đợi lâu rồi. Hạ Tưởng cũng là vẻ mặt tươi cười. Xin chào bí thư Phó, mau vào đây. Bên ngoài lạnh. Cô tiếp tân đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hai người anh kính tôi kính anh, cũng không hẹn mà cùng nghĩ, chung quy đều là quan lớn, nói chuyện chính là khách khí, cũng đều rất lễ phép. Các cô lại không biết, mặt sau nụ cười của Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, có biết bao cảnh tàn sát khốc liệt hiện lên. Sau khi tới gian phòng ngồi xuống, Phó Tiên Phong tùy tiện gọi vài món ăn, Hạ Tưởng cũng gọi hai món, đợi nhân viên phục vụ vừa đi, Phó Tiên Phong liền trực tiếp nhập đề. Bí thư Hạ, bây giờ cậu là nhân vật số một danh chính ngôn thuận của quận Hạ Mã, trước đây mặc kệ từng có chuyện không vui hay khúc mắc gì, đều đã qua rồi. Làm người phải hướng tới trước, thật ra cẩn thận ngẫm lại, giữa chúng ta cũng có không ít cơ sở hợp tác. Giải hòa chẳng qua là một cách nói mà thôi, Hạ Tưởng sao có thể không hiểu giữa hắn và Phó Tiên Phong, thật ra không có khả năng bắt tay giảng hòa. Bởi vì Phó Tiên Phong mưu đồ chính là lợi ích của quận Hạ Mã. Mà hắn cần làm chính bảo vệ lợi ích của quận Hạ Mã, hoàn toàn là hai người đi hai đường khác nhau. Bí thư Phó có tinh thần chỉ thị gì, cứ việc dặn dò, tôi xin chăm chú lắng nghe. Hạ Tưởng khách khí mà đáp lễ một câu. Phó Tiên Phong hơi trầm ngâm, y cũng biết giao tiếp với Hạ Tưởng, không cần che giấu, đánh vòng ngược lại gây bất lợi với giao lưu. Theo y, Hạ Tưởng là người thông minh, nói chuyện với người thông minh không cần phí sức lực. Tiên Tiên gần đây không gây thêm loạn chứ? Phó Tiên Phong trước tiên lấy Phó Tiên Tiên ra nói. Tiên Tiên có chút buông thả, làm việc không có suy nghĩ, nếu như nó có điểm nào ăn nói không chu toàn, tôi thay nó xin lỗi cậu. Hạ Tưởng ha hả cười. Không có, không có, Tiên Tiên mặc dù có cá tính, dám nói dám làm, nhưng cô ấy tâm tư đơn giản, không có đường ngang ngõ tắt, kỳ thật khá dễ tiếp xúc, dễ gần. Phó Tiên Phong lông mi hơi hơi động. Hạ Tưởng là đang châm chọc y có đường ngang ngõ tắt. Tuy nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng vẻ mặt cười nhạt, không có ý mỉa mai, y lại hơi yên tâm, lại nghĩ, tuy Hạ Tưởng nói gì, dù sao y hôm nay tới chính là muốn tỏ rõ quan hệ lợi hại, tin rằng Hạ Tưởng có thể làm ra lựa chọn lý trí. Hiện tại người được chọn làm chủ tịch quận Hạ Mã vẫn chưa có quyết định, cậu có cách nghĩ gì không? Phó Tiên Phong liền trực tiếp nói ra ý đồ đến. Thành ủy hiện tại đối với người được chọn làm chủ tịch quận cũng có không ít tranh luận, tôi muốn nghe xem ý kiến của cậu bí thư quận ủy. Hạ Tưởng nghĩ thầm, hắn cho dù có ý kiến cũng là thảo luận với Trần Phong, chứ chẳng phải thảo luận cùng Phó Tiên Phong ông. Đương nhiên hiện tại không phải thời điểm hành động theo cảm tính, liền lắc đầu cười. Tôi không có ý kiến gì, tất cả phục tùng quyết định của thành ủy.
tuy nhiên dường như ngài có chút ý kiến, nếu có chỗ nào cần tôi ra mặt, cứ việc nói. Phó Tiên Phong âm thầm gật đầu, Hạ Tưởng quả nhiên là người thông minh, một câu nói thì nói ra ý tưởng, y muốn chính là khiến Hạ Tưởng ra mặt. Đồng thời, y căm hận cũng là Hạ Tưởng ra mặt đảo loạn đại kế của y, bằng không, y làm sao lại dùng nắm nhỏ thả to, nhất thiết phải bỏ một đầu. Ai mà không muốn hai tay đều nắm bắt, hai tay đều phải cứng, nhưng vấn đề là, thế cục hiện tại khiến y không có lựa chọn. Xét đến cùng, thế cục bất lợi hiện tại, cũng là Hạ Tưởng tạo thành. Phó Tiên Phong ngồi ở đối diện Hạ Tưởng, trên mặt là cười, trong lòng là hận. Nếu không phải Hạ Tưởng từ giữa làm khó dễ, kế hoạch của y tại tỉnh Yến và thành phố Yến, mới không từng bước gặp trở ngại, bước đi khó khăn, mà nên là một đường thẳng mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại lại là Bạch Chiến Mặc quận hạ mã chật vật thất bại, người được chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng là kéo dài không quyết, cục diện đối với y là bất lợi thật lớn. Phó Tiên Phong trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, cũng quả thật giống như Hạ Tưởng suy đoán, y cuối cùng làm ra nhượng bộ trên ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy để đổi lấy sự ủng hộ của Diệp Thạch Sinh và thiện cảm của Khâu Tự Phong, từ đó lại lấy được vị trí chủ tịch quận hạ mã. Tuy nhiên lúc này đây, y càng thông minh một ít, cũng càng bí mật một ít. Bí thư Hạ, bí thư Diệp đối với hiện trạng của quận Hạ Mã cũng rất quan tâm, ông ấy cho rằng đồng chí Lý Hàm rất thích hợp đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã. Phó Tiên Phong tung ra đề tài thảo luận chủ yếu mà hôm nay y tới. Lý Hàm. Hạ Tưởng sửng sốt, suy nghĩ, một chút không nghĩ ra Lý Hàm là ai. Phó Tiên Phong tự đắc mà mỉm cười, rốt cục cũng thấy được Hạ Tưởng cũng có lúc thần thơ. Khẳng định y đề danh Lý Hàm vượt xa dự đoán của hắn, bởi vì Lý Hàm là bí thư huyện ủy huyện Thường Sơn. Lý Hàm là bí thư huyện ủy huyện Thường Sơn cũng không phải lý do khiến Hạ Tưởng kinh ngạc, mà là Lý Hàm cũng không phải là người của Phó Tiên Phong, thậm chí có thể nói, Lý Hàm và Phó Tiên Phong không hề quen biết, một chút quan hệ cũng không có. Lý Hàm là Diệp Thạch Sinh một tay đề bạt đi lên, trước đó từng theo Diệp Thạch Sinh một khoảng thời gian, năng lực công tác cũng có, nhưng đối nhân xử thế hơi cứng nhắc. Không đủ thoáng, sau khi Diệp Thạch Sinh thả y ra tới phó chủ tịch huyện, y thăng tiến tới chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, sau đó ở trên vị trí cục trưởng 10 năm cũng không có tiến thêm một bước, năm nay đã 42 tuổi. Diệp Thạch Sinh cũng là cảm thấy Lý Hàm không chịu nổi trọng dụng, sau này cũng không có ý chiếu cố y nữa. Phó Tiên Phong lại nhìn chúng tính cách đức tài bình thường của Lý Hàm, cho rằng nếu để y đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã, không cần y ra mặt, Nguyên Minh Lượng liền có thể lôi kéo Lý Hàm. Vì y sử dụng. Phó Tiên Phong sở dĩ đề danh Lý Hàm, không đề danh người của y, một là trước mắt không có người thích hợp, hai là cũng vì che mắt người khác, không muốn khiến người khác hoài nghi y liên tiếp nhúng tay vào sự vụ của quận Hạ Mã là có mục đích gì đó. Thành phố Yến có mười mấy quận huyện, nếu như y nhiều lần chăm chú quan sát quận Hạ Mã, cũng dễ khiến người có lòng nhìn ra điều gì. Suy nghĩ sâu thêm một chút cũng là đề danh Lý Hàm, khả năng được thông qua rất lớn. Cho dù Lý Hàm không phải là người của y, nhưng gã lại là người của Diệp Thạch Sinh, nếu Diệp Thạch Sinh hướng thành ủy tăng thêm áp lực, trên căn bản tất cả mọi người bao gồm Trần Phong trong đó đều nể mặt bí thư tỉnh ủy. Lại có y chắp tay nhường cạnh tranh người được chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, vô hình cho Diệp Thạch Sinh lập tức giảm bớt áp lực, Diệp Thạch Sinh khẳng định sẽ tận hết sức lực mà đẩy Lý Hàm lên chức. Hơn nữa Lý Hàm lại là người của Diệp Thạch Sinh. Phó Tiên Phong liền không tự chủ được nhớ tới Thôi Hướng Trần thuật biểu hiện vẻ mặt niềm vui bất ngờ của Diệp Thạch Sinh với y, lập tức tỏ vẻ đồng ý, không đồng ý mới là lạ, bản thân không đòi hỏi ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, lại đề danh người của Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh vừa nể mặt ân tình của Khâu gia, lại khiến Phạm Duệ Hằng cũng chịu ân tình của ông, đồng thời lại không cần đối với bản thân có giải thích gì, coi như là các bên đều vui vẻ, Diệp Thạch Sinh bốn phía đều tốt. Không chỉ là niềm vui bất ngờ, hẳn là mừng rỡ mới đúng. Thôi Hướng nói cho Phó Tiên Phong biết, Diệp Thạch Sinh quả thật là mừng rỡ, còn tỏ vẻ cảm ơn với Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng biết rõ Diệp Thạch Sinh cảm ơn không phải nhằm vào y, là muốn thông qua miệng của y truyền đạt cho Phó Bá Cử. Phó Tiên Phong làm như vậy đương nhiên không phải muốn sống như Lôi Phong, làm việc không mưu cầu danh lợi y là trải qua tổng hợp lại suy xét, sau khi cân nhắc được mất các bên. Lại thầm thông qua Nguyên Minh Lượng phái người cùng Lý Hàm tiếp xúc mới định ra kế hoạch. Theo tin tức phản hồi của Nguyên Minh Lượng, Lý Hàm không phải tham quan lớn, nhưng là tham quan nhỏ, con người tuy rằng cứng nhắc, nhưng sẽ không chống đối với tiền.
Nguyên Minh Lượng đưa ra kết luận chính là Lý Hàm có thể dùng, lập trường chính trị của gã cùng Hạ Tưởng có rất nhiều điểm bất đồng, gã đảm nhiệm chủ tịch quận, cùng với Hạ Tưởng, chia rẽ nhiều hơn hợp tác. Phó Tiên Phong cũng là sau khi trải qua nhiều mặt so sánh đã đưa ra kết luận, nếu như y một lòng kiên trì nắm lấy chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, chưa chắc sẽ như ý nguyện, ngoại trừ phó gia tăng thêm lợi thế. Nhưng đồng thời Phạm Duệ Hằng và Khâu gia cũng sẽ tăng thêm thế công, một phó gia đối phó một Khâu gia thì đã vô cùng phí sức, lại cộng thêm một Phạm Duệ Hằng, phần thắng rất ít. Điểm thông minh nhất của Hạ Tưởng không ở cổ động Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh đối kháng, mà ở thuyết phục Khâu Tự Phong động lòng đối với ngai vàng của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Hạ Tưởng quả thật là một chàng trai trẻ rất tinh mắt, hắn nhìn mấu chốt vấn đề rất chuẩn, đắn đo khéo léo, khiến Phó Tiên Phong đau đến khó chịu, lại cứ không còn cách nào. Phó Tiên Phong đành phải tráng sĩ tự chặt cổ tay, nếu như tiếp tục phí sức vô vị trên ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, không bằng làm một ân tình thuận nước dong thuyền, làm ơn mà không tốn công sức đem trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy nhường ra, chỉ dành chủ tịch quận hạ mã. Hơn nữa tranh giành lần này không phải trực tiếp đưa tay mà lấy, mà là thả dây dài câu cá lớn, từ từ mà giành được. Hạ Tưởng sau khi hơi sửng sốt mới lại nghĩ tới bối cảnh của Lý Hàm, hơi suy nghĩ sâu xa, không khỏi có cách nhìn khác đối với diệu kế của Phó Tiên Phong. So với mấy lần ra tay trước kia, bút tích lần này của Phó Tiên Phong càng cao minh càng khéo léo, cũng càng có tính bí mật. Mặc dù Hạ Tưởng không rõ cách nghĩ thật sự của Phó Tiên Phong, nhưng hắn có thể suy đoán ra, Phó Tiên Phong lần này tỏ thái độ bày ra một bộ dáng không đếm xỉa, khẳng định mưu cầu là bố cục lâu dài. Từ mặt ngoài mà xem, Lý Hàm là người của Diệp Thạch Sinh, với Phó Tiên Phong không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Lý Hàm sau khi đảm nhiệm chủ tịch quận, với Phó Tiên Phong âm thầm có quan hệ hay không là một chuyện khác. Nói cách khác, không cần có quan hệ với Phó Tiên Phong, chỉ cần có quan hệ với Nguyên Minh Lượng là được. Thủ đoạn của Phó Tiên Phong càng tiến một bước, có thể thấy y cũng thành thục hơn rất nhiều từ trong tranh đấu, hấp thụ không ít kinh nghiệm giáo huấn. Tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng nói rất rõ ràng, hắn phải thừa nhận sự sắp xếp của Phó Tiên Phong áo tiên không thấy vết chỉ khâu kít mít không chút kẽ hở, làm cho người ta không tìm ra được tất xấu nào, cũng tìm không ra lý do phản đối. Phản đối để danh Lý Hàm thì coi như phản đối Diệp Thạch Sinh. Tôi phục tùng sự sắp xếp của Bí Thư Diệp. Phó Tiên Phong ánh mắt chớp động, không khỏi nhìn thêm Hạ Tưởng vài lần, thầm đoán, Hạ Tưởng là nhìn ra mưu kế của y, vẫn là vừa nghe thấy Diệp Thạch Sinh gật đầu, thì ngay cả ý phát biểu ý kiến cũng không có. Hạ Tưởng từ khi nào kính trọng Bí Thư tỉnh ủy như vậy? Hắn trước đây đối với Cao Thành Tùng rất không khách khí, liên kết với Tống Chiêu Độ. Không hề do dự mà đánh cho Cao Thành Tùng không thể trở mình. Phó Tiên Phong đoán không ra ý tưởng đích thực của Hạ Tưởng, tuy nhiên thấy Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, tươi cười rất thành khẩn, ánh mắt rất trong suốt, trong nháy mắt khiến y cũng sinh ra một ảo giác, Hạ Tưởng thật đúng là một đứa không tồi, đáng tin cậy. Sau đó lập tức tỉnh táo trở lại, thầm cảnh báo cho chính mình, dù sao cũng đừng bị biểu hiện giả dối của Hạ Tưởng lừa gạt, không nhất định có bao nhiêu người bị nụ cười vô hại của Hạ Tưởng hại thảm rồi. Ý của Bí Thư Diệp, vẫn chưa truyền đạt cho Bí Thư Trần, cậu xem có phải do cậu ra mặt nói một tiếng với Bí Thư Trần thì tốt hơn hay không? Phó Tiên Phong lại thử thăm dò hỏi một tiếng. Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng trả lời vẫn như cũ vô cùng lưu loát. Phó Tiên Phong cũng sẽ không do dự nữa, dứt khoát tung ra bom tấn. Bí Thư Diệp còn cho rằng do Khâu Tự Phong đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy là thích hợp. Hạ Tưởng mặc dù sớm đoán được ý đồ hôm nay tới đây của Phó Tiên Phong, cũng mò ra 8-9 phần đối với ý đồ của Phó Tiên Phong, nhưng mà chính tai nghe thấy y nói ra từ bỏ cạnh tranh người chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ, vẫn là trong lòng vui vẻ, cách làm của Phó Tiên Phong cùng những gì hắn nghĩ hoàn toàn giống nhau, nắm nhỏ bỏ to, rút lui khỏi cạnh tranh trưởng ban tổ chức để đổi lấy sự đồng tình và thiện cảm của Diệp Thạch Sinh, đồng thời mượn đề danh người của Diệp Thạch Sinh. Không để cho Trần Phong và Hồ Tăng Chu hay bất kỳ người nào mượn cơ hội sắp xếp người của mình. Tới quận Hạ Mã lần nữa. Phải thừa nhận, trí tuệ chính trị của Phó Tiên Phong quả thật có không ít tiến bộ. Hạ Tưởng gật gật đầu, vẻ mặt cười yếu ớt. Bí Thư Diệp nhìn xa trông rộng, quyết định của ông ấy luôn luôn chính xác mà anh minh. Phó Tiên Phong cẩn thận đánh giá Hạ Tưởng vài lần, ý đồ từ trên mặt Hạ Tưởng phát hiện ý tưởng thật của hắn, nhưng sau khi nhìn vài lần. Phó Tiên Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hạ Tưởng rất có thể đóng kịch,
vẻ mặt của hắn chân thành, thái độ đoan chính thật sự là một chút tật xấu cũng làm cho người ta tìm không ra. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đối với y từ bỏ cạnh tranh người chọn làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, một chút ý tưởng cũng không có. Phó Tiên Phong sửng sốt trong chốc lát, lại tùy ý mà mỉm cười. Tin tức này, có phải cũng do cậu truyền đạt cho chủ tịch tỉnh Phạm biết càng tốt hơn hay không? Hạ Tưởng nâng ly rượu lên. Kính bí thư phó một ly. Phó Tiên Phong rất nể tình mà uống một hơi cạn sạch, Hạ Tưởng cũng là uống đến giọt rượu cuối cùng. Tôi sẽ theo sự thật mà nói rõ với chủ tịch tỉnh Phạm, xin bí thư phó yên tâm. Đặt ly rượu xuống, Hạ Tưởng tỏ rõ thái độ. Phó Tiên Phong ha hả cười. Tôi thích nhất người sảng khoái, nói chuyện làm việc chính là khiến người ta yên tâm. Sau cùng tôi hỏi thêm một câu, cậu đối với Lý Hàm nhập gánh có ý kiến gì? Chương 649, phối hợp. Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ, rồi khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt nghiêm túc nói. Quận Hạ Mã không thể rối loạn hơn nữa, phải duy trì cục diện chính trị ổn định, đoàn kết. Đồng chí Lý Hàm lớn tuổi hơn tôi, là người điềm đạm để anh ấy đảm nhiệm chức chủ tịch quận thì có thể giúp tôi giảm bớt không ít áp lực và chia sẻ rất nhiều công việc. Tôi tin là phân công hợp tác với đồng chí Lý Hàm sẽ khiến kinh tế và cơ sở hạ tầng của quận Hạ Mã ngày càng đi lên. Mặc cho lời Hạ Tưởng nói có phải thật lòng hay không thì ít nhất thái độ của hắn có thể khiến Phó Tiên Phong cũng rất vừa ý. Từ đầu đến cuối Hạ Tưởng không nói đến một câu phản đối, khiến cho Phó Tiên Phong vừa ngờ vực vừa ngầm đắc ý vì kế hoạch của ông ta quả nhiên chu toàn, khiến Hạ Tưởng không tìm ra được khuyết điểm và cũng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Bởi vì bí mật lớn nhất của ông ta là vì kế hoạch thương mại lâu dài, mọi việc điều hành đều do Nguyên Minh Lượng giữ vai trò chính. Chỉ cần Nguyên Minh Lượng không để lộ sơ hở bị người khác phát hiện ra chỗ khác thường thì sẽ không ai hiểu được ý đồ thật sự của ông ta là gì, ngay cả Hạ Tưởng cũng không thể. Hạ Tưởng thấy trong ánh mắt của Phó Tiên Phong có chút vui mừng thì biết ông ta tự nhận thấy mọi việc đều thuận lợi, trong lòng nghĩ nếu không gây chút khó khăn gì sẽ khiến Phó Tiên Phong cảm thấy quá dễ và sẽ khiến ông ấy nghi ngờ, liền đột nhiên hỏi một câu. Bí thư Phó, có một câu không biết có nên hỏi hay không? Xin cứ nói. Phó Tiên Phong nói với vẻ hứng thú. Sao ngài lại không tiếp tục kiên trì đề danh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy? Hạ Tưởng đã trực tiếp hỏi vào điểm mấu chốt của vấn đề, hắn hiểu rõ nếu hắn không hỏi gì cả thì ngược lại sẽ khiến Phó Tiên Phong thiếu tự tin. Hỏi những vấn đề ngoài lề thì không thể chứng tỏ hắn là người sắc bén, hắn không sắc bén thì Phó Tiên Phong cũng không yên tâm. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn vừa mới mở miệng hỏi thì Phó Tiên Phong liền tươi cười với vẻ tự đắc và lại còn dựa người ra phía sau, ung dung cười nói. Trong những việc chính trị kế hoạch không thể bắt kịp sự biến hóa, nguyên nhân cụ thể thì không tiện nói ra nhưng tôi có thể nói rõ một chút, bước lui bây giờ là vì một bước tiến tốt hơn sau này. Câu trả lời lấp lửng của Phó Tiên Phong rất hợp với tính cách của ông ấy, cũng rất phù hợp với suy đoán của Hạ Tưởng. Càng thần bí càng khiến người khác khó hiểu và càng chứng tỏ sự bí hiểm. Hạ Tưởng cũng rất phối hợp, gật đầu nói. Tôi cũng tin là bí thư phó sau này sẽ có kế hoạch chu đáo hơn nhưng hôm nay chúng ta có thể ngồi lại với nhau thì ít nhất chứng tỏ trong giai đoạn bây giờ chúng ta đang cố tìm đến cái chung. Nào, vì sự hợp tác thành công lần này tôi kính ngài một ly. Giọng nói của Hạ Tưởng đúng mực, không thấy được sự hưng phấn lại không có sự thất vọng mà chính là một thái độ thản nhiên, và cũng phù hợp với dự đoán của Phó Tiên Phong về biểu hiện của Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong cùng ly với Hạ Tưởng, cười ha hả. Cạn ly. Sau khi tiễn Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không vội rời khỏi khách sạn, hắn lên phòng ngủ một lát để dưỡng sức. Buổi trưa vừa đến văn phòng, hắn liền gọi điện cho Phạm Duệ Hằng báo cáo tình hình về cuộc gặp gỡ với Phó Tiên Phong ngày hôm nay, nói về điều kiện của Phó Tiên Phong. Phạm Duệ Hằng nghe xong như suy nghĩ một lát rồi mới nói. Về cơ bản đã đạt đến sự hài lòng của tôi, điều kiện có thể chấp nhận. Phạm Duệ Hằng chấp nhận điều kiện là nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Bởi vì Phạm Duệ Hằng chỉ để ý đến chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, ai làm chủ tịch quận Hạ Mã thì ông ta không quan tâm. Chỉ cần Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhà họ Khâu chấp nhận việc của ông ta, đồng thời những người mà ông ta đề bạt có thể được bố trí ổn thỏa vào những vị trí mà ông ta dự tính thì ông ta không quan tâm đến những việc thừa thãi. Sau đó Hạ Tưởng lại đem việc gặp mặt Phó Tiên Phong nói cho Tống Triều Độ nghe. Tống Triều Độ lặng lẽ một hồi. Bỗng nhiên cười ha hả nói. Tôi đã gói lại phần lá trà cho cậu, khi nào rảnh thì qua đây lấy. Hạ Tưởng liền cười ha hả.
Cứ để ở chỗ ngài trước, khi tôi đến thì sẽ uống. Tống Triều Độ nói một tiếng. Được. Rồi gác máy. Sau đó Hạ Tưởng lại báo cáo tình hình cho Trần Phong. Trần Phong lấy làm kinh ngạc. Phó Tiên Phong đã thỏa hiệp thật sao? Hạ Tưởng đáp. Ít ra thì ngoài mặt là đã nhượng bộ, kẻ thức thời là người tài giỏi, nhưng sự nhượng bộ bây giờ cũng là vì bước tiến sau này. Dù thế nào thì ý kiến ông ta đề xuất cũng rất khả thi, ý của ngài thế nào? Trần Phong hơi trầm ngâm. Lý Hạm không có năng lực, đảm nhiệm chức chủ tịch quận Hạ Mã thì rất miễn cưỡng. Nếu bí thư Diệp tạo áp lực thì việc thông qua trong hội nghị thường vụ sẽ không phải là vấn đề lớn, nếu đã nhờ đến cậu thì cậu phải nhọc tâm nhiều rồi. Cho dù chủ tịch quận là ai thì chắc chắn Hạ Tưởng cũng đều phải nhọc tâm và lại sẽ rất nhọc tâm, bởi vì cuộc chiến lớn tiếp theo sau là trận quyết đấu với Nguyên Minh Lượng. Hạ Tưởng tuy đã đảm nhiệm chức bí thư nhưng việc quan tâm đến các công việc của nhà nước vẫn không thể có chút lơ là. May là trong bộ máy chính quyền còn có Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh, nếu Tạ Nguyên Thanh không phù hợp thì Trần Thiên Vũ tuyệt đối xứng đáng. Lần này Trần Phong còn muốn đề cử Trần Tử Phàm vào danh sách ứng cử chức chủ tịch quận. Khi nghe Diệp Thạch Sinh cũng muốn nhúng tay vào vụ việc quận Hạ Mã thì liên tưởng đến Hạ Tưởng cũng do y đề cử nên đành nuốt lời nói vào trong. Đề cử Trần Tử Phàm sẽ dễ khiến người khác lên án, bí thư và chủ tịch quận cũng đều do một mình y đề cử sẽ khiến người khác nghĩ rằng y nắm hết mọi quyền hành, việc gì cũng ôm đồm vào người. Thôi vậy, nếu bí thư tỉnh ủy đã lên tiếng rồi, chỉ là một chức chủ tịch quận thì cũng phải nể mặt nhân vật số một của tỉnh Yến. Sau đó Trần Phong lập tức mở cuộc họp hội ý. Xác định ứng cử viên cho chức chủ tịch quận, Phó Tiên Phong không có ý kiến, Phương Tiến Giang cũng hùa theo đề cử của Trần Phong, Hồ Tăng Chu vốn muốn đề cử người của mình vào danh sách ứng cử chức chủ tịch quận, nhưng khi nghe Diệp Thạch Sinh đề cử Lý Hàm thì lời nói đã đến cửa miệng rồi cũng không nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuộc họp hội ý cuối cùng cũng nhất trí thông qua việc đề cử Lý Hàm. Buổi tối trước giờ tan tầm. Một bản lý lịch chi tiết của Lý Hàm đã ở trên bàn làm việc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã dùng nửa tiếng đồng hồ để xem một cách tỉ mỉ, sau đó xoa nhẹ vào trán và mỉm cười. Chiến lược lấy lui để tiến của Phó Tiên Phong nếu nhìn từ góc độ khác thì đã kiểm chứng được suy đoán của hắn. Chính là đối với Phó Tiên Phong mà nói lợi ích ngắn ngủi ở tỉnh Yến chính là vì mục đích thương mại, lợi ích lâu dài hoặc là mưu đồ quyền phát ngôn trong tỉnh Yến. Nhưng lợi ích chính trị xét đến cùng cũng là vì phục vụ cho lợi ích kinh tế, vì vậy hy sinh một vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy để đổi lấy một chức chủ tịch quận dễ khống chế hơn. Người ngoài nhìn vào có lẽ là một cuộc làm ăn không có lời nhưng trong mắt Hạ Tưởng thì lại một lòng cho rằng những gì Phó Tiên Phong đang làm hiện giờ là một quyết định sáng suốt. Kể từ lúc hắn quen biết Phó Tiên Phong đến nay đây cũng là thủ đoạn cao siêu nhất của Phó Tiên Phong. Con người của Lý Hàm kinh nghiệm có thừa nhưng lại thiếu mạnh dạn. Là một trưởng phòng 42 tuổi, về cơ bản tiền đồ rất đáng lo, bây giờ đột nhiên có một cơ hội từ trên trời giáng xuống tất nhiên ông ta sẽ có cảm giác vui mừng lâng lâng. Từ trưởng phòng lên chức phó giám đốc sở, đừng xem thường một bước nhỏ như vậy đã làm chết hơn 60% cán bộ cấp phòng. Nếu suy nghĩ của Hạ Tưởng mà đúng thì Phó Tiên Phong hoặc là Nguyên Minh Lượng đã cùng Lý Hàm ngấm ngầm tiếp xúc với nhau. Nếu không với con người của Phó Tiên Phong thì ông ta nhất định sẽ không đem kế hoạch lâu dài gửi gắm vào người không đáng nhờ cậy. Nói cách khác, ông ta đã chấp nhận Lý Hàm, thậm chí đã có được sự cam đoan từ miệng Lý Hàm. Mặt khác Phó Tiên Phong có nói thật với Lý Hàm hay không? Theo suy đoán của Hạ Tưởng thì đương nhiên là không. Phó Tiên Phong sẽ không để người khác nắm được điểm yếu, hơn nữa ông ta chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng vào Lý Hàm. Cái ông ta cần là trước tiên phải xác định Lý Hàm là người có thể lợi dụng. Tiếp theo từng bước dùng thủ đoạn nào đó để thâu tóm Lý Hàm nằm gọn trong lòng bàn tay để ông ta sử dụng hoặc tùy ý thao túng. Hạ Tưởng sở dĩ không ra tay ngăn cản kế hoạch của Phó Tiên Phong mà còn rất vui vẻ đạt đến thỏa hiệp với Phó Tiên Phong là vì hắn cho rằng kế hoạch của Phó Tiên Phong bây giờ xem ra là không có chút kẽ hở, hắn không tìm được lý do nào tốt hơn để phản đối, hơn nữa nếu muốn ngăn cản thì khả năng thành công rất nhỏ. Có thể tốn công tốn sức nhưng cuối cùng lại không thu được gì.